Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 71. Mí mắt ngăn không được hung hăng nhảy nhót, Mộ Dung Tuyết vừa nghĩ tới thảm như vậy giống như, lúc này liền dẫn đầu nhảy lên, mắng to, người cái này ma quỷ, ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Dùng nhiều như vậy vô tội sinh linh, đi lấp yêu quái kia lưỡi kiếm, cái này cần có bao nhiêu người chết thảm a? Người này, quả nhiên là cái lạnh huyết ma vương. Đây chính là chiến tranh, không chết người có thể gọi là chiến tranh sao? Thế nhưng là cho dù chiến tranh, mỗi người đối thủ đều nên là bình quân. Nhưng bất bại kiếm tôn cùng những cái kia đồng dạng tu giả chênh lệch thực sự quá lớn, ngươi để bọn hắn đi lên, căn bản chính là chịu chết, làm pháo hôi, không có chút ý nghĩa nào. Cho dù bọn họ có thể tiêu hao bất bại kiếm tôn mảy may nguyên lực, đó cũng là ý nghĩa lớn nhất, chết đúng chỗ. Con kiến tụ tập được nhiều đều có thể gặm chết con voi, huống chi cái này bốn châu chiến lực, mài đều có thể mài chết hắn. Thế nhưng là coi như chân năng giết hắn, thì có ích lợi gì? Chúng ta vì giết một cái bất bại kiếm tôn, chết rất nhiều người, nhưng chiến tranh vẫn là thắng không, đối thủ của chúng ta còn có Bách Lý Kinh Vĩ cùng Kiếm Tinh Đế Quốc, đến lúc đó chúng ta lấy cái gì đi đối kháng bọn họ? Đúng vậy a, vì giết một cái bất bại kiếm tôn, khả năng liền muốn bồi lên chỉnh một chút một châu, thậm chí hai châu chiến lực tánh mạng, vậy chúng ta lại như thế nào lại đối mặt Bách Lý Kinh Vĩ cùng Kiếm Tinh Đại Quân đâu? Nghe đến Mộ Dung Tuyết lời nói, Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút, cũng là khẽ gật đầu, cau mày hỏi, chẳng lẽ Trác tiên sinh làm nhiều như vậy, chính là vì cầm xuống cái kia lão yêu quái đầu người sao? Trong mắt lóe lên lạnh ánh sáng, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, khẽ gật đầu, không tệ, đúng là như thế. Bất quá các ngươi đừng tưởng rằng cầm xuống bất bại kiếm tôn đầu người về sau, bởi vì tổn thất quá lớn, thì thắng không chiến tranh. Hoàn toàn ngược lại, bắt lấy hắn, chẳng khác nào cầm xuống chỉnh cuộc chiến tranh thắng lợi, bất luận Kiếm Tinh Đế Quốc vẫn là Bách Lý Kinh Vĩ, đều sẽ vài phút xong đời, chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng bất giác run lên, mọi người tất cả đều một mặt nghi ngờ nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn giải thích. Kiếm Tinh Đế Quốc cùng bình thường đế quốc khác biệt, đế tương hòa hòa thuận, thực lực cường đại, cơ hồ không có sơ hở mà theo. Mà cái này tất cả mọi thứ, đều là bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên mang đến. Biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm không khỏi cầm lấy bát trà, khẽ nhấp một cái về sau, bật cười ra tiếng, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, Kiếm Tinh Đế Quốc tất cả cơ sở, đều là tại bất bại kiếm tôn trên thân đậy lại, nó cường đại, cũng bởi vì hắn mà đến. Cửu Kiếm Vương bởi vì bất bại kiếm tôn, cam nguyện thần phục. Bách Lý Kinh Vĩ bởi vì bất bại kiếm tôn chống đỡ, tất cả mọi người đối với hắn lịch thiệp ba phần, liền Cửu Kiếm Vương đều lễ kính có thêm. Bất quá đáng tiếc, dạng này tuyệt đối vô địch thăng bằng, cũng là bị Bách Lý Kinh Vĩ tự phụ, tự mình đánh tan, cũng trở thành đế quốc lớn nhất sơ hở lớn. Sắc mặt bất giác cùng nhau động dung, mọi người nhìn về phía Trác Phàm trong lòng lẫm liệt, này làm sao giảng. Hắn quá tham, cũng quá gấp, không kịp chờ đợi muốn tại chính mình tướng vị thời điểm, hoàn thành năm châu đại nhất thống công tích vĩ đại, cho nên đem đế quốc phát triển được quá nhanh. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm tiếp tục nói, vì hướng bốn châu đồng thời làm khó dễ, Bách Lý Kinh Vĩ trừ bản thân ngũ đại bản tộc kiếm vương bên ngoài, còn tới chỗ lôi kéo hắn ngoại tính kiếm vương, thượng quan phi vân, đan thanh sinh đều là như thế. Lần này để đế quốc uy thế càng thêm cường đại, bốn châu hợp lực, khó có thể chống cự. Chỉ bất quá, hắn chỉ vì cái trước mắt, vì mau chóng cầm xuống bốn châu, móc sạch quân đế quốc lực, toàn dùng tại tiến công phía trên, làm cho đế quốc nội bộ quân lực thiếu thốn, cũng dễ nhất náo động. Cho nên hắn mới có thể đối Hải Xuyên Thương Hội hạ tử thủ, bởi vì cái này thương hội mặc kệ là liên thông ngoại giới đường buôn bán, vẫn là bản thân cùng các châu hiển quý không nói rõ được cũng không tả rõ được lợi ích quan hệ, đều có thể sẽ ở đế quốc chống giống lúc, ảnh hưởng đế quốc ổn định nhân tố trọng yếu. Cho nên tại xuất binh trước, cái này thương hội nhất định muốn biến mất, hắn không thể để cho một cái khổng lồ như vậy tập đoàn, lưu tại đế quốc nội bộ thời điểm then chốt sinh phiền phức, khiến không thể không lui binh bảo quốc, làm tất cả kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bởi vậy Mộ Dung tiểu thư, ngươi một mực nói chúng châu nhiều người như vậy là ta hại, thực căn bản cùng ta không có lớn như vậy quan hệ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Bách Lý Kinh Vĩ muốn xuất binh, tất muốn trừ hết bọn họ, sớm muộn sự tình mà thôi. Thậm chí sự kiện này phát sinh càng muộn, liên lụy người hội càng nhiều. Ta chỉ là một cái kíp nổ thôi, cũng không phải thật sự là đao phủ. Lạnh hừ một tiếng,
Mộ Dung Tuyết không nhìn tới hắn, ta chỉ nhìn ngươi bản chất, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, cái kia phía dưới sự kiện, sau người đâu. Tốt tốt tốt, ngươi trừ ma vệ đạo, chúng ta không phải một đường, tạm thời không nói, chúng ta vẫn là nói lần này chiến sự. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, cùng nữ nhân quả nhiên không phải tốt giảng đạo lý, sau đó liền nhìn về phía những đại lão kia đàn ông, tiếp tục nói, hiện tại đã chúng ta biết hắn cường đại nguyên do, còn có không có kẽ hở địa phương, cũng thì cần phải minh bạch. Chân ướt chân giáo cứng rắn làm, chúng ta chết đều đánh không lại bọn hắn. Nhưng là địch nhân lại cho chúng ta một cái cơ hội, Bách Lý Kinh Vĩ quá tự phụ cũng quá cấp thiết, vậy mà đem bọn hắn lập thế gốc rễ, lão tổ tông bất bại kiếm tôn cho ném tới nội địa tới. Mà bất bại kiếm tôn cũng là tự phụ người, tự cho là thiên hạ vô địch, thì nào dám xông, còn thật tới. Cứ như vậy, chúng ta thì có cơ hội. Tuy nói, bất bại kiếm tôn thật rất nguy hiểm, hắn vừa đến Bắc Châu, thì hoảng sợ đến tất cả chúng ta không dám động. Nhưng đồng dạng, hắn đến địch nhân nội bộ, cũng rất nguy hiểm. Bởi vì hắn không biết, chúng ta thì sẽ đem hết toàn lực xử lý hắn, ha ha ha. Còn xử lý hắn về sau, tổn thất quá lớn, không thể tái chiến lo lắng, ta cam đoan, Bách Lý Kinh Vĩ tiểu tử kia, so với chúng ta càng thêm lo lắng. Mọi người có thể suy nghĩ một chút, bất bại kiếm tôn xâm nhập nội địa, vì sao bên người theo đều là bản tộc kiếm vương, không có một cái nào ngoại tính đâu. Mi mắt bất giác lắc một cái, mọi người nhíu mày suy tư, thật lâu, Âu Dương Lăng Thiên Tài sâu xa nói, bởi vì không tín nhiệm, không tệ. Âu Dương tiền bối nói rất đúng, đừng nhìn Bách Lý Kinh Vĩ cùng Bách Lý Ngự Thiên đều tương đương tự phụ, nhưng cũng coi là chú ý cẩn thận. Lão tổ tông người bên cạnh, tuyệt đối không thể có ngoại tâm. Không phải ta tộc loại, tâm tất dị. Bách Lý Kinh Vĩ lòng nghi ngờ cũng rất nặng, hắn căn bản không tin tưởng ngoại tính kiếm vương, không dám để cho bọn họ đơn độc cùng với Bách Lý Ngự Thiên làm nhiệm vụ. Sợ là cái gì, phản bội, cùng bốn châu người cùng một chỗ, đem Bách Lý Ngự Thiên cho hại. Trong mắt tinh mang nhấp nháy, Trác Phàm dường như đã nhìn đến tất cả mấu chốt, bởi vậy, Bách Lý Ngự Thiên bên người hiệp trợ bảo hộ, đều là Bách Lý gia bản tộc kiếm vương. Mà vây công bốn châu mang binh, lại là tứ đại ngoại tính kiếm vương. Dạng này xem xét, tại Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt, đến tột cùng cái nào bộ phận quan trọng, vừa nhìn thấy ngay. Hắn không sợ kiếm vương tạo phản, cũng không sợ đế quốc luân hãm, liền sợ lão tổ tông bị hại chết. Nhưng dù cho như thế, hắn chả để Bách Lý Ngự Thiên đến đây, thật sự là đã tự phụ, lại cẩn thận một người. Mà sự thật cũng xác thực như thế, chúng ta cho dù đánh tan Trung Châu bất luận cái gì một nhánh đại quân đều dâu ria, dao động không kiếm tinh nền tảng lập quốc. Nhưng duy chỉ có cái này bất bại kiếm tôn chết, là hậu quả gì? Không có vị này cường nhân chấn nhiếp, cái kia cửu đại kiếm vương từng cái nghiêu bức, sẽ còn nghe hắn Bách Lý Kinh Vĩ sao? Riêng là cái kia tứ đại ngoại tính kiếm vương, rốt cục không dùng bị trói buộc, sẽ còn nghe lệnh của kiếm tinh điều khiển sao? Khi đó, không dùng chúng ta cùng Trung Châu tái chiến, chính nó liền nên tứ phân ngũ liệt. Một đại đế nước, lập tức vẫn lạc, nghĩ như vậy lời nói, chúng ta cho dù nỗ lực hai châu tánh mạng, có thể đem Trung Châu kiếm tinh đế quốc cái này bất bại chí tôn cho diệt, có phải hay không rất có lời đâu. Nghe được lời này, mọi người đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong lòng cũng là bỗng dưng phát lên một cỗ sao động. Đúng vậy a, một trận chiến này tiếp theo, cho dù tổn thất lại lớn cũng không quan trọng, có thể đổi lấy hậu thế cả đời an bình a, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cớ sao mà không làm. Chỉ có Mộ Dung Tuyết, mí mắt ngăn không được địa run rẩy, nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, cắn răng nói, dùng hai châu mấy chục triệu tu giả tánh mạng, đổi một phen thắng lợi. Ma quỷ, người đem những sinh linh này làm cái gì? Liền xem như thật cùng Trung Châu đại chiến, chiến bại cũng sẽ không chết rất nhiều người, nhưng là ngươi. Ta là thống soái, trong mắt chỉ có quân cờ và ván cờ. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, ta chỉ biết là, lần này, ta đối Bách Lý Kinh Vĩ ván cờ này, liền đem quân. Quân lệnh, quân lệnh. Bắc Châu cùng Trung Châu đường biên giới phía trên, ba châu chiến lực đã ào ào truyền tống đến. Tất cả mọi người là ấn chính mình bộ đội sở thuộc, yên tĩnh địa ở cùng nhau khu vực, chờ lấy phía trên an bài. Tây Châu từ Lạc Minh thống soái các tông cao thủ, cũng là như thế, tâm thần bất định bất an bồi hồi ở chỗ này cảnh chi địa, trong lòng khẩn trương vạn phần, không biết cái này người tiếp theo mệnh lệnh như thế nào kỳ hoa. Đột nhiên, từng tiếng hét lớn truyền vang tại cái này Bắc Quốc phong tuyết chi địa,
đinh tai nhức óc. Mấy tên lính liên lạc, một bên bay lượn ở trên không, hoa qua tất cả thế lực khu vực, một bên lôi kéo cuống họng hò hét lên tiếng. Bạch! Đã có chút không kịp chờ đợi, Lạc Vân Hải chờ Tây Châu chiến trường người chỉ huy ào ào đi ra soái trướng, ngửa đầu nhìn lên trời, trên mặt đều là vẻ kích động, lại có quân lệnh, Trác đại ca quân lệnh, không biết đối mặt như thế sơn cùng thủy tận chi địa, Trác đại ca đầu này diệu kế lại là cái gì? Đúng vậy a, đã ném ba châu, lui không thể lui. Nếu là cái này tất cả mọi thứ đều tại Trác quản gia kế hoạch bên trong lời nói, cái này cái thứ ba mệnh lệnh, quả nhiên là phản công kế sách. Nhẹ nhàng sờ sờ tròm râu, Gia Cát Trường Phong cùng bọn người người lẫn nhau nhìn xem, không khỏi cùng nhau sắc mặt nghiêm một chút, trong mắt chớp động lên hy vọng chi sắc, chỉ là cái này sau cùng một kế, như thế nào quỷ thần khó lường đâu. Ha ha ha, lần nữa gặp Trác quản gia xuất thủ, thật là có chút chờ mong a. Lời vừa nói ra, người khác nghe, cũng là cùng nhau gật đầu, mi mắt ngăn không được mà run run lấy, rất là kích động. Hiu, một đạo tiếng xé gió vang. Một tên lính liên lạc nhất thời rơi vào Lạc gia bọn người trước người, khom người liền ôm quyền nói, bốn châu đại nguyên soái Trác tiên sinh truyền lệnh, mệnh Lạc Minh dẫn một nửa Tây Châu cường giả, trợ giúp Bắc Châu, bảo vệ tốt biên cảnh. Nói, người kia liền cung kính đưa lên một khối ngọc giản, lại chính là Hải Minh Tông đặc thù truyền lệnh giản, không có làm bộ. Chỉ có những thứ này. Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải lại là không có tiếp nhận, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Trác đại ca đem chúng ta theo Tây Châu điều đến, chỉ là làm phòng ngự Bắc Châu. Cái này, đúng vậy a, nếu chỉ là như thế lời nói, phía trước tất cả bố trí đều giống như hoàn toàn thất bại, chúng ta vẫn là ngồi ăn chờ chết mà thôi, mà lại so với lúc trước phòng ngự bố trí, bị chết càng nhanh, cái này không giống như là Trác quản gia xuất thủ bộ dáng a. Lãnh Vô Thường cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa vuốt vuốt cái kia râu dê, đầy mắt vẻ không hiểu. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút. Cái kia lính liên lạc không khỏi mỉm cười cười một tiếng, ôm quyền nói, Lạc gia chủ không nên hiểu lầm, mệnh lệnh này là chỉ truyền cho các ngươi, về phần người khác còn có khác mệnh lệnh. Người khác là cái gì mệnh lệnh, mau nói. Không khỏi quính lên, mọi người cùng nhau hét lớn lên tiếng. Sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên, cái kia lính liên lạc từng cái đảo qua tại chỗ tất cả mọi người đôi mắt, bình tĩnh lên tiếng, bốn châu đại nguyên soái có lệnh, Nam Châu cùng Đông Châu. Lại thêm Tây Châu trừ Lạc Minh bộ đội sở thuộc bên ngoài một nửa chiến lực, lập tức hướng Hải Minh Tông phương hướng đẩy mạnh. Nỗ lực bất cứ giá nào, rảo sát ẩn nặc tại Bắc Châu bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên. Cái gì? T. Như là những cái kia bốn châu cao tầng lần đầu tiên nghe được mệnh lệnh này một dạng, Lạc Vân Hải bọn họ nghe đến cũng là ngăn không được tròng mắt hung hăng co rụt lại, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó... Mệnh lệnh này tựa hồ cũng đã truyền đến hắn các châu trận doanh bên trong, từng tiếng kinh hô liên tiếp địa theo bốn phương tám hướng truyền đến. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này bốn châu tổng nguyên soái cái thứ ba mệnh lệnh, đúng là điên cuồng như vậy, đem bọn hắn tất cả mọi người tập hợp đến cùng một chỗ, đúng là muốn đối phó truyền thuyết kia bên trong yêu quái, năm châu đệ nhất cường giả, bất bại kiếm tôn bọn họ a. Ngơ ngác sững sờ rất lâu, Gia Cát Trường Phong. Lãnh Vô Thường cùng U Minh ba người lẫn nhau nhìn nhìn lại về sau, mới nhịn không được lại là một tiếng ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt lộ ra không sai chi sắc, thì ra là thế, không hổ là Trác quản gia, chúng ta minh bạch a, ha ha ha. Ba người tiếng cười đem tại chỗ vẫn như cũ ngốc trệ mọi người từ nơi này kinh thiên trong mệnh lệnh bừng tỉnh, không khỏi cùng nhau nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba vị này trí giả, đến tột cùng làm sao? Vì sao? Nhìn chằm chằm bọn họ, mọi người trong lòng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn tuy nhiên cười, mà lại là thoải mái cười to, nhưng là tiếng cười kia bên trong, lại là có đạm mạc bi thương bộc lộ, thậm chí khóe mắt bên trong, đều có yêu kiều lệ quang thoáng hiện. Gia Cát quản gia, các ngươi, trên mặt tràn đầy quan tâm, Lạc Vân Hải thăm thẳm lên tiếng. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong biểu thị không ngại, ba người tiếng cười cũng toàn cũng dần dần tiêu giảm tiếp theo. Sau đó ba người lại lẫn nhau nhìn xem về sau, lại tất cả đều biến thành cúi đầu cười khổ. Ai, nhiều năm như vậy, Trác quản gia vẫn là Trác quản gia, chúng ta cuối cùng so ra kém a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ách, ba vị, các ngươi làm sao? Một mặt mê vẻ nghi hoặc, Lạc Vân Hải trong mắt đều là mê mang. Khóe miệng nhếch lên một cái đột nhiên đường cong, Gia Cát Trường Phong hướng gia chủ khom người cúi đầu, không khỏi thở dài một tiếng, ai. Gia chủ a,
ngài cần phải rõ ràng, ba người chúng ta năm đó xem như cao bại tướng dưới tay quản gia. Mà những năm gần đây phụ tá gia chủ, cũng có cùng trác quản gia phân cao thấp ý tứ. Hắn năm đó có thể làm được sự tình, ba người chúng ta hẳn là cũng có thể. Nhưng là hiện tại xem ra, ba người chúng ta đã thua, mà lại thua tâm phục khẩu phục. Trác quản gia trên thân, có chúng ta vô tận cả đời, đều chưa hẳn có thể được đến đồ vật. Khí phách, cơ hồ là trăm miệng một lời, ba người bình tĩnh lên tiếng. Đón lấy, Gia Cát Trường Phong ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng bất giác một trận thổn thức, tiếp tục nói, gia chủ, người nói nếu là một tên ăn mày tại đầu đường bị người khi dễ, hắn sẽ như thế nào? Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải một mặt mê mang, không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn lấy ba người miệng kia góc thần bí nụ cười, vẫn là không nhịn được suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, khất cái bị người khi dễ, là bởi vì hắn nghèo khổ cơ khổ, nếu là hắn không còn nghèo khổ, cần phải liền có thể thoát khỏi bị khi phụ cảnh ngộ đi. Ha ha ha, xác thực, có tài phú, xác thực có thể giảm bớt khi dễ người khác. Thản nhiên cười, Gia Cát Trường Phong tiếp tục nói, như vậy gia chủ, nếu là một giới thương nhân bị quan lại chèn ép đâu? Mi mắt lắc một cái, Lạc Vân Hải trong lòng càng nghi, cái này Gia Cát quản gia có ý tứ gì, hỏi thế nào để nhảy vọt lớn như vậy? Nhưng là chăm chú nhìn cái kia cười nhạt ánh mắt, Lạc Vân Hải vẫn là trầm ngâm một hồi nói, cái gọi là tài có thể thông thần, bị quan lại chèn ép, vậy thì tìm cái càng núi dựa lớn, mượn lực đả lực, áp hắn một bậc. Không tệ, đây chính là quyền mưu, dùng bản thân mình tư nguyên, đổi lấy càng lớn tư nguyên, lại đến đề cao mình bản thân tư nguyên, từng bước một làm lớn. Ba người chúng ta những năm này làm ra, chính là như vậy. Bất đắc dĩ thở dài, Gia Cát Trường Phong khẽ cười một tiếng, đạm mạc gật đầu, trong mắt lại chớp động lên một chút đau thương ánh sáng, làm khất cái bị khi phụ, chúng ta thì biến thành thương nhân bị đánh áp, chúng ta thì nhập sĩ làm quan. Thế nhưng là chúng ta từng bước một tăng lên, lại luôn gặp được càng mạnh đối thủ áp bách, sau cùng cuối cùng cả đời, vẫn là chạy không khỏi bị đánh áp vận mệnh. Cái này, chính là chúng ta. Thế nhưng là Trác quản gia lại cùng chúng ta khác biệt, cũng chính là bởi vì điểm ấy khác biệt, năm đó Lạc gia mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, đánh bại cường giả san sát thế gia, trở thành trưởng khống không trung tránh thức người cầm quyền. Đây là chúng ta, mãi mãi cũng làm không được. Trong lòng bất giác run lên, Lạc Vân Hải thật sâu nhìn lấy bọn hắn, trịnh trọng nói cái gì khác biệt. Gia chủ, vẫn là vấn đề kia, khất cái làm sao có thể cả một đời không nhận hiếp đáp. Không có trả lời hắn vấn đề, Gia Cát Trường Phong mỉm cười, hỏi lần nữa. Khẽ cau mày, Lạc Vân Hải trầm mặc không nói, trong mắt tản ra mê võng. Thật sâu hít một hơi, Gia Cát Trường Phong gặp hắn đáp không lên, trực tiếp từ hét lớn một tiếng, trong mắt tản mát ra khiếp người kiên nghị ánh sáng. Gia chủ, ngài nghe kỹ, muốn cả đời không nhận lấn, chỉ có đứng tại tất cả mọi người đỉnh phong con đường này mà thôi. Nói cách khác, khất cái chỉ có lên làm hoàng đế, mới thật sự là an toàn. Cái này sao có thể? Biến sắc, Lạc Vân Hải rất là kỳ lạ nói. Bật cười gật gật đầu, Gia Cát Trường Phong cũng là ai thán một tiếng, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, khất cái biến hoàng đế, nói mơ giữa ban ngày, cái này sao có thể? Thế nhưng là suy nghĩ một chút trước kia Lạc gia, cùng hiện tại Lạc Minh, không phải cũng là nói mơ giữa ban ngày sao? Thần sắc bất giác run lên, Lạc Vân Hải bình tĩnh lại, biến đến nghiêm túc lên. Đây chính là Trác quản gia cùng chúng ta khác biệt, hắn khí phách. Người phi thường có thể so sánh. Chậm rãi đi vào Lạc Vân Hải bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai, Lãnh Vô Thường không khỏi lắc đầu bật cười nói, lúc trước chúng ta bại trong tay hắn, một mực không hiểu, luận tài trí chúng ta không kém hắn, không trung tam đại trí tinh tên tuổi, cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhưng hiện tại đã biết rõ, chúng ta lòng dạ không có hắn rộng lớn, ánh mắt không có hắn lâu dài, khí phách càng thêm khó có thể so sánh được. Bất bại kiếm tôn chính là kiếm tinh gốc rễ, chúng ta vốn là biết, nhưng là hắn quá mạnh, chúng ta căn bản hoặc là không dám nghĩ lấy ở trên người hắn làm văn chương, bởi vì trả giá đắt quá lớn, thậm chí hoàn toàn không có khả năng thành công. Nhưng là Trác quản gia hắn từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm hắn, đập nồi dìm thuyền, bỏ rơi ba châu, trực đảo Hoàng Long, phần này khí phách, ba người chúng ta không ai sánh nổi. Bây giờ nghe hắn toàn bộ kế hoạch, chúng ta nghĩ lại phía dưới mới hiểu được. Một châu chiến lực có 20, 30 triệu nhiều, một châu nửa chính là 50 triệu chiến lực. Người như vậy đếm dùng cho thủ thế,
Bách Lý Kinh Vĩ cho dù phải cứu viện binh đều rất khó đột phá. Mà hai châu nửa trận chiến lực, cũng là gần 100 triệu nhân số. Bất bại kiếm tôn tuy mạnh, danh xưng có thể một người chiến một châu, không nói chơi. Nhưng là đối mặt dạng này hợp công, hắn lại có thể chống đỡ đến khi nào? Dùng hai châu nửa người mệnh đổi một tính mạng người, dạng này bá lực, ai có thể đụng? Dù sao đang nghe mệnh lệnh này trước, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hết thảy này kết quả, cũng là kiếm tinh đế quốc trong nháy mắt sụp đổ. Trác Quản ra một chiêu này, coi là thật thẳng đâm muốn hại, thiên cổ kỳ kế a. Chỉ sợ cho dù là đối diện Bách Lý Kinh Vĩ, cũng vạn vạn khó có thể nghĩ đến, Trác Quản ra sẽ ra dạng này ngoan kế. Mí mắt bất giác nhẹ nhàng run rẩy, Lạc Vân Hải giật mình vài giây sau, không khỏi ngửa đầu nhìn về phía tinh không, khóe miệng xẹt qua không hiểu ý cười, đúng vậy a, ba vị quản gia nói rất có lý. Ta còn nhớ rõ năm đó ở Tiềm Long Các, Lạc gia chỉ có chúng ta 4 người lúc, Trác đại ca tuyên bố muốn đem Lạc gia mang hướng đỉnh điểm tuyên ngôn, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta lúc đó chính mình cũng không tin, nhưng bây giờ. Ha ha ha, Trác đại ca là một cái từ vừa mới bắt đầu thì nhắm chuẩn đỉnh điểm người, không có hắn cô dám nghĩ, càng không có hắn làm không được sự tình. Đây chính là Trác đại ca, chúng ta Lạc gia đệ nhất quản gia, thủ hộ thần. Thân thể hơi cúi, ba người đều là tán đồng gật đầu. Như vậy lần này, Trác đại ca để cho chúng ta lựa chọn chặn đánh là bảo hộ chúng ta, nhỏ khẽ khom người, Lãnh Vô Thường kiên định nói, cùng bất bại kiếm tôn cái kia người điên giao chiến so ra, đối phó Bách Lý Kinh Vĩ cùng Trảm Long Kiếm Vương muốn đơn giản nhiều. Đúng vậy a, các ngươi lần này thật đúng là vơ vét cái chuyện tốt. Lúc này, cái kia lính liên lạc cũng là không khỏi hâm mộ nói, thật sự là trong triều có người dễ làm sự tình a. Giống vây quét bất bại kiếm tôn dạng này khổ sai, người khác nghe đến, đoán chừng đều muốn khóc lên đi. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, từng tiếng kêu rên đã là 4 phương 8 hướng các ngõ ngách truyền đến, tê tâm liệt phế, thẳng lên mây trời. Chuyện gì xảy ra, đối diện làm sao động tĩnh lớn như vậy? Nghe nói muốn đi cùng bất bại kiếm tôn cái kia lão yêu quái liều mạng. Vẫn là để mạng lại lấp hắn lưỡi kiếm, những cái kia ba châu chuẩn bị chịu chết các tu giả bất giác lần lượt kêu rên lên tiếng, sau cùng hóa thành một mảnh, cùng mai táng chấn thiên triệt địa. Thậm chí, cái kia cuồn cuộn kêu rên oán phẫn thanh âm đều vượt qua mấy trăm dặm chỗ, thẳng tắp truyền đến Trung Châu đại quân quân chướng đến đây. Bách Lý Kinh Vĩ ngay tại phán đoán lấy chính mình phá Trác Phàm cho nên bày nghi trận không thành kế, lấy không ba châu chi địa. Tiểu tử kia muốn thế nào ủ rũ? Bị 4 châu những người kia hung ác đâm cột sống, trong ngoài không phải người, tâm lý đắc ý lúc, lại là chợt nghe đạo này tang âm truyền đến, không khỏi sững sờ, hét lớn lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, một tên thám tử nhất thời vào tới hắn trong trướng, cúi người hồi báo nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, không biết chuyện gì xảy ra, Bắc Châu biên cảnh chỗ đột nhiên binh lực đại tăng, chỉ là khóc lóc tiếng ồn ào vang, liền đã truyền ra ở ngoài ngàn dặm. Theo thuộc hạ thấy, bọn họ đã trên diện rộng tăng binh biên giới, chỉ sợ tăng gấp 2-3 lần binh lực nhiều. Gấp 2-3 lần, cái kia làm sao có thể, Bắc Châu cái nào đến nhiều như vậy chiến lực. Mi mắt bất giác lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng nghi hoặc, nhưng là rất nhanh liền không sai gật đầu, suy cười ra tiếng A. Thì ra là thế, không thành kế phá, ba châu binh lực rơi vào đường cùng, tất cả đều truyền tới nơi này. Hừ hừ, một đám kẻ đào ngũ mà thôi. Khí thế khẳng định đại giảm, khó trách khóc thảm như vậy đây. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, xây dựng phòng thức, tránh cho đối phương chó cùng rứt dậu đánh bất ngờ. Là, người kia khẽ khom người lĩnh mệnh, ngay lập tức đi xuống truyền lệnh. Bách Lý Kinh Vĩ thì là vẻ mặt đắc ý chi sắc, không khỏi hừ lên tiểu khúc. Thậm chí liền ngâm nga lấy, chính mình còn nhịn không được uyển chuyển nhảy múa lên. Bạch, soái trướng bỗng dưng bị vén lên. Đan Thanh Sinh phiêu hốt đi tới, nhìn đến hắn như vậy đắc chí bộ dáng, không khỏi sững sờ, cười nói, thừa tướng đại nhân, có cái gì chuyện cao hứng, để ngài hưng phấn như thế. Ha ha ha, Trảm Long Kiếm Vương đến vừa vặn, nói cho ngươi một tin tức tốt, lần này đối 4 châu tác chiến, trong vòng 3 tháng, nhất định có thể kết thúc. Đến lúc đó khải hoàn hồi triều, bản tướng nhất định mời lão tổ tông luận công mà thưởng. Trảm Long Kiếm Vương không phải một mực muốn tự trị ngài cái kia đào nguyên chi địa a, lần này 5 châu nhất thống về sau, liền đem cái kia phiến địa phương vạch ra đế quốc, cho ngài tự trị tốt. Há, nói như vậy, ta phải cảm ơn thừa tướng, ha ha ha.
bất giác thản nhiên cười, Đan Thanh Sinh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì bỗng dưng trầm xuống, ngưng trọng lên. Có điều hắn lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, phản tiếp tục cười ha hả nói, đúng, thừa tướng, ngài không phải nói trận này quyết chiến tối thiểu thật tốt một năm nửa năm a, làm sao hiện tại nhanh như vậy đã có kết luận. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khoan thai tự đắc hướng sau dựa vào, cười khẽ một tiếng, cái này còn muốn cảm tạ ta cái kia lão đối thủ, Trác Phàm Trác tiên sinh không thành kế a, ha ha ha. Cái kia kế sách một khi bị nhìn thấu, chẳng khác nào tặng không ba chúng ta châu. Hiện tại Bắc Châu biên cảnh bên kia thanh thế bỗng nhiên hạo lớn, chắc là cái kia ba châu chiến lực tất cả đều thông qua truyền tống trận tới nơi này. Nói cách khác, ba châu chỗ đó không có chống cự, chúng ta một tuần bên trong, là có thể đem bọn họ tất cả trở về truyền tống thông đạo hủy, đem ba châu thu vào trong túi. Ngay sau đó, lại dùng nửa vầng trăng thời gian, đem những cái kia đi tấn công ba châu binh mã rút về, cùng một chỗ tấn công Bắc Châu. Cứ như vậy, bọn họ nhưng là bị làm sủi cảo, không đường nhưng chạy trốn. Thế nhưng là, bốn châu binh mã hợp nhất, Bắc Châu phòng thủ càng kiên cố hơn, chúng ta muốn đánh hạ đến cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Ngồi đến một bên cái bàn trước, Đan Thanh Sinh bưng lên một cái bát trà, nhẹ nhàng đập hai lần, lại là thì thào lên tiếng, cũng không có bao nhiêu hưng phấn cùng vui sướng. Liếc xéo hắn liếc một chút, dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi tà cười một tiếng, Trảm Long Kiếm Vương, chẳng lẽ ngươi quên, lão tổ tông bọn họ sớm đã đột phá vào đi, liền chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem hắn Bắc Châu cái này một kiên cố lỗ hổng, triệt để xé mở. Hiện tại, hẳn là ngày thứ 9 a, lão tổ tông bọn họ ngày thứ 10 thì sẽ bắt đầu hành động. Đến lúc đó đầu đuôi giao kích, hai mặt thụ địch, ta xem bọn hắn còn có thể chịu nổi bao lâu, hừ hừ hừ. Mí mắt hơi hơi run run, Đan Thanh Sinh nghe đến Bách Lý Kinh Vĩ cái kia sớm chúc mừng vui thích, lại là trầm mặc không nói, chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng chụp lấy bát trà, trong mắt lóe thăm thẳm hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Hai con ngươi nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là nhẹ liếc nhìn hắn một cái về sau, không nhìn hắn nữa, chỉ là trong miệng càng không ngừng rên lên, bốn châu đệ nhất tội nhân, thiên cổ tội nhân, Trác Phàm. Cổ nhất Phàm, đến lúc đó ta nhất định cho hắn tại bốn châu. Mỗi châu lập một khối dạng này bia, để hắn danh lưu thiên sử. Hắc hắc hắc, chỉ là không biết, đến lúc đó ta cái kia dùng cái kia tên tốt đây. Báo. Thế mà, ngay tại hắn làm lấy xuân thu mộng đẹp lúc, hét lớn một tiếng lại là nhất thời từ bên ngoài truyền đến, một tên lính liên lạc vội vội vàng vàng đi vào Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, khom người bái hạ, thở hổn hển nói, đối diện truyền tin ngọc giản, mời thừa tướng đại nhân xem qua. Nhẹ nhàng liếc cái kia xanh biếc đồ vật liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười ra tiếng, tiểu tử này thật đúng là không sợ bại lộ a, ba ngày hai đầu phát ngọc giản. Bất quá bây giờ cục thế sáng tỏ, ván đã đóng thuyền, hắn coi như bại lộ cũng không quan hệ, đọc. Ách, thừa tướng. Bất giác trì trệ, binh sĩ kia một mặt khó xử mà nhìn xem hắn, do dự nói, ngọc giản này là thực hiện phép thuật quyết mật hàm, chúng ta xem không? Tùy tiện thân thể bất giác lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ rong chơi khuôn mặt nhất thời liền cứng đờ, mi mắt không khỏi hung hăng nhăn lại đến, nghi ngờ nói, mật hàm. Hắn cho ta phát mật hàm. Nói cách khác, tình báo này tương đối quan trọng, thế nhưng là chiến sự đã rõ ràng như vậy, Hải Minh Tông phong thiên kết giới cũng phá, còn có thể có cái gì trọng yếu tình báo đâu. Chẳng lẽ nói, như thế nhất định cục thế, tiểu tử kia còn có hậu thủ có thể lật đến động. Đem ngọc giản trình lên. Sắc mặt ngưng tụ. Bách Lý Kinh Vĩ không dám thất lễ, vẫy tay, tên lính kia liền lập tức khom người trình lên. Liếc mắt liếc một cái hắn, Đan Thanh Sinh không khỏi thở dài một hơi, sâu xa nói, cùng lần trước một dạng, là Bắc Châu cái kia thám tử đưa tới. Đúng vậy a, lão tổ tông muốn công phá Hải Minh Tông không dễ, cho nên ta trước thời gian làm an bài. Tuy nhiên phong thiên kiếm sự tình không dùng đến người này, nhưng lần đó truyền về cổ nhất phàm làm bốn châu thống soái tình báo vẫn rất có dùng. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ biết Đan Thanh Sinh sớm đã đoán được, liền cũng không giấu giếm, chỉ là trong tay ấn quyết liên tục, nhưng nghe ba một tiếng vang nhỏ, khối kia ngọc giản phong ấn đã là giải trừ, sau đó hắn ngay lập tức đem tâm thần chìm vào bên trong xem. Thế nhưng là cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, hắn sắc mặt lại là trong nháy mắt trì trệ, nhất thời hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tay run run trưởng buông lỏng, ba một tiếng vang giòn. Khối kia ngọc giản đã là soạt một chút ngã nát trên mặt đất,
vỡ tan thành tứ phân ngũ liệt hình dạng. Không khỏi sững sờ, còn chưa thấy qua đường đường trăm dặm thừa tướng thất thố như vậy bộ dáng, Đan Thanh Sinh bất giác thật sâu liếc hắn một cái về sau, sâu xa nói, thừa tướng đại nhân, ngài. Không có sao chứ. Trác Phàm, ngươi, thật ác độc cái nào. Rắc rắc, đã hoàn toàn nghe không được Đan Thanh Sinh thanh âm, Bách Lý Kinh Vĩ đang run lên một phút sau, mới rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng là toàn bộ sắc mặt đã là hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Song quyền nắm thật chặt, móng tay đều đập vào thịt bên trong còn không tự giác. Hàm răng cũng hung hăng cắn, từng đạo đỏ thẫm máu tươi chảy ra, lại cũng không để ý đến. Chỉ một thoáng, Bách Lý Kinh Vĩ toàn bộ khuôn mặt, đều phảng phất muốn xé rách, trong mắt đều là vẻ oán độc, quả nhiên, nam nhân này không nên lưu trên đời này. Từ hắn trưởng khống bốn châu đại quyền, quả thật là đáng sợ. Ta Bách Lý Kinh Vĩ duy nhất đau điểm, hắn thế mà bắt lấy, hơn nữa còn thật dám làm như thế. Đủ hung ác, đầy đủ độc, đầy đủ. Nói đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ rốt cuộc nói không được, hoặc là căn bản không có rảnh nói, đã là liên tục không ngừng đụng một tiếng bạo nhảy dựng lên, vội vã quát to, người tới. Đạp đạp đạp, một đường chạy chậm, một tên lính liên lạc nhất thời đi vào trước mặt hắn quỳ xuống, ôm quyền nói, thừa tướng đại nhân, chuyện gì phân phó. Trùng phong, cho ta trùng phong, cơ hồ là giống giận, Bách Lý Kinh Vĩ gào thét lên tiếng. Mệnh lệnh toàn quân xuất phát, cho ta hướng Bắc Châu biên cảnh trận địa hướng, cần phải xé mở một đầu lỗ hồng. Cái gì Không phải, thừa tướng đại nhân, ngài vừa mới còn hạ mệnh lệnh để cho chúng ta xây dựng công sự phòng ngự, hiện tại các huynh đệ chính khí thế ngất trời địa làm lấy đây. Người kia chưa nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã là vung tay cho hắn một cái vang dội cái tát, mắng to lên tiếng, đánh rắm, lão tử lúc nào để cho các ngươi tu công sự phòng ngự. Hiện tại cho ta hướng, ngay lập tức, liều chết người cuối cùng, cho ta tại Bắc Châu xé mở một đầu lỗ hổng, nhanh đi. Ây, vâng vâng vâng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trăm dặm thừa tướng như thế nổi giận, cái kia lính liên lạc một trận sợ hãi, liên tục không ngừng gật đầu rời đi. Một mặt kinh hoàng tại trong soái trướng đi tới đi lui, Bách Lý Kinh Vĩ dường như biến một người một dạng, lại không như lúc trước lạnh như vậy tính cơ trí, trái lại thân thể run rẩy, như chim sợ cành cong lẩm bẩm nói. Hôm nay ngày thứ 9, ngày mai lão tổ tông hành động, nói cách khác. Hắn vừa xuất hiện, thì lại biến thành gần trăm triệu người đánh lén mục tiêu. Mà lão tổ tông vừa ra sự tình, Trác Phàm, người chó chết, quá ác. Truyền lệnh, để còn lại ba châu nhân mã, lập tức cho ta truyền đến Bắc Châu đến, không được sai sót. Đột nhiên địa hét lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ lại chỉ cái kia tới báo tin binh lính nói. Vội vã gật gật đầu. Người kia cũng nhìn ra hôm nay thừa tướng không bình thường, lĩnh mệnh về sau, không nói hai lời, lập tức đi, rời đi chỗ thị phi này. Còn tại thấp thỏm đi tới đi lui, Bách Lý Kinh Vĩ hiện tại đã không cách nào an ổn ngồi xuống, chỉ là đầu đầy bốc lên đổ mồ hôi nói, ba châu binh mã xâm nhập ba châu nội địa đã ba ngày, nói cách khác, nhanh nhất ba thiên tài có thể trở lại đường biên giới phía trên, dùng truyền tống trận tất cả đều truyền tới, lại muốn dùng ba ngày. Hết thảy sáu ngày cái này trong 6 ngày, lão tổ tông có thể chịu nổi những người này liên tiếp địa tiêu hao sao? Trác Phàm, ta thào bà nội ngươi, ngươi không phải như thế bức ta. Bách Lý Kinh Vĩ giống to một tiếng, đã nhanh điên. Đan Thanh Sinh gặp, lại là trong lòng bỗng dưng sững sờ, sau đó không lý do khóe miệng cong cong, hỏi thừa tướng đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Ách, cái này, không có việc gì, thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Bách Lý Kinh Vĩ quay đầu liếc hắn một cái, lại là lời nói đều nhanh xuất khẩu, lại là khẽ cắn môi, lại cho nín trở về. Lão Tổ Tông bị Trác Phàm ám sát tình báo tuyệt không thể để cái này bốn cái ngoại tính kiếm vương biết, không phải vậy lời nói, chỉ sợ càng thêm phiền phức. Cái này Trác Phàm, coi là thật công tâm cao thủ có mưu kế có bá lực, hắn một chiêu này coi là thật đem bản tướng cô lập, người nào đều không thể trông cậy vào, tứ phía thụ địch, nhưng mà này còn là ta có thám tử tình huống dưới. Nếu là không biết lời nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không còn dám tưởng tượng đi xuống, chỉ là hắn lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cái này, thật là một cái đáng sợ nam nhân. Báo. Bách Lý Kinh Vĩ được nghe cái này một ác tin tức, đã khẩn trương vạn phần, còn kém không trái tim bệnh phát. Thế nhưng là cái kia phiền lòng thông báo âm thanh, lại là vang lên lần nữa, một tên lính liên lạc lại chợt một chút xâm nhập đại trướng bên trong. Khom người đưa lên ngọc giản. Lại thế nào?
da mặt không khỏi lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ sắp khóc đi ra, hắn hiện tại liền sợ lại có cái gì bực mình sự tình sinh ra, khuôn mặt đều biến thành khóc tang dạng. Hoàn toàn không có chú ý tới thừa tướng đại nhân hôm nay không ổn, cái kia lính liên lạc chỉ là đầu đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng nói, thừa tướng đại nhân, đế đô vô cùng khẩn cấp cầu cứu, bệ hạ khẩn cầu đại người lập tức phái binh cứu viện, trong đế quốc 3.820 thành trì, đã có 560 năm thành luân hãm, mà lại bạo động ngay tại cấp tốc khuếch trương tại trung tâm, phủ thành chủ binh căn bản không trấn áp được. Cái gì, nghiêm trọng như vậy? Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại. Bách Lý Kinh Vĩ một mặt hoảng hốt, nói như vậy đến, trận này bạo động không phải đánh nhỏ đấm nhỏ, mà chính là đại thế lực cố ý thừa cơ khởi xướng. Thế nhưng là toàn bộ Trung Châu, đâu còn có dạng này thế lực. Ách, chẳng lẽ là Hải Xuyên Thương Hội? Da mặt không khỏi hung ác run rẩy, Bách Lý Kinh Vĩ gấp cắn chặt hàm răng, đầy mặt đều là sắc mặt giận dữ, đáng chết thương nhân, lần trước tiêu diệt bọn họ tổng bộ, bọn họ phân bộ trong nháy mắt toàn đều biến mất. Bản tướng còn cho là bọn họ gây đổ bầy khỉ tan, không nghĩ tới ở chỗ này chờ ta. Hừ hừ, tốt, người tới, để Tử Kiếm Tiên mang binh lập tức trở về trấn áp. Thừa tướng đại nhân, Tử Kiếm Tiên bọn họ hiện tại xâm nhập Nam Châu nội địa, muốn đi ra cũng phải 3 ngày sau mới được, mà lại. Hơi hơi liếc một cái hắn, Đan Thanh Sinh tựa hồ đoán ra chút gì, thăm thẳm lên tiếng, ngài vừa mới phát lệnh, để bọn hắn truyền tống đến Bắc Châu biên giới đến trợ giúp. Nhưng là bây giờ đế đô báo nguy, chờ phút chốc, bằng không theo chúng ta trong quân phân ra một nhóm trở về Bình Định đi. Người tới, đình chỉ trùng phong, hồi binh cứu viện. Thân thể nhịn không được chấn động, Đan Thanh Sinh mệnh lệnh còn chưa nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã là liên tục không ngừng vung tay lên, ngắt lời nói, chậm rãi. Không, không thể trở về viện binh, trùng phong, nhất định muốn trùng phong. Thừa tướng đại nhân, hiện tại phản loạn vừa lên. Chúng ta kịp thời hồi viên lập tức liền có thể ngăn chặn đám này phản nghịch chi đồ, thế nhưng là nếu là chậm trễ thời cơ, đế quốc nguy rồi a. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Đan Thanh Sinh hai mắt khoảng chừng đi loanh quanh, thử dò xét nói, mà lại chúng ta cho dù phân ra một số binh lực phân xét, bằng chúng ta bây giờ công sự phòng ngự, cũng có thể cùng đối diện rằng có hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta bình định sau khi thành công, lại giết trở về. Lại nói. Rất nhanh mặt khác 3 châu binh mã cũng tới đến, cũng liền 6 ngày, chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Các ngươi có thể chịu nổi, nhưng là lão tổ tông sợ chịu không được. Hiện tại chúng ta thế nhưng là so với bọn hắn còn thời gian đang gấp a, dù là lãng phí 1 giây đồng hồ, cũng có thể để lão tổ tông bỏ mệnh, đế quốc trong khoảnh khắc tan rã. Nhưng là chỉ cần lão tổ tông còn sống, thì có hy vọng, vứt bỏ đồ vật còn có thể cầm về. Thời khắc thế này. Coi như liều đế quốc luân hãm, cũng phải ưu tiên bảo vệ lão tổ tông a. Trác Phàm, ngươi cái thằng nhãi con. Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng nghiến răng nghiến lợi chửi mắng, lại là bỗng dưng thân thể lắc một cái, nhất thời kịp phản ứng, chẳng lẽ nói. Đây hết thảy đều tại hắn tính kế bên trong sao, chính là vì trì hoãn thời gian của ta. Đây không phải là không thành kế, mà chính là dụ địch xâm nhập, bọn họ tam quân một khi tiến vào 3 châu, không có đại hình truyền tống đến. Thì không có cách nào kịp thời gấp rút tiếp viện nơi này, tương đương chống đi 6 ngày tuyệt đối an toàn thời gian. Mà đế quốc bạo động cũng là hắn an bài lời nói, vậy bây giờ ta chính là hai mặt thụ địch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 6 ngày thời gian, ta như hồi đế đô Bình Định, liền không có cách nào cứu lão tổ tông, như vậy kiếm tinh thì xong. Mà phải cứu lão tổ tông, trong 6 ngày hoàn toàn không cách nào xông phá bọn họ phòng tuyến. Cứu ra tỷ lệ cũng tương đương nhỏ, mà lại đế đô bạo động còn đang kéo dài, hoặc là nói những người kia tại cắt đứt đế đô tiếp viện về sau, phản quay đầu lại trở ngại chúng ta tiến công, cũng sẽ chỉ hoãn chúng ta cứu viện. Bất kể như thế nào, ván cờ này vô luận như thế nào đi, đều là nước cờ thua, hắn đã tướng quân. Nghĩ tới đây, Bách Lý Kinh Vĩ chợt thân thể mềm nhũn, trực tiếp đổ vào chính mình trên ghế ngồi, hai mắt dần dần biến đến lỗ trống lên. Thừa tướng đại nhân, ngài làm sao? Đan Thanh Sinh thấy một lần, không khỏi vội vã vịn hắn nói. Sắc mặt một mảnh giật mình lo lắng, Bách Lý Kinh Vĩ một mặt vẻ tuyệt vọng, dao động cái đầu, trúng kế, từ vừa mới bắt đầu liền trúng kế. Ván này nước cờ thua, không có cách nào. Không nghĩ tới ta Bách Lý Kinh Vĩ bắt đầu phiên giao dịch lớn như vậy ưu thế, vậy mà lại bị tiểu tử kia kỳ mưu tính toán chết tại cái này địa phương, lại không đường sống có thể nói. Trác Phàm, Trác Phàm.
hét lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ gào thét ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn thương khung, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ không cam lòng. Hắt xì. Hải Minh Tông tông chủ trong đại sảnh, Trác Phàm một nhảy mũi, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, thân thể bất giác run run. Mọi người nghe xong, cùng nhau nhìn qua, Lăng Vân Thiên càng là cười nhạt một tiếng, Trác tiên sinh, không có sao chứ, chẳng lẽ phạm phong hàn. Dù nói thế nào ta cũng là một tu giả, làm sao có thể phạm phong hàn. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng, có người đang mắng ta, khẳng định là cái kia Bách Lý Kinh Vĩ cái kia thằng nhãi con đang mắng ta, hừ. Liếc nhìn nhau, mọi người cũng là cùng nhau khờ cười ra tiếng, Mộ Dung Liệt càng là một mặt tán thưởng nhìn về phía hắn nói, trên đời này có thể xưng Bách Lý Kinh Vĩ cái này tuyệt thế chi tài thằng nhãi con, cũng chỉ có Trác tiên sinh. Trác tiên sinh trí kế phi phàm, coi là thật làm cho bọn ta khâm phục. Vừa mới tiền tuyến truyền đến chiến báo, Bách Lý Kinh Vĩ thái độ khác thường, ngay tại phái binh tấn công mạnh tiền tuyến, xem ra là đã biết Trác tiên sinh kỳ sách, bị ép điên a, ha ha ha. Cái gì, hắn đã bắt đầu hành động. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm không khỏi không sai gật đầu, cười nói quả nhiên a. Quả nhiên cái gì? Quả nhiên chư vị bên trong, có Bách Lý Kinh Vĩ thám tử. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm khoan thai lên tiếng. Thân thể nhịn không được lắc một cái, mọi người cùng nhau quá sợ hãi, tiên sinh lời ấy ý gì? Ta trước hai mà tính, Bách Lý Kinh Vĩ đều lên móc câu, thậm chí thẳng đến ta phát ra cái cuối cùng mệnh lệnh trước, hắn chả vẫn tại dựa theo dự định chiến lược hành sự. Nhưng là vì sao nhanh như vậy, hắn liền phát hiện không ổn đâu. Mà lại ta còn cố ý tại hắn hậu viện châm lửa, nhiễu loạn hắn tâm thần. Theo ta sở liệu, nếu là hắn tại biết đế quốc gặp nạn về sau, hẳn là sẽ phân một nhóm nhân mã tiến đến hồi cứu. Bởi vì coi như hắn đoán ra ta ý đồ, chưa có xác định phía dưới, đối với đế quốc đại nạn, tuyệt không cái kia chẳng quan tâm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm lạnh lùng quét về phía nơi này tất cả mọi người, như vậy đáp án miêu tả sinh động, hắn không phải linh cơ nhất động, đoán ra ta ý đồ, mà chính là đã xác định. Tại sao lại chắc chắn chứ? Là có người nói cho hắn biết, cho nên hắn mới biết cái gì đều không để ý, phát như điên địa cường công biên cảnh. Thân thể ngăn không được hung hăng rung động, mọi người bất giác cùng nhau giật nảy cả mình, cái gì, trong chúng ta lại có phản đồ, là ai? Bỗng dưng, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn lấy, một mặt vẻ ngờ vực. Thế nhưng là Trác Phàm lại là ngột đến cười một tiếng, một mặt thờ ơ khoát tay một cái nói, ai là phản đồ đều không muốn gấp, dù sao cũng không quan hệ. Âm mưu công tâm, dương mưu bố cục, âm mưu bị vạch trần thì xong đời, dương mưu vốn là trên mặt nổi đồ vật, vạch trần cũng không quan trọng. Hắn ba đội binh mã đã bị ta kéo tại Ba Châu, nhất thời đều không trở về. Chỉ dựa vào tiến công Bắc Châu người ở đây mã, muốn xông ra một châu nửa trận chiến lực phong tỏa, nhưng thời gian bên trong là không thể nào. Mà trong khoảng thời gian này, chính là chúng ta cơ hội thắng. Ây, Trác tiên sinh, ngài có phải hay không đã sớm dự liệu được trong chúng ta có phản đồ? Không khỏi nao nao, mọi người lẫn nhau nhìn xem về sau, Lăng Vân Thiên vừa nhìn về phía Trác Phàm nói. Nhàn nhạt gật gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Hải Minh Tông kết giới mạnh như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ đã muốn đánh một trận, cần phải đã sớm biết. Trong chiến tranh, mật thám chiến là nhất định phải, cho nên ta ngay từ đầu thì suy đoán, nên có thám tử đối phương ở bên trong. Bởi vậy ta ý đồ mới không có ngay từ đầu nói cho các ngươi, trước hai cái mệnh lệnh cũng không có quá nhiều giải thích, nếu không thì lộ hãm. Bất quá bây giờ không quan trọng, bởi vì địch nhân đã đang bẫy bên trong, ha ha ha. Trác tiên sinh thật là thần nhân, chúng ta bái phục. Sắc mặt không khỏi run lên, tại chỗ tất cả mọi người trịnh trọng nhìn về phía Trác Phàm, đủ tề bái hạ. Chỉ có Mộ Dung Tuyết nhìn xéo qua hắn, sắc mặt băng lãnh. Bất quá cho dù nàng không vui Trác Phàm người này, nhưng đối khác thủ đoạn cùng mưu lược, cũng là trong lòng thầm khen. Không thể không nói, cái này ác nhân, quả nhiên là ác bên trong ma vương, lực sát thương quá lớn. Chờ cái này năm châu đại chiến vừa kết thúc, nói cái gì đều muốn kết hắn không thể. Cầm gần trăm triệu tính mạng người đổi một phen thắng lợi, là người sao? Ngửa mặt lên trời hướng ra phía ngoài nhìn xem, chỉ gặp sắc trời đã tối, Trác Phàm vừa nhìn về phía mọi người. Nhếch miệng cười một tiếng, các vị, đối phó bất bại kiếm tôn tránh thức kỳ an toàn là 6 ngày. Sau 6 ngày, Bách Lý Kinh Vĩ bốn nhánh đại quân tề tụ, thì chuyện gì đều có thể phát sinh.
cho nên tại cái này trong 6 ngày, cần phải tìm tới bất bại kiếm tôn, cũng tề lực đem hắn giết chết. Sắc mặt nghiêm một chút, mọi người ào ào gật đầu, sau đó thượng quan Phi Hùng thì là ngu ngơ cười một tiếng, trong tay chợt xuất ra một thanh trường kiếm, thật sự là trùng thiên kiếm không thể nghi ngờ, đưa lên, ta nói Trác Phàm, mấy ngày trước đây ngươi không phá cho ta phong, là ngươi bị bọn họ bắt lấy, lưu cái hậu thủ, ta cũng lý giải. Hiện tại ngươi là chúng ta bốn châu thống soái, chính chúng ta người, lão phu còn muốn lấy nó đi run run bất bại kiếm tôn đây, cái này trùng thiên kiếm có hay không có thể. Đương nhiên, mỉm cười, Trác Phàm phải đồng tử bên trong hai đạo màu vàng vầng sáng bỗng dưng lóe lên, đối với cái kia đỏ thẫm trường kiếm cũng là một đạo vô hình ba động xông ra, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Đụng, trường kiếm kia bị cái này tấn công một đòn sóng hung hăng run run. Sau đó ông một tiếng liền nổi lên đỏ thẫm ánh sáng, sau đó dường như sống siêu một tiếng bay về phía không trung, giống như giành lấy tự do chim nhỏ giống như, tùy tiện giạt rào. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, cái này. Như thế một chút, cái này trùng thiên kiếm phong ấn thì giải. Đơn giản như vậy. Vậy chúng ta còn không biết ngày đêm giải một năm đều không phá phong, có phải hay không quá mất mặt. Trong lúc nhất thời. Mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đầy mắt kinh dị cùng kính nể. Cái này Trác Phàm thật đúng là kỳ nhân, chẳng những mưu trí hơn người, hoàn thủ đoạn phi phàm, coi là thật hiếm thấy trên đời. Thượng quan Phi Hùng cũng là cười rạng rỡ, nhìn lấy cái này thần kiếm tái hiện ánh sáng, nhất thời một cái thủ quyết đánh ra, lại thanh trường kiếm gọi trở về trong tay, nhìn về phía Trác Phàm nói cảm ơn liên tục, đa tạ, người đây chính là giúp ta đại ân. Đâu có, ha ha ha. Trác Phàm cũng là chẳng biết xấu hổ địa khoát tay, một bộ ân cùng tái tạo bộ dáng nhìn lấy hắn. Thế nhưng là rất nhanh, thượng quan Phi Hùng liền một đến trì trệ, kịp phản ứng, sắc mặt cũng là chợt trầm xuống, trợn mắt nói, ta cảm ơn ngươi làm mắng, đây là ngươi cần phải có được hay không? Chúng ta lúc trước giao dịch chính là như vậy, hừ. Hơi bĩu môi, Trác Phàm không để bụng. Lăng Vân Thiên gặp, lại là thản nhiên cười, lập tức cắm vào bên cạnh hai người, nhìn như an ủi. Lại là có khác mục đích, thượng quan gia chủ, cái này thì ngươi sai rồi, người ta lúc trước nói trả lại kiếm, lại không nói trả lại ngươi cái hoạt kiếm. Hiện tại Trác tiên sinh có thể vì ngươi giải phong, ngươi còn có cái gì dễ nói. Ha ha, ngươi, thật tốt, ngươi trùng thiên kiếm đã giải, không có sao chứ, cái kia liền trở về đi. Vội vã đem hắn đẩy đến một bên, Lăng Vân Thiên một mặt rực rỡ cười nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác tiên sinh. Hắn trùng thiên kiếm sự tình giải quyết, vậy chúng ta phong thiên kiếm. Ha ha ha, không biết ngài hộ vệ kia lúc nào đưa kiếm trở về. Há, nàng a, các ngươi tìm tới Bách Lý Ngự Thiên liền gặp được nàng. Làm sao, không khỏi sững sờ, mọi người nhất thời giật mình. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm trên mặt lộ ra tà dị tiếu dung, nàng không phải đã sớm tự báo qua gia môn sao. Nàng là lãnh vũ kiếm vương, nàng cầm phong thiên kiếm. Đương nhiên là cho Bách Lý Ngự Thiên đưa đi. Đến lúc đó các ngươi gặp phải lão gia hỏa kia, hỏi hắn muốn đi. Một trái tim không khỏi hung hăng run run, mọi người nghe đến Trác Phàm cái này một bạo tạc tính tin tức, không khỏi lần nữa tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Trác tiên sinh cùng Bách Lý Ngự Thiên, là một đám. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, tại chỗ tất cả mọi người hoàn toàn cũng cho mơ hồ. Mộ Dung Tuyết càng là tại ngốc mấy hơi về sau. Một mặt tức giận mắng to lên tiếng, nhìn đến a, ta liền biết hắn không đáng tin, các ngươi còn càng muốn như thế tin tưởng hắn. Lúc trước hắn một mực cầm phong thiên kiếm hạn chế chúng ta, hiện tại mới nói cho chúng ta biết, cái kia thần kiếm trong tay bất bại kiếm tôn, căn bản chính là đang đùa chúng ta. Nhẹ nhàng địa liếc nàng một cái, Trác Phàm quỷ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mọi người trầm tư rất lâu, lẫn nhau nhìn xem, nhưng cũng là mi mắt sâu nhăn. Tâm thần bất định bất an, cuối cùng vẫn là từ Lăng Vân Thiên một mặt lo sợ nhìn về phía Trác Phàm, cơ hồ cầu khẩn nói, Trác tiên sinh, ngài lúc trước thế nhưng là đáp ứng chúng ta, sẽ trả đến phong thiên kiếm, làm sao hiện tại lại? Đúng vậy a, ta đáp ứng, vừa mới cũng nói, gặp phải bất bại kiếm tôn, trực tiếp hỏi hắn muốn liền phải thôi. Da mặt hung hăng co lại, sắp khóc đi ra, Lăng Vân Thiên gấp thẳng dậm chân, Trác tiên sinh, người đây không phải nói nhảm a. Cái kia lão yêu quái cũng là đến đoạt phong thiên kiếm, hiện tại kiếm đều tới tay, chúng ta hỏi hắn muốn, hắn sẽ cho à, trừ phi hắn là cái kẻ ngu. Ngươi đừng nói,
hắn có lẽ thật là một cái ngu ngốc đây, hắc hắc hắc. Mi mắt bất giác vẩy một cái, Trác Phàm trèo lên lúc lộ ra một bộ tà dị thiếu dung, trêu chọc lên tiếng. Không khỏi sững sờ, tất cả mọi người một mặt quái dị nhìn về phía hắn, không rõ ràng cho lắm. Hơi hơi vẫy tay, Trác Phàm đem Lăng Vân Thiên gọi vào bên người, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ngươi vừa mới không phải cũng nói a, hắn là đến đoạt Phong Thiên kiếm, nhưng là kiếm này lại không là chính hắn đoạt lại đi, đến lúc đó ngươi gặp phải hắn cứ như vậy nói. Tất tất dẫn dẫn địa ghé vào lỗ tai hắn mật ngữ một hồi, Trác Phàm mới nhấc đầu đến, khóe miệng tràn đầy nụ cười tự tin. Lăng Vân Thiên thì là cau mày, tràn đầy nghi ngờ liếc hắn một cái này. Được không? Ngươi còn chưa tin ta sao, bổn công tử chủ ý, lần nào tính sai qua. Liếc xéo hắn liếc một chút, Trác Phàm một mặt kiệt ngao, vạch lên đầu ngón tay cho hắn tính toán lấy chính mình công tích vĩ đại, Bách Lý Ngự Vũ cướp không đến kiếm, ra không các ngươi kết giới này. Ta nghĩ kế đi, Bách Lý Kinh Vĩ binh vây bốn châu, các ngươi gấp cùng chó một dạng, cũng là lão tử nghĩ kế giải đến vây đi, lần này trực tiếp vây quét Bách Lý Ngự Thiên, đem cái kia Bách Lý Kinh Vĩ đều bức điên, không phải cũng là ta chủ ý. Lần nào không có hiệu quả, các ngươi còn hoài nghi ta. Thật sâu nhìn lấy hắn, Lăng Vân Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn không được địa gật đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên tiếng, xác thực, Trác tiên sinh mặc kệ ở đâu đều là đại sát khí. Kỳ lân chi tài, có được nhưng là được thiên hạ. May mắn lần này ngài đứng tại chúng ta bên này, không phải vậy chúng ta đoán chừng bị chết càng nhanh, thật sự là may mắn a. Như vậy, đợi ngày mai chúng ta ra ngoài tìm kiếm bất bại kiếm tôn tung tích lúc, nhìn thấy hắn liền theo tiên sinh sở thuyết làm a, hy vọng hoàn toàn như trước đây có tác dụng. Khẳng định có tác dụng, đi thôi. Đến lúc đó đem Phong Thiên kiếm muốn trở về, các ngươi ba kiếm hợp nhất, cùng một chỗ tiện chết hắn. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Trác Phàm đã là liên tục không ngừng địa oanh bọn họ ra ngoài, hiện tại nhiệm vụ đã 10 phần sáng tỏ, các ngươi nhanh đi hoàn thành đi. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta lại ở giữa phối hợp tác chiến, làm tính toán. Liếc nhìn nhau, mọi người đều khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trác Phàm khom người cúi đầu, chậm rãi lùi ra ngoài đi, đã như vậy, chúng ta trước cáo từ, tiên sinh những ngày này vất vả, cảm kích vạn phần. Nói mọi người đã là chậm rãi lui ra thân hình, rời đi đại điện. Bỗng nhiên, nơi này chỉ còn lại có Trác Phàm còn có một mực không thể rời bỏ hắn, mất đi tâm trí Sở Khuynh Thành cùng nữ nhi Tước Nhi ba người cùng. Mộ Dung Tuyết, ngươi tại sao còn chưa đi đâu? Mi mắt bất giác lắc một cái, Trác Phàm kỳ dị địa liếc nhìn nàng một cái, hiện ở chỗ này đã tạm thời không có việc gì, những lão gia hỏa kia đều lui, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Giám sát ngươi. Giám sát ta. Không sai, trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nhìn lấy hắn, người này tâm thuật bất chính, hai mặt. Một hồi cùng bất bại kiếm tôn người pha trộn cùng một chỗ, một hồi lại thay chúng ta bày mưu tính kế, thật sự là không thể tin. Bản cô nương chính là muốn chết nhìn thẳng ngươi, miễn cho ngươi lại ra cái quỷ gì mánh khóe, tạo thành không thể vãn hồi phiền phức. Vừa mới nói xong, Mộ Dung Tuyết lúc này nhẹ nhàng ngồi xuống. Vững vàng đến ngồi tại một chương lê trên ghế gỗ, không còn động. Nhưng là nàng cái kia băng lãnh hai con ngươi cũng không nhìn Trác Phàm, chỉ là bình tĩnh đinh tại cái này địa phương, biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác mà thôi. Ý tứ nói đúng là, khác ra vẻ, lão nương nhưng là một mực tại chỗ này nhìn chằm chằm ngươi đây. Nữ nhân này còn thật phiền phức. Trong lòng một trận oán thầm, Trác Phàm hai mắt khoảng chừng đi loanh quanh, lại là bỗng dưng sùi cười một tiếng, chậm rãi đi vào Sở Khuynh Thành bên người. Sâu xa nói, Mộ Dung cô nương đã không muốn rời đi, tại hạ cũng sẽ không đuổi ngươi ra ngoài. Chỉ là ta cùng thê tử ly biệt lâu ngày, mấy ngày nay lại liên tiếp xử lý một số việc vặt, đến không ra hư không đến, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, không thể nói được một hồi vợ chồng chúng ta hai người muốn làm chút xấu hổ sự tình. Nếu là Mộ Dung cô nương nguyện ý lưu lại quan sát, tăng trưởng kiến thức, tại hạ cũng là không quan trọng. Hoặc là nói, cô nương nguyện ý cùng đi nghiên cứu một chút. Vậy tại hạ càng là cầu còn không được, ha ha ha. Ngươi, gương mặt bất giác bỗng dưng đỏ bừng một mảnh, Mộ Dung Tuyết nghe ra hắn lời nói bên ngoài chi ý, không khỏi tức giận đến mặt mũi tràn đầy phẫn hận, xấu hổ mà chết một mảnh. Hai cái xinh đẹp mắt to hung hăng nhìn hắn chằm chằm không thả, lại là răng ngà khẩn yếu, hai nắm tay không chỗ ở nắm lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra một câu. Sau cùng mới hận hận vung tay lên, đột nhiên quay đầu rời đi nơi này, hừ. Thối nam nhân, không có một cái tốt. A,
lời này của ngươi đem ngươi đại ca đều cùng chửi. Lại nói, thật không có ý định lưu lại sớm thực hành một chút sao? Đối ngươi về sau có chỗ tốt. Lan, Trác Phàm chẳng biết xấu hổ, lung lay dò xét bài hướng ngoài cửa, lôi kéo cuống họng hô to, ngoài cửa lại là chỉ xa xa truyền đến một câu xấu hổ giận dữ nổi giận âm thanh tới. Bật cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trong mắt lỗ trống một mảnh Sở Khuynh Thành, trong mắt một địa liền phát lên một mảnh đau thương đến, tước nhi, đi đem Vũ Thanh Thu, Thủy Nhược Hoa mấy người bọn hắn gọi tới, đừng cho người phát hiện. Đúng, phụ thân. Khẽ gật đầu, tước nhi sắc mặt nghiêm túc, lập tức rời đi. Mà tại cửa đại điện bất ngờ thẳng mai phục, vẫn chưa đi xa, còn tại xem Trác Phàm bên trong động tĩnh Mộ Dung Tuyết, bỗng nhiên nhìn thấy nhanh như vậy liền tước nhi cái này tiểu cô nương đều đi ra, không khỏi trong lòng trì trệ, ngược lại tin Trác Phàm vừa mới hồ ngôn loạn ngữ, hung hăng chừng cung điện kia liếc một chút, cắn răng nói, sắc phôi, phu nhân ngươi đều như thế, còn nghĩ đến. Hừ, vô sỉ đồ vật. Giận hừ một tiếng, vẫy vẫy tay, Mộ Dung Tuyết cũng không còn dám thị, thẳng rời đi. Trong lúc nhất thời, tông chủ trong đại điện, chỉ còn lại có Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành hai người. Nhìn nàng kia như ngọc dung nhan, lại là một đầu trắng xám mái tóc, giống như hắn trước kia vì ngưng nhi đứt ruột thương tâm sau như thế. Trác Phàm hai con ngươi không khỏi lần nữa sương mù mông lung lên, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một thanh thanh mộc lược, chậm rãi tại cái kia như là thác nước rủ xuống tóc dài phía trên trải phát triển lên. Khuynh Thành, chúng ta mặc dù là vợ chồng, nhưng ta chưa từng có hướng ngươi thẳng thắn qua ta tất cả mọi thứ. Như nước chảy cắt tỉa tóc dài, Trác Phàm trong mắt lại là lệ quang yêu kiều, ta vốn cũng không phải là người ở đây, thậm chí không nên xuất hiện tại nơi này, xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ta vốn là ma hoàng, trên thân nghiệp chướng nặng nề, ta xuất ra hiện chỗ, không biết có phải hay không thiên mệnh, đều sẽ mang đến vô tận tai nạn. Ngưng nhi như thế, ngươi lại là như vậy, vốn là ta tiên đoán được tai họa buông xuống. Nghĩ ngươi rời xa ta đây là không phải chỗ, nhưng là ngươi vì sao lại đi đến ta năm đó đường xưa? Ha ha, không, hôm nay ngươi đối với ta tình thâm, so năm đó ta đối ngưng nhi còn nặng hơn được nhiều. Chí ít ta năm đó, vẫn chưa tâm trí thất thường. Chỉ là không biết ta Trác Phàm một cái hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, có tài đức gì, có thể được ngươi như thế thâm tình mà đối đãi. Cắt tỉa tóc dài tay khẽ run, Trác Phàm ngữ điệu bất giác có chút nghẹn ngào. Ta Trác Phàm trải qua hai đời, theo chưa nếm qua có người chịu thực tình đợi ta. Một là ngưng nhi, có điều nàng đã quên mình, ta mặc dù tâm lý thất lạc, nhưng cũng vui mừng, đây là chuyện tốt, bởi vì nàng sẽ không còn có tai nạn. Thứ hai cũng là ngươi, ngươi bây giờ cũng quên mình, bất quá ta tâm lý cũng chỉ có đau. Khuynh Thành, ta mặc dù hy vọng ngươi quên ta, nhưng lại không hy vọng ngươi quên ta, thật. Khuynh Thành, ngày mai ta muốn đi Bắc Hải, sinh tử thiên định. Ta hy vọng tại ta trước khi đi, ngươi có thể nhớ tới ta tới. Tuy nhiên cái này cũng có thể sẽ để cho ngươi lại đau tâm một lần, nhưng làm ta tư tâm, thật hy vọng ta tại trong lòng ngươi, không phải trống rỗng, thật. Trong tay lược nhẹ nhàng dừng lại, Trác Phàm chậm rãi quỳ xuống ở trước mặt nàng, đem vùi đầu vào nàng hai đầu gối bên trong, thân thể tại ngăn không được địa run rẩy, cuống họng càng là đã nghẹn ngào nói không ra lời. Hiu! Gió nhẹ lướt qua. Vung lên cái kia trắng xám tóc dài, Sở Khuynh Thành hai con ngươi dần dần có ánh sáng màu, một chút lệ quang cũng tại trong hốc mắt chậm rãi xoay một vòng. Trắng nõn hai tay hơi hơi động động, Sở Khuynh Thành cứng ngắc đầu chậm rãi thấp, nhìn về phía Trác Phàm cái kia không ngừng quất nhích người, lại là 5 năm bên trong chưa từng có, ánh mắt lộ ra nhu hòa chi sắc. Một cái tay cũng không khỏi đến nhẹ nhàng nâng lên, hướng Trác Phàm đầu sờ soạng. Trác huynh! Thế mà, đúng lúc này... Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, phảng phất là bị kinh hãi đến Sở Khuynh Thành thân thể nhất thời lắc một cái, giơ bàn tay lên cũng chợt hạ xuống, ánh mắt lần nữa lỗ trống lên. Hoàn toàn không có chú ý tới cái này một dị thường, Trác Phàm ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, nỗ lực để cho mình kiềm chế sắc mặt, bình tĩnh trở lại, mới hướng nhìn ra ngoài, đã thấy chẳng biết lúc nào, Vũ Thanh Thu, Diệp Lân cùng Thủy Nhược Hoa đám người đã không sai ào ào đến đông đủ, đi vào phía trên tòa đại điện này. Đằng sau theo, thì là đem bọn hắn gọi tới tước nhi. Trịnh trọng ôm một cái quyền, Vũ Thanh Thu không khỏi cười khẽ một tiếng, Trác huynh hiện tại là bốn châu đại nguyên soái, mấy ngày nay chúng ta muốn gặp đều không gặp được a. Không biết lần này nguyên soái triệu kiến, có gì phân phó a? Ha ha ha, Vũ huynh nói giỡn, ta
tại các vị những thứ này lão trước mặt bằng hữu, cái gì bốn châu đại nguyên soái, đều là hư danh, ta chỉ là có một việc muốn nhờ. Vũ huynh, người đừng quên, tại trong lao ngươi thế nhưng là đánh cược thua cho ta, thay ta làm một chuyện, cũng đừng quỵt nợ a. Ha ha ha, thì ra là thế, Trác huynh nhanh như vậy liền muốn thanh tẩy đánh bạc sổ sách. Không khỏi cười lớn một tiếng, Vũ Thanh Thu bình tĩnh gật đầu tốt, Trác huynh có chuyện gì phân phó, cứ nói đừng ngại, các huynh đệ nhất định làm đến. Lời vừa nói ra, người khác cũng là kiên định gật đầu, trong mắt chớp động lên vẻ kính phục. Chậm rãi đem Sở Khuynh Thành đỡ dậy, giao cho đến đây Thủy Nhược Hoa, Trác Phàm sắc mặt nghiêm một chút nói, bây giờ Bắc Châu không ổn định, các ngươi giúp ta đem Khuynh Thành đưa về Tây Châu đi. Hiện tại tiến công ba châu đại quân cũng đã cấp tốc lui về, chỗ lấy các ngươi hiện tại dùng truyền tống thông đạo trở lại Song Long Viện, là an toàn nhất lựa chọn. Tốt, Trác huynh phân phó, chúng ta không chối từ. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Vũ Thanh Thu lập tức một lời đáp ứng, chỉ là khi nào khởi hành. Ngay lập tức, tuy nhiên nơi này là Hải Minh Tông bản bộ, nhưng chiến hỏa lập tức liền sẽ thiêu đến nơi đây, tùy thời đều gặp nguy hiểm, ta hy vọng Khuynh Thành mau rời khỏi. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền lên đường. Trịnh trọng gật đầu, Vũ Thanh Thu cùng mọi người cùng nhau hướng Trác Phàm khom người liền ôm quyền, Trác huynh, bảo trọng. Bảo trọng, Trác Phàm cũng là trang trọng liền ôm quyền, mọi người liền đỡ lấy Sở Khuynh Thành chậm rãi hướng ra phía ngoài rời đi. Thế nhưng là đúng lúc này, Sở Khuynh Thành lại là đột nhiên hơi vung tay, trong nháy mắt liền tóm lấy Trác Phàm bàn tay, giống như kìm sắt nắm thật chặt, không chút nào lỏng. Song đồng bất giác bỗng nhiên lắc một cái, Trác Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng, không khỏi lên tiếng kinh hô, Khuynh Thành, ngươi nhận ra ta. Ách, thế nhưng là, thu vào hắn tầm mắt, nhưng như cũ là cái kia lỗ trống song đồng, không có biến hóa chút nào. Sắc mặt bất giác tối sầm lại. Trác Phàm trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trác Phàm, hiện tại đây là Khuynh Thành bản năng, nếu như chờ nàng khôi phục ý thức, chỉ sợ còn muốn một chút thời gian mới được. Thủy Nhược Hoa cũng là thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, đi vào Trác Phàm trước mặt, buồn bã nói. Sau đó liền một mực nắm lấy Sở Khuynh Thành tay trở về nắm, thế nhưng là rất kỳ quái là, lần này Sở Khuynh Thành nắm lấy Trác Phàm bàn tay lại dị thường khẩn, thậm chí không tiếc móng tay đập nhập Trác Phàm trong thịt. Từng tia máu tươi chảy ra, đều cũng không buông tay. Mọi người gặp này, liếc nhìn nhau, đều là không thể làm gì. Mà Trác Phàm cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ là thật sâu nhìn lấy Sở Khuynh Thành, trầm ngâm một lát, mới thăm thẳm lên tiếng, chỉ là ngữ khí lại là trước đó chưa từng có trịnh trọng, Khuynh Thành, lần này ta cam đoan với ngươi, nhất định trở về, tuyệt không nuốt lời. Thân thể nhỏ khẽ run run, Sở Khuynh Thành sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Nhìn không ra cái gì. Nhưng là rất hiển nhiên, Trác Phàm cam đoan nghe đến trong nội tâm nàng. Cái kia chết rát lấy Trác Phàm không buông tay, rốt cục bắt đầu buông ra. Thủy Nhược Hoa thì là vội vàng kéo một cái, đem nàng tay lại kéo trở về. Đến tận đây, mọi người mới rốt cục thở phào, lại trịnh trọng hướng Trác Phàm ôm một cái quyền về sau, mang theo Sở Khuynh Thành chậm rãi rời đi. Đồng thời, gần trước khi đi, Diệp Lân lại liên tục hướng Trác Phàm cam đoan. Lần này nhất định sẽ không lại để đại tẩu bị thương, chiếu cố tốt nàng. Cười một tiếng, Trác Phàm trong lòng đối với những người này vẫn tương đối yên tâm. Bởi vì bọn hắn đã cần cù chăm chỉ chiếu cố Sở Khuynh Thành 5 năm, cái này liền đáng giá đến tín nhiệm. Đợi tất cả mọi người bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên trời, lại thấy bầu trời thời khắc, đã là nổi lên màu trắng bạc, lập tức liền muốn sáng sớm. Trầm ngâm một chút. Trác Phàm nhìn về phía Tước Nhi nói, hiện tại hết thảy sự tình đều đã làm thỏa đáng, Tước Nhi, chúng ta lên đường đi. Đi nơi nào? Bắc Hải, ánh mắt nhất định, Trác Phàm thản nhiên nói. Không khỏi sững sờ, Tước Nhi có chút không hiểu, phụ thân, ngài không phải tọa trấn bốn châu sao? Nếu là ngài rời đi, lại xảy ra chuyện gì lời nói, bọn họ nên làm cái gì a? Đám kia tôm tép nhãi nhép, để chính bọn hắn đánh tới đi. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm không khỏi tà cười ra tiếng, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, hiện tại cơ giác chi thế đã thành. Trung Châu cùng bốn châu chiến lực lượng ngang nhau, chính là giết đến trời đất mù mịt, lưỡng bại câu thương thời khắc. Đến lúc đó chờ chúng ta theo Bắc Hải trở về thời khắc, đoán chừng năm châu cục thế, thì sẽ có một cái biến hóa long trời lỡ đất, chúng ta thế lực cũng sẽ ở bên trong được chia một chén canh. Đến lúc đó, thông thiên chi lộ liền có thể bắt đầu tu lên.
ha ha ha. Vừa dứt lời, Trác Phàm nhất thời đạp chân xuống, đã là bỗng dưng phi lên, hướng Bắc Hải Chi Tân tiến đến. Tước Nhi một tiếng cười khẽ, cũng là vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy, nương theo lấy nắng sớm mờ mờ, Trác Phàm cha và con gái hướng mình lần này chính thức mục đích tiến lên, còn cái kia Hải Minh Tông hộ tông kết giới, không có cái kia Phong Thiên kiếm lực lượng gia trì, Trác Phàm diệt thế lôi viêm dễ dàng liền có thể cho thiêu ra một cái động lớn, nhất thời liền có thể lên phía Bắc băng hải, nghênh ngang rời đi, kết giới này cũng căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Mà cùng lúc đó, ngay tại Trác Phàm cha và con gái chính ở trên biển rong chơi lúc, cái này đồng dạng cười chê, tại khác một người trên thân, cũng đồng dạng áp dụng. Hoặc là nói, là càng thêm áp dụng mới đúng. Ầm ầm, giống như vạn mã lao nhanh, lôi đình vạn quân, nương theo lấy từng đạo tử lôi nổ vang, thiên địa chấn động. Toàn bộ Hải Minh Tông hộ tông kết giới, lại giống như ngã trên mặt đất trứng gà giống như, soạt một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng, tiêu tán giữa thiên địa, trong nháy mắt không có bóng dáng. Ngay sau đó, trên 9 tầng trời, tử sắc lôi mang hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm, tại toàn bộ bầu trời vần quanh. Đáng sợ uy áp, phảng phất muốn đem cả vùng đều đập vụn giống như, cho dù là trong tông dung hồn quy nguyên cường giả, tại cái này tử sắc màn trời phía dưới, cũng là ngăn không được trước ngực trì trệ, khó có thể hô hấp, ngày bình thường như chảy xiết đại hải giống như nguyên lực, hiện tại cũng giống như đoạn lưu suối nhỏ giống như, lại cũng khó có thể lưu chuyển mảy may. Chỉ là một cỗ uy áp, liền đã để cả cái tông môn cường giả, mất đi hơn phân nửa chiến lực. Cái này tử sắc màn trời chi uy, lại khủng bố như vậy. Mà Lăng Vân Thiên chờ bốn châu cao tầng chợt nghe động tĩnh như vậy, ào ào ra đến xem đây hết thảy, nhưng cũng từng cái trong lòng hoảng hốt, sắc mặt dọa đến rất trắng một mảnh, kêu lên sợ hãi, không. Bất bại kiếm tôn cái kia lão yêu quái, xuất hiện. Cái gì, bất bại kiếm tôn? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, vừa mới chạy đến mộ dung tuyết, nhìn lấy cái này diệt thế giống như thiên tượng, cũng là không khỏi cả kinh kêu lên. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đây chính là bất bại kiếm tôn xuất thủ thiên tượng. Vậy mà so đại ca ngươi còn kinh khủng hơn được nhiều, cái này còn là người sao? Trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, Mộ Dung Liệt trong tay chợt xuất ra một thanh kim sắc trích viêm trường kiếm, nhưng cái trán cũng đã bị mồ hôi đổ như thác chỗ bố trí đầy, cắn răng nói, bất bại kiếm tôn người lão quái kia vật, lại làm sao có thể được xưng tụng là người đâu? Nếu là hắn tiếng người, lại dễ đối phó, hừ hừ. Nghe được lời này, đông đảo cao tầng liếc nhìn nhau, tất cả đều là một mặt run sợ gật đầu, thậm chí có liền bắp chân đều tại khởi sướng rung động tới. Cái này, cũng là bất bại kiếm tôn uy thế, người còn chưa lộ diện, chỉ là khí thế liền đã có thể đem cái này bốn châu một các vị cấp cao dọa đến nhát như chuột, câm như hến. Rầm rầm rầm, từng tiếng chấn thiên triệt địa bạo phá từ đằng xa truyền đến, cuồng mãnh liệt phong, nương theo lấy từng đạo tê tâm liệt phế kêu rên. Cấp tốc bao phủ hướng toàn bộ Hải Minh Tông bên trong. Cái kia cuồn cuộn đỏ thẫm máu sương mù, thoáng chốc tràn ngập toàn bộ đỉnh đầu thương khung, xen lẫn cái kia tử sắc sấm sét, giống như tu la địa ngục làm cho tất cả mọi người bất giác cùng nhau trong lòng run sợ. Càng thậm chí hơn tại cái kia tiếng vang phát ra bất quá giây lát mà thôi, cái kia cỗ nồng đậm đến khiến người ta nôn mửa mùi máu tươi, dĩ nhiên đã phiêu tán đến tông môn chỗ sâu nhất chi địa. Tông chủ, việc lớn không tốt. Bất bại kiếm tôn mang theo ngũ đại kiếm vương, cùng 10 tên gia tộc con cháu, đã phá ta tông kết giới, hướng chúng ta nơi này giết tới. Bạch! Đúng lúc này, một đạo toàn thân tắm huyết trưởng lão, thất kinh địa đi vào mọi người trước người, vẻ mặt cầu xin, lớn tiếng kêu rên nói, chỉ là một chút thời gian, ta tông đã có mấy vạn cao thủ chết, mời tông chủ cứu mạng a. Thân thể không khỏi hung hăng lay động, Lăng Vân Thiên cũng không khỏi có chút hoảng thủ hoảng cước bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía bọn người người, vội vàng nói, Lăng Thiên, Mộ Dung gia chủ, Song Long Chí Tôn, còn có các châu chư vị cao thủ nhóm. Chúng ta vốn chính là muốn chuẩn bị tập hợp sức mạnh của mọi người, rảo sát cái này lão yêu quái, hiện tại hắn chính mình đi ra, vừa vặn, không cần tìm hắn. Liền theo Trác tiên sinh nói như thế, chúng ta đi trước nghênh chiến, trì hoãn thời gian, chỉ cần chờ tiền tuyến hai châu nửa trận chiến lực vừa đến, lập tức liền có thể mài chết bọn họ. Vâng, hung hăng liền ôm quyền, mọi người đều là bình tĩnh lên tiếng, nhưng là trong lòng nhưng lại là cùng nhau tâm thần bất định bất an. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng có thể hay không kéo cho đến lúc đó, nhưng là không bảo đảm a, ai. Tựa hồ cũng có chút không quá tự tin bọn họ bốn châu cao thủ liên hợp thực lực,
Lăng Vân Thiên tại an bài những nhiệm vụ này về sau, liền lại vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói, Mộ Dung cô nương, ngươi. Chuyện gì, Lăng Tông Chủ, chỉ phải hữu dụng đến lấy tiểu nữ tử địa phương, cứ mở miệng. Tốt, ngươi lập tức đi tìm Trác tiên sinh, hỏi hắn hiện tại bất bại kiếm tôn đánh tới, đến tột cùng muốn làm sao. À, nhưng ta hỏi hắn a. Khóe miệng bất giác một xẹp, Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy địa không tình nguyện. Hai con ngươi chừng một cái, Mộ Dung Liệt hung hăng nhìn về phía nàng, quát mắng nói, Tuyết Nhi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi. Hiện tại chúng ta chính cần Trác tiên sinh diệu kế, nếu không phải chúng ta nhất định phải đi nghênh chiến lời nói, chính chúng ta thì đi thỉnh giáo. Việc quan hệ thiên hạ an nguy, ngươi cũng đừng phạm tiểu hài tử tính khí. Bất đắc dĩ nhẹ hừ một tiếng, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, mặc dù không tình nguyện, vẫn là đại cục làm trọng, một bước chân hướng tông chủ đại điện chỗ đó bay đi. Mà Mộ Dung Liệt bọn họ, thì là gấp gáp bận bịu hoảng hướng cái kia tiếng nổ mạnh âm thanh chỗ chạy đi, sắc mặt đều là vô cùng lo lắng. Hiu hiu hiu. Mấy hơi về sau, Mộ Dung Liệt, Âu Dương Lăng Thiên bọn họ bốn châu cao thủ mạnh nhất, rốt cục đuổi tới Hải Minh Tông chiến trường chỗ đó, lại chỉ thấy 16 đạo bóng người chính nhàn nhã tự đắc hướng trước chậm rãi đẩy mạnh lấy. Phía trước nhất ngũ đại kiếm vương, sắc mặt lạnh lùng, giống như tử thần chậm chậm hướng về phía trước, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Thậm chí, hai con người trước đó, lỗ trống một mảnh, không có cái gì giống như. Phàm là gặp phải trận pháp gì kết giới, hoặc là kiến trúc cao lớn vật cùng đến đây ngăn cản bọn họ tông môn trưởng lão cung phụng, bọn họ cũng chỉ là như vung như con ruồi, nhẹ nhàng hơi vung tay, liền nghe ầm ầm một mảnh, trước mặt hết thảy tất cả đều hóa thành vỡ nát. Mà bọn họ vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, chậm rãi tiến lên, nhưng lại tuyệt không dừng bước. Giống như là xe ủi đất trước mặt tất cả mọi thứ, toàn diện nghiền nát. Đây chính là đế vương tiên phong, là đế mở đường, thế bất khả kháng. Phía sau bọn họ, là một cái thân hình lão giả cao lớn, khí vũ hiên ngang, chậm rãi cất bước, nhưng là cái kia cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế, lại là đảm nhiệm ai cũng không dám tùy tiện đụng vào. Hắn tựa như là thiên địa trưởng khống giả giống như, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, không ai có thể sánh. Cho dù là những thứ này kiếm vương cấp cao thủ, cũng phải cho hắn cúi đầu thần sưng, tuyệt không có ngoại lệ. Cái này, cũng là năm châu đệ nhất cao thủ, bất bại kiếm tôn khí thế. Về phần khác sau lưng, cái kia 10 cái trẻ tuổi tiểu bối, thì giống như là thuận tiện cùng đến rèn luyện một dạng, chỉ là hóp lưng lại như mèo, cúi đầu đi theo hắn sau lưng. Trên mặt đều là kính cẩn nghe theo chi sắc, lại là cái gì cũng không làm. Bất quá, cũng không cần bọn họ làm cái gì, bởi vì bọn hắn phía trước đường đi, đã bị bình định đến không có vật gì, một cái con dẹp đều không tồn tại. Ừng ực, nhịn không được không lưu loát địa nuốt ngụm nước bọt, Mộ Dung Liệt cùng bọn người người lẫn nhau nhìn xem, trên đầu mồ hôi lạnh không khỏi bốc lên đến càng thêm vù vù lên, trong lòng lo sợ mà nói, các vị, bọn họ chỉ có 16 người. Bên trong 10 cái vẫn là người trẻ tuổi, có thể đánh thì 6 cái mà thôi. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác, cái này giống như là Trung Châu đại quân tiếp cận một dạng, mình muốn đối phó ngàn vạn người a. Một cái bất bại kiếm tôn, không thì tương đương với ngàn vạn người a. Tuy nhiên không nghĩ là nhanh như thế đối mặt lão quái này vật, nhưng bây giờ người ta đã đánh tới cửa, chúng ta liền không coi là đã cũng phải kiên trì phía trên. Phất tay sờ đầu một cái phía trên mồ hôi lạnh. Lăng Vân Thiên hướng Âu Dương Lăng Trời giáng cái ánh mắt, nhô ra miệng nói, lên đi, Lăng Thiên, ấn Trác tiên sinh nói như thế, trước tiên đem Phong Thiên Kiếm muốn trở lại hãng nói. Lên đi, để ta đi chết đi. Khóe miệng bất giác co lại, Âu Dương Lăng Thiên tâm bên trong không đáy, nhưng vẫn là cắn răng một cái, bỗng dưng hướng bất bại kiếm tôn bọn họ phóng đi. Mộ Dung Liệt gặp, ngược lại là bạn chí cốt lúc này một bước chân. Cũng trong nháy mắt dẫn theo phần thiên kiếm bắt kịp, Âu Dương huynh, ta cùng ngươi. Còn lại người gặp, đã không còn gì để nói, ào ào đuổi theo. Xoát xoát xoát, chỉ là trong chớp mắt, mấy đạo tiếng xé gió lên, bốn châu cao tầng tối cường giả, đã cùng nhau đi vào bất bại kiếm tôn trước mặt bọn hắn, cản tại bọn họ trên đường. Mà cũng ngay một khắc này, ngũ đại kiếm vương chậm rãi dừng lại chinh phạt tốc độ, không tiến thêm nữa. Nhưng nhìn hướng trước mặt những thứ này bốn châu cường giả ánh mắt, lại là tràn đầy mỉa mai cùng vẻ khinh thường, thậm chí đều có chút khinh miệt chi ý. Bằng các ngươi những người này liền muốn cùng chúng ta lão tổ tông động thủ, quá không biết tự lượng sức mình đi. Mà Mộ Dung Liệt bọn họ tự nhiên cũng biết,
bất bại kiếm tôn cường đại, không dễ chọc. Thế nhưng là khi bọn hắn tránh thức nhìn chăm chú hướng bất bại kiếm tôn trên tay lúc, lại là càng thêm trong lòng run lên, một trái tim trong nháy mắt thì chìm xuống, càng thêm không có tự tin. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia lão yêu quái trên tay, thế mà vẫn chưa cầm lấy bá thiên kiếm. Đúng vậy a, trên tay đều không có cầm lấy thần kiếm, khí thế liền đã đáng sợ như vậy, liền bọn họ cho dù tay cầm thần kiếm, đều run rẩy có chút chịu không được. Chờ hắn thật xuất ra thần kiếm đến, cái kia còn đến. Lão già này, nhiều năm không thấy, thực lực lại mẹ hắn vừa dài, thật là một cái không đáy a, hắn tiềm lực, chẳng lẽ liền không có phần cuối sao? Khóe miệng bất giác một xẹp, Mộ Dung Liệt bọn người liếc nhìn nhau, lại đều có loại muốn khóc lên cảm giác. Trước kia nói lão gia hỏa này thực lực tương đương tại một châu chiến lực, hiện tại chỉ sợ lại phải đi lên sách, tối thiểu một châu nửa thậm chí hai châu. Nhưng là như vậy thực lực, cho dù áp dụng bầy sói chiến thuật, đem cái kia hai châu nửa trận chiến lực bồi lên, có thể kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục sao? Ai, treo a. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người bất an, càng thêm thâm trầm lên. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, bất bại kiếm tôn lại là một mặt tùy tiện giạt rào. Nhẹ nhõm tự tại cực kỳ, khoan thai lên tiếng, lão phu xâm nhập Bắc Châu nhiều ngày như vậy, cần phải sớm đến tiếp kiến một chút quý tông, bất quá không có cách, lão phu cái kia kinh vĩ hải nhi nhất định muốn lão phu chờ lâu mấy ngày, cho chư vị một kinh hỉ, cho nên lão phu ngay tại các vị phong thiên kiếm đều không thời điểm, lại chờ một chút thời gian, hiện tại mới đến. Thế nào, chư vị sẽ không trách móc a, ha ha ha. Bách Lý Ngự Thiên một trận cười to, âm thanh chấn thương khung. Ngũ đại kiếm vương nghe đến, từng cái mặt lộ vẻ tự mãn, liếc xéo lấy phía trước mọi người. Mà bốn châu các cường giả, lại là từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, song quyền hơi hơi nắm lại, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh toát ra. Bất bại kiếm tôn đại nhân khách khí. Hơi hơi trầm ngâm nửa ngày, Lăng Vân Thiên rìa mép khẽ nhúc nhích, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, lại là khom người cúi đầu, cười nói, đại nhân uy danh, âm thanh chấn Nam Châu, ai không biết. Ai không hiểu. Đại nhân muốn tiếp kiến ta tông làm cảm giác rồng đến nhà tôm, đường hẻm hoan nghênh. Chỉ cần ngài mang hộ cái tin đến, chúng ta tất sẽ mở ra kết giới, cung nghênh ngài đại giá. Ngài lại cần gì phải trộm ta phong thiên thần kiếm, mạnh mẽ xông tới tông môn, làm ra như thế trộm đạo phía dưới làm việc đâu. Đối với ngài bất bại kiếm tôn đại danh, sợ rằng sẽ lưu lại một chút vết bẩn, chọc người chế nhạo a, ha ha ha. Tùy tiện nụ cười bỗng dưng thu vào, bất bại kiếm tôn trong mắt hơi híp, dần dần phát lên một chút nộ khí. Bách Lý Ngự Vũ nhìn đến, không khỏi nhất thời tiến lên trước một bước, hung hăng nguyết hắn một cái nói, Lăng Vân Thiên, người lão nhi này dám làm nhục ta lão tổ tông danh dự. Nhìn bản cô nương hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Nói, Bách Lý Ngự Vũ toàn thân khí thế đã là bỗng nhiên đại phóng, thì muốn xuất thủ. Âu Dương Lăng Trời cũng là vội vàng ngăn ở Lăng Vân Thiên trước mặt, bảo hộ tại hắn. Bất quá Lăng Vân Thiên lại là không chút phật lòng, vẫn như cũng nhạt cười ra tiếng, cô nương cũng là Trung Châu Cửu Kiếm Vương bên trong lãnh vũ kiếm vương a, ha ha ha. Hạnh ngộ hạnh ngộ, 10 ngày trước cô nương cướp kiếm, trộm ra ta tông, chẳng lẽ không phải thụ bất bại kiếm tôn đại nhân ủy nhiệm sao? Đương nhiên, nếu là cô nương thề thốt phủ nhận, hoặc là dốc hết sức gánh xuống, lão phu đều không lời nào để nói. Thế nhưng là cô nương dù sao cũng là bất bại kiếm tôn đại nhân thủ hạ, mặc cho ai đều sẽ phỏng đoán cô nương làm việc, là thụ kiếm tôn đại nhân cho phép ngươi trộm đạo. Ngươi, bất giác giận dữ, Bách Lý Ngự Vũ lúc này thì muốn bão nổi, cũng là bị bất bại kiếm tôn lạnh lùng quát bảo ngưng lại, Ngự Vũ, trở về. Gấp cắn chặt hàm răng, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng trừng Lăng Vân Thiên liếc một chút, lại là không thể không tuân mệnh, lạnh hừ một tiếng, lại lui về. Nhếch miệng lên, Lăng Vân Thiên lần nữa nhìn về phía bất bại kiếm tôn, cúi người hành lễ, kiếm tôn đại nhân ngự hạ có phương pháp, thật là làm cho hắn làm gì, hắn liền làm cái đó, không cho hắn làm gì, thì không cho hắn làm gì a, ha ha ha. Lão hủ bội phục, Lăng tông chủ cái này có ý tứ gì, vẫn là tại nói lão phu trộm đạo. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, Lăng Vân Thiên thật sâu liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ giờ này khắc này, phong thiên kiếm không tại kiếm tôn đại nhân trong tay? Tại là tại, bất quá thần kiếm có người tài có được sao, người vô năng đến, không có bảo quản chi lực,
như cũ hội ném, thì cùng Quý Tông một dạng. Hơi hơi nhấc nhấc lạnh lùng hai con ngươi, Bất Bại Kiếm Tôn không khỏi suy cười một tiếng, châm chọc nói. Mỉm cười gật đầu, Lăng Vân Thiên cũng không phủ nhận, đúng vậy a, người yếu thủ hộ không tốt thần kiếm, ném cũng là đáng đời, trách không được người khác. Bất quá, cái này ném cùng ném lại không giống nhau, mọi người đều là người tập võ, nếu là Kiếm Tôn đại nhân đường đường chính chính theo ta tông đoạt được, ta tông thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là ngài lại là dùng âm mưu quỷ kế theo ta tông trộm đến, cái này. Ha ha ha, cũng thế, vậy cũng là ngài mưu kế cao thâm, cáo già, cũng oán niệm chúng ta quá mức đơn thuần, đáng đời mắc lừa. Bất quá cái này như truyền đi, lại là có chút ảnh hưởng ngài uy danh. Không biết người, còn tưởng rằng ngài sợ ta tông phong thiên kiếm, ăn cướp trắng trợn không được, thì đổi thầm cướp. Ai, Bất Bại Kiếm Tôn danh hào, cũng không gì hơn cái này a. Đoán chừng thực lực thì cùng ta tông Lăng Thiên Tướng làm a, nếu không làm sao lại thầm cướp. Ha ha ha, thân thể nhịn không được chấn động, Bất Bại Kiếm Tôn hai con ngươi nhíu lại, sắc mặt bỗng dưng liền càng thêm âm trầm rất nhiều. Ngươi nói lão phu minh đao minh thương đoạt không thần kiếm. Hừ hừ, lạnh lùng cười cười, Bất Bại Kiếm Tôn đạm mạc lên tiếng, nếu không phải lão phu mỗi lần tới tỉ thí, các ngươi đều trốn ở ô quy xác bên trong không ra. Cái này thần kiếm đã sớm là lão phu, còn cần đến cướp. Đúng vậy a, nói thì nói như thế, bất quá chúng ta cự tuyệt ngài khiêu chiến, là không muốn sinh thêm sự cố, yêu thích hòa bình. Nhưng là ngài cướp kiếm lại là sự thật, cuối cùng ám muội. Tốt, hung hăng phất phất tay, đánh gãy hắn lời nói, Bất Bại Kiếm Tôn trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời liền xuất hiện một thanh màu xanh đậm băng lãnh trường kiếm. Mọi người thấy một lần, không khỏi giật mình. Lại chính là phong thiên kiếm không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên vung tay lên, Bất Bại Kiếm Tôn nhất thời liền đem phong thiên kiếm hướng đối diện ném đi, Âu Dương Lăng Thiên tay mắt lanh lẹ, vẫy tay, bỗng nhiên liền đem thần kiếm lại giữ trong tay. Hiện tại phong thiên kiếm trả lại cho các ngươi, chỉ là tạm thời. Dù sao các ngươi hiện tại kết giới đã phá, không trở về được trong mai rùa, lão phu cho dù còn về các ngươi thần kiếm, các ngươi lại có thể thế nào? Chỉ là trong tay ngộ hâm lại mà thôi, không lâu sau, lão phu lại có thể cướp về. Đến lúc đó, các ngươi nhưng là không thể nói được gì đi. Vội vã gật gật đầu, Lăng Vân Thiên một mặt vui mừng, đó là đương nhiên, Kiếm Tôn đại nhân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, quang minh lỗi lạc, không hổ là Nam Châu đệ nhất nhân a, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Lăng Vân Thiên tiếp lấy lại vội vàng vừa quay đầu. Nhìn về phía còn lại người nói, chắc tiên sinh kế khích tướng thật đúng là có tác dụng, lão già này chính mình đem nuốt mất phong thiên kiếm lại trả về. Hiện tại chúng ta trong tay có ba thanh kiếm thần, đối phó Bất Bại Kiếm Tôn cái này cuồng vọng tự đại lão quỷ, thì có nắm chắc hơn. Liếc nhìn nhau, mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó liền bá bá bá, ba thanh kiếm thần nhất thời kiếm chỉ trời xanh, nhưng người ong 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 ba tiếng nhẹ vang lên về sau. Màu vàng đỏ lam tam sắc quang mang chợt theo ba thanh kiếm bên trong bắn đem đi ra, thẳng trên 9 tầng trời. Oanh! Chỉ một thoáng, giống như khai thiên liệt địa, toàn bộ thương khung nguyên lai còn là tử lôi đầy trời, chỉ là trong nháy mắt, nửa ngày hư không đã là bị kim viêm tràn ngập, hồng hà che đậy, lam hải rong chơi, lại chính là Mộ Dung Liệt trong tay phần thiên kiếm, thượng quan phi hùng trong tay trùng thiên kiếm cùng Âu Dương Lăng Thiên thủ bên trong phong thiên kiếm, phát ra tự thân mạnh khí phách thật lớn. Lại đem thiên địa lực lượng đoạt lại trong tay, lại không phải Bất Bại Kiếm Tôn một người một tay che trời. Thấy tình cảnh này, Ngũ Đại Kiếm Vương không khỏi nhíu mày, hung tợn nhìn lấy đối diện đám người, mặt mũi tràn đầy không tốt. Những người này vừa mới tại dùng kế khích tướng, lừa gạt lão tổ tông, thực sự buồn cười. Bất quá Bất Bại Kiếm Tôn lại là không chút phật lòng, ngẩng đầu nhìn xem bị đoạt đi một nửa giang sơn bầu trời, nhếch miệng cười một tiếng tốt, ba kiếm hợp nhất. Coi là thật uy lực phi phàm. Hôm nay ta Bất Bại Kiếm Tôn Bách Lý Ngự Thiên, có thể đã một kiếm cản ba kiếm, làm thật là sảng khoái chi cực, ha ha ha. Vừa dứt lời, Bách Lý Ngự Thiên nhất thời hất lên ống tay áo, trong tay vung lên, một thanh màu tím sắc sấm sét nổ vang trường kiếm, liền chợt xuất hiện tại hắn trong tay, trực chỉ thương khung 9 ngày. Ao ao ao, giống như thiên địa sụp đổ nát toàn bộ bầu trời tử lôi càng thêm mãnh liệt lên, bất quá mấy hơi thở công phu. Lúc trước ném cái kia một nửa giang sơn, liền tất cả đều lại bị vô tận tử lôi chìm ngập. Dường như dương nhanh múa vuốt ác hổ, trong nháy mắt hướng cái kia nửa bầu trời xâm nhập. Cái kia kim viêm, hồng mang, ánh sáng màu lam thậm chí đều không thể ngăn cản một khắc,
liền lại tại ầm ầm từng tiếng vang dưới, hoàn toàn vỡ ra tới. Cả mảnh trời hư không, lần nữa biến thành ánh tím mở mịt minh mang lôi hải. Mộ Dung Liệt, Thượng Quan Phi Hùng cùng Âu Dương Lăng Thiên ba người, bỗng dưng thân thể chấn động, cùng nhau bại lui tiếp theo, phốc một tiếng, trong miệng đỏ thẫm máu tươi đã là ngăn không được địa phun ra, riêng là Thượng Quan Phi Hùng, thực lực vốn cũng không phải là kiếm vương cấp, bây giờ bị thần kiếm chi lực xông lên, lúc này liền sắc mặt trắng bệch, đã bị thương nặng. Hai bọn họ cũng là một mặt hoảng sợ nhìn về phía khóe miệng mang theo kiệt ngao nụ cười bất bại kiếm tôn, trong lòng kinh hãi. Lấy một kiếm chi uy, cản ba kiếm phong mang, thậm chí là trực áp ba kiếm phong cảnh, cái này trong thiên hạ, duy bất bại kiếm tôn mới có thể làm đến a. Cái này lão quái vật, quả nhiên là mạnh quá biến thái. Phụ thân, người xác định truyền thuyết kia Trung Hải yêu cũng là hải ngao sao? Nhất định, theo như truyền thuyết đến xem, không phải phổ thông linh thú. Nhất định là thánh thú không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Bắc Hải lớn như vậy, chúng ta muốn đi đâu nhỉ tìm kiếm đâu. Mênh mông trên đại dương bao la, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh siêu siêu bay qua, thoáng qua tức thì, lại chính là Trác Phàm cùng Tước Nhi hai người không thể nghi ngờ. Hướng bốn phía càng không ngừng tìm kiếm, mênh mông, Tước Nhi trong mắt bất giác lộ ra vẻ mờ mịt. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm trầm ngâm một chút. Thản nhiên nói, trước kia ta từng nghe nói, trên đời này có tam đại tuyệt địa, phàm nhân vừa vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thứ tự là Lạc Lôi Hạp, Thiên Viêm Động cùng Băng Ngọc Núi, thỉnh thoảng tại đại lục lúc ẩn lúc hiện, không có cố định vị trí. Về sau mới biết, cái này tam đại tuyệt địa chính là cầm tù tam đại thánh thú chỗ, Lạc Lôi Hạp đang đóng Kỳ Lân, Thiên Viêm Động tù lấy Long Tổ, như vậy cái này phong thiên hải ngao nơi ở, hẳn là cái này Băng Ngọc Núi. Bất quá! Cái kia cầm tù chỗ kết giới, năm này tháng nọ đã bị thánh thú làm hao mòn rất nhiều lực lượng, cho nên tại Long Tổ định cư Thái Thanh Tông, Hải Ngao khả năng cũng định cư tại cái này Bắc Hải. Mà nghe Băng Ngọc Núi tên húy liền biết rõ, kết giới này cửa vào hẳn là băng hàn chỗ, chúng ta tỉ mỉ cảm giác, cần phải có thể tìm được. Hơi hơi gật gật đầu, Tước Nhi một bên bay lên, một bên hướng bốn phía ngó nhìn, Trác Phàm cũng là nặng lòng yên tĩnh khí, tỉ mỉ tại cái này băng lãnh Bắc Hải bên trên. Cảm giác cái kia càng băng lãnh chỗ. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, một tiếng sét nổ vang lại là nhất thời từ hai người sau lưng, xa xôi chỗ, rõ ràng truyền đến. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm hai người nhất thời dừng thân, mãnh liệt quay đầu nhìn qua, lại là cùng nhau quá sợ hãi. Chỉ thấy giờ này khắc này, bọn họ sau lưng vùng trời kia, đã biến thành thuần túy tử sắc thương khung, lôi quang chợt hiện. Xé không liệt địa, giống như ngày tận thế đồng dạng. Mà chỗ đó không phải nơi khác, đúng là bọn họ vừa mới xông ra đến Hải Minh Tông là vậy. Tử Lôi Bá Thiên, bất bại kiếm tôn nhanh như vậy thì xuất hiện, mi mắt run nhẹ nhẹ một chút, Trác Phàm sắc mặt không khỏi bỗng dưng trầm xuống, sau đó chân một bước, nhất thời hướng đường cũ bay quay trở lại. Tước Nhi thấy một lần, không khỏi giật mình, phụ thân, người muốn đi đâu đây? Đi xem một chút mẹ ngươi có hay không an toàn rời đi, nếu như bị chặn đứng lời nói. Trong mắt một đạo hàn mang lóe qua, Trác Phàm không khỏi cắn răng lên tiếng, như vậy chỉ sợ, chúng ta không thể không tự mình đối mặt bất bại kiếm tôn người lão quái kia vật. Vừa dứt lời, Trác Phàm dưới chân lại một đạp mạnh, đã là siêu một tiếng, lần nữa tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Phụ thân, chờ ta một chút. Tước Nhi thấy một lần. Cũng là không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, vội vã đuổi theo hắn tốc độ, hướng về phía trước tiến đến. Thế nhưng là còn không đợi nàng bay ra nửa mét, lại là bất chợt tới đến thân thể lắc một cái, không lý do đánh cái run rẩy, sau đó một mặt mê mang địa hướng bốn phía nhìn xem, lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên lạnh như vậy a? Nhanh chóng vuốt ve một chút dính chút hàn khí thân thể, Tước Nhi một mặt nghi ngờ hướng bốn phía ngó nhìn. Thế nhưng là cái kia mặt biển vẫn như cũ bình tĩnh, trời trong gió nhẹ, nhìn không ra cái nguyên do về sau. Thật lâu, mới bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng, xem ra là ta sai cảm giác, bất quá cái này Bắc Hải thật đúng là đủ lạnh. Mỉm cười lấy lúc lắc trên đầu đôi đuôi ngựa, Tước Nhi cũng là vội vàng một bước chân, cấp tốc đuổi theo Trác Phàm rời đi bóng người bay đi, lập tức không thấy bóng dáng. Thế nhưng là, nàng tuyệt không nghĩ tới là, ngay tại nàng rời đi trong tích tắc. Cái này bình tĩnh mặt biển lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Tầng tầng sương mù mông lung, không biết sao, đúng là như măng mọc sau mưa giống như phồng lên lên, chỉ là trong nháy mắt,
liền đem toàn bộ đại hải bao phủ tại cái kia đưa tay không thấy được năm ngón mênh mông trong sương mù. Từng tia lạnh lẽo khí tức, cũng bỗng dưng huy sái hướng chỉnh phiến hải dương, trong nháy mắt liền đem cái kia liếc một chút nhìn không thấy bờ đại hải, kết lên một tầng thật dày băng sương. Nguyên bản trong biển ngàn vạn du động sinh linh, chỉ một thoáng liền toàn cũng không thể động, cứng ngắc thân thể, như điêu khắc đóng băng tại cái kia óng ánh trong tầng băng. Hai cái giống như núi nhỏ ánh sáng tại cái kia nồng tan không ra trong sương mù, quỷ dị phát lên, chỉ bất quá một cái đặc biệt sáng ngời, một cái lại lộ ra có chút ảm đạm. Phía trước đó là cái gì động tĩnh, nhân loại lại khai chiến a? Xa nhìn nơi xa khói bụi tràn ngập, tiếng vang liên tục, sương mù kia bên trong lại là bỗng dưng truyền ra một đạo tà dị cười nhạo âm thanh đến, cái này ti tiện chủng tộc, thật sự là không làm không chết a, chính mình đồng loại đều có thể giết đến trời đất mù mịt. Quỷ khóc thần hào. Lúc trước còn đang hỏi lão phu muốn ra biển quyền, hiện tại thì chính mình người nội chiến lên. Ha ha, rất tốt ha. Đã như vậy, các ngươi đều không muốn để cho đối phương tốt còn sống, vậy lão phu liền giúp một chút các ngươi, đều cùng đi lấp lão phu cái bụng a, khặc khặc khặc. Một tiếng quái dị cười gian vang lên, cái kia trên mặt biển sương mù dày đặc bắt đầu cấp tốc khuếch tán lên, thẳng tắp hướng Hải Minh Tông phương hướng đẩy mạnh mà đi. Cái kia băng lãnh luồng khí lạnh, cũng tại cấp tốc đem phía trước mặt biển đông thành băng xương. Đồng thời nương theo lấy đây hết thảy, còn có cái kia nghe cực kỳ ồn ào tà mị thanh sướng âm thanh, giống như địa ngục ác quỷ triệu hoán giống như, nhà ta cửa lớn thường mở ra, hoan nghênh các ngươi đến đây, làm lão phu bữa ăn sau món điểm tâm ngọt cũng là rất không tệ a. Khặc khặc khặc, tránh thức quái vật, trên biển bá chủ, sắp đổ bộ. Một phương diện khác, Hải Minh Tông bên trong. Bất bại kiếm tôn một kiếm chấn ba kiếm, cho thấy chính mình chấn thiên nhấp nháy địa thực lực cường đại, làm cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi trong lòng hoảng hốt, nhìn về phía hắn ánh mắt đều phủ đầy vẻ sợ hãi. Còn hắn thì liếc xéo lấy mọi người tại đây, trong mắt đều là khinh thường thần quang, còn lại những cái kia bách lý ra những cao thủ, cũng là cái nhấc cái đầu, đầy mặt châm chọc nhìn lấy phía trước, hiển thị rõ đắc chí thái độ. Nhìn đến a, đây chính là lão tổ tông nhà ta thực lực. Các ngươi những thứ này phàm phu tục tử, làm sao có thể so sánh. Sắc mặt một cái so một cái âm trầm, Lăng Vân Thiên bọn họ liếc nhìn nhau, lại là từng cái trong lòng thầm than, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía trước 16 người, chỉ có vô tận bi thương. Trừ bỏ cái kia 10 người trẻ tuổi không tính, Quang Bách Lý Ngự Thiên liền đã như thế biến thái, chỉ sợ bọn họ cùng một chỗ liên thủ đều khó mà chống đỡ được, huống chi bên cạnh hắn còn có Ngũ Đại Kiếm Vương, một trận chiến này. Nên như thế nào đánh a? Trong lòng một trận do dự, Lăng Vân Thiên thỉnh thoảng hướng bốn phía xem, trong lòng oán thầm. Lúc này cần có nhất cũng là Trác tiên sinh diệu kế, thế nhưng là Mộ Dung cô nương đi lâu như vậy, làm sao còn không có chuyển qua tin đến. Các con, tựa hồ nhìn ra Lăng Vân Thiên bọn họ tâm tư, Bách Lý Ngự Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ các ngươi tản ra, mỗi người đùa nghịch đi thôi, không muốn nhiễu lão phu nhã hứng. Vâng, nghe được lời này, Bách Lý ra mọi người cũng không có điều gì dị nghị, lúc này liền ôm quyền, ào ào dậm chân một cái thì phạch một cái, tất cả đều tản ra, mỗi người hướng tông bên trong chỗ sâu bay đi. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ có bất bại kiếm tôn một người, còn có đối diện bốn châu cường giả một đám. Mí mắt nhìn không được hung hăng run run, Mộ Dung Liệt trong tay phần thiên kiếm nhất thời siết chặt, chăm chú nhìn đối diện lão yêu quái, cắn răng nói. Không hổ là bất bại kiếm tôn, thế mà đem ngũ kiếm vương đô phân phát, là muốn lấy lực lượng một người, cùng tất cả chúng ta nhất chiến sao? Thế nào, lão phu không đủ cái này cách sao? Liếc xéo mọi người liếc một chút, Bách Lý Ngự Thiên một mặt khinh miệt nói. Đầy đủ, đương nhiên đầy đủ, bất bại kiếm tôn thực lực, vừa mới đã làm cho bọn ta lĩnh giáo, chúng ta lại há dám xem thường. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lăng Vân Thiên không khỏi bật cười ra tiếng. Chỉ là ngươi đem năm vị kiếm vương đều phái đi, không sợ có cái gì ngoài ý muốn, không có người chăm sóc sao. Thương mặt dạn mày dày không khỏi nhẹ nhàng lắc một cái, bất bại kiếm tôn thật sâu liếc hắn một cái, lại là giống như nghe được cái gì trên đời này buồn cười nhất cười chê giống như, nhất thời cười to liên tục, ha ha ha. Lăng tông chủ, ngươi nhưng là thật biết nói đùa, ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy các ngươi những người này, có thể cho lão phu tạo ra loại này ngoài ý muốn sao? Bất bại kiếm tôn, ngươi không nên đắc ý vong hình, chúng ta những người này liên thủ, nhưng là không tại các ngươi cửu kiếm vương cùng công phía dưới, huống hồ còn có ba thanh kiếm thần trợ trận.
ngươi lo lắng Đại Phong lóe đầu lưỡi, lật thuyền trong mương. Sắc mặt bất giác giận dữ, Mộ Dung Liệt nhất thời một lần hành động trường kiếm, thẳng tắp chỉ hướng hắn, bọn người người cũng là tràn đầy oán giận, tản mát ra chính mình khí thế cường đại, hung hăng hướng hắn áp đi. Thế nhưng là bất bại kiếm tôn đối với cái này, lại là vẫn như cũ không để bụng, chỉ là nhẹ nhàng địa vuốt vuốt chính mình cái kia bá thiên kiếm lưỡi đao, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, thăm thẳm lên tiếng, hạng giá áo túi cơm, sẽ chỉ sủa inh ỏi. Có dạng này năng lực, liền lấy ra đến để lão phu mở mang kiến thức một chút a, còn nói lời vô dụng làm gì. Mà lại cửu kiếm vương, hừ hừ, tại lão phu trong mắt bất quá tiểu hài tử chơi đùa sự tình thôi, các ngươi thế mà lấy ra đe dọa lão phu. Ha ha ha, đây mới là thiên hạ lớn nhất chuyện cười lớn. Các vị, dù sao chúng ta mục tiêu vốn là hắn. Hiện tại thừa dịp bên cạnh hắn không có người, chính là cơ hội tốt, cùng tiến lên. Gặp hắn hoàn toàn không đem nhóm người mình để vào mắt, cái này tại binh pháp phía trên cũng là khinh địch a. Lăng Vân Thiên rất lợi hại chuẩn xác địa bắt lấy điểm ấy, không khỏi vội vàng hướng bọn người người mật ngữ nói, thừa dịp hắn cuồng, đòi mạng hắn, muốn là hắn cẩn thận, đó mới phiền phức. Liếc nhìn nhau, mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, tất cả mọi người liền ào ào cầm ra bản thân giữ nhà tuyệt học, không nói hai lời, đổ ập xuống hướng Bách Lý Ngự Thiên giữa trời nện xuống. Phần thiên kiếm khí, đốt thiên nấu biển. Bạch, tại giữa trời đồng dạng nửa vòng, Mộ Dung Liệt tay cầm kim sắc trường kiếm, lửa nóng hừng hực, hướng về Bách Lý Ngự Thiên phủ đầu cũng là một bổ. Bỗng dưng, ngọn lửa màu vàng óng hóa thành nóng rực lưỡi kiếm, mang theo chiến thiên liệt địa chi thế, bỗng nhiên hướng chỗ của hắn phóng đi. Chỗ đi qua, liền không gian đều thiêu bắt đầu vặn vẹo, thậm chí đều xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Trùng thiên kiếm kính, khí trùng thương khung. Hưu. Ngay sau đó, Thượng quan Phi Hùng cũng là hét lớn một tiếng. Một thanh trùng thiên kiếm thẳng tắp hướng hắn bổ tới, kiếm khí màu đỏ giống như sao băng cực nhanh, khí trùng châu đấu, chớp mắt tới gần, thế bất khả kháng. Phong thiên kiếm quyết, phong thiên bế biển. Cùng lúc đó, Âu Dương Lăng Thiên cũng là tay cầm thần kiếm, một kiếm vung vẩy, lại là cũng không phải là giống còn lại hai người cường đại như vậy khí thế, mà chính là trong bông có kim, hóa thành cuồn cuộn hàn khí, nhất thời liền như sóng to gió lớn nhào về phía Bách Lý Ngự Thiên bên người. Trong nháy mắt liền đem hắn toàn thân cao thấp đều bị đông, lại khó di động mảy may. Chỉ một thoáng, nương theo lấy mỗi người đặc thù tuyệt học vũ kỹ, ba kiếm đều xuất hiện, bất bại kiếm tôn nhất thời rơi vào bốn bề thọ địch chi cảnh, tiến thối không cửa. Giống tam đại thần kiếm, mỗi người kiếm đạo xuất ra, tuy nhiên uy lực kinh người, cái này muốn chống lại người khác, cho dù là kiếm vương thực lực, đó cũng là lại vô sinh còn nghiền ép chi thế. Đáng tiếc đối diện người lão quái kia vật lại là chưa bao giờ bại qua bất bại kiếm tôn, chỉ là ba kiếm chi uy, rất hiển nhiên còn chưa đủ. Rèn sắt khi còn nóng, song long chí tôn nhất thời đồng loạt ra tay, nhưng ngửi một đạo kinh thiên long ngâm vang lên, một đầu chín ngày lao xuống mãnh liệt kiếm long, liền bỗng dưng hung hăng hướng bất bại kiếm tôn chỗ đó đánh tới. Mà Đông Châu ba vị cung phụng cùng Bắc Châu Tuyết Phong tứ lão, cùng Nam Châu Mộ Dung gia gia tộc thủ kiếm cung phụng, giờ này khắc này, cũng đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, giống như ngày tận thế buông xuống giống như, ùn ùn kéo đến mãnh liệt năng lượng, liền toàn bộ hướng cái kia bất bại lão giả phương hướng đánh tới. Nhưng ngửi ầm ầm từng tiếng bạo liệt tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên địa đều tại run không ngừng, phảng phất muốn hoàn toàn sập giống như. Phải biết, lần này liên thủ xuất kích, trừ giống Mộ Dung Liệt dạng này thần kiếm cầm kiếm người bên ngoài, chính là các châu như song long chí tôn dạng này thủ kiếm giả, cái này liên tiếp thông đập loạn, nói là tương đương với cửu kiếm vương hợp lực, cũng một chút không đủ. Cho dù là một châu chiến lực, đối mặt dạng này một trận loạn kích, cũng nhất định phải vẫn diệt hơn phân nửa. Thế nhưng là, ngay tại cái kia tiếng vang rơi xuống, khói lửa tràn ngập thời điểm, lại là một tiếng chấn thiên triệt địa sấm sét nhất thời nổ tung bầu trời, nương theo lấy mãnh liệt khí thế bỗng nhiên bao phủ tứ phương. Toàn bộ chiến trường bụi mù, trong nháy mắt thì bị thổi làm không còn một mảnh. Mà cái kia vừa mới cuồng oanh lạm tạc chỗ, bất bại kiếm tôn cái kia cao lớn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như núi, trong tay chống bá thiên kiếm, lập tại trên mặt đất, lại là uy phong lẫm liệt, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc đều không có lộn xộn. Một đôi lãnh mâu, vẫn sáng ngời có thần, khóe miệng còn mang theo từng tia khinh miệt đường cong. Trong mắt nhìn không được cùng nhau co rụt lại. Tại chỗ tất cả mọi người không khỏi nhất thời hít sâu một hơi,
không thể tin nói, làm sao có thể. Chúng ta liên thủ tề lực nhất kích, vậy mà không đả thương được hắn một phần. Đúng vậy a, cái này lão quái vật cũng quá mạnh đi. Da mặt ngăn không được hung ác run rẩy, Lăng Vân Thiên nhìn lấy đây hết thảy, cũng là bỗng dưng trong lòng lắc một cái, thân thể ngăn không được địa run rẩy lên, ba thanh kiếm thần thêm bốn châu cao thủ mạnh nhất liên thủ cùng công, thế mà khó có thể dung chuyển hắn một cọng lông tóc. Nếu là như vậy lời nói, muốn như thế nào mới có thể giết hắn đâu? Cho dù là tập hợp hai châu nửa trận chiến lực, có thể làm đến điểm này sao? Trong lòng bất giác lo sợ, Lăng Vân Thiên không khỏi quay đầu nhìn về phía người khác, trong mắt dần dần mê mang. Bách Lý Ngự Thiên thực lực, rất lộ ra nhưng đã vượt qua dự đoán quá nhiều, căn bản chính là cho dù toàn bộ đại lục cường giả liên thủ, đều không thể địch nổi tồn tại. Bọn người người cũng là đột nhiên minh bạch điểm này, một trái tim một chìm đến đáy cốc, oa lạnh oa lạnh. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, cùng bất bại kiếm tôn là địch, bản thân liền là cái thiên sai lầm lớn. Cái này lão quái vật, đã kim cương bất hoại, vô địch thân thể. Đinh! Một tiếng thanh thúy vang lên, đem tại chỗ tất cả ngơ ngẩn mọi người, lại tỉnh lại trở về. Thân thể bất giác chấn động, tất cả mọi người cứng ngắc đầu quay đầu đi, lại là chính gặp bất bại kiếm tôn cái kia phát ra tử sắc lôi mang bổ thiên thần kiếm, đã tại hắn khẽ vuốt phía dưới, rời đi mặt đất, bắt đầu động. Cái này lão yêu quái, muốn xuất chiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng nhau trong lòng lắc một cái trán bỗng dưng chảy ra như thác nước mồ hôi đến, vù vù chảy xuống. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, bất bại kiếm tôn trong mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nâng lên cái kia một người cao trường kiếm màu tím, ta cười ra tiếng, vừa mới các ngươi ra chiêu, không đau không ngứa, thật để lão phu thất vọng. Ba thanh kiếm thần rơi tại trong tay các ngươi, thật sự là phung phí của trời. Như vậy tiếp đó, liền nên lão phu. Đợi lão phu cầm xuống các ngươi đầu thời điểm, ba thanh kiếm thần cũng liền thuận lý thành trương về lão phu tất cả, ai còn dám có bất kỳ chỉ trích. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau trong lòng run lên, đã là đột nhiên lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Bạch, không tiếp tục nói bất luận cái gì một chữ, cũng không hề dùng cái gì vũ khí chiêu thức, Bách Lý Ngự Thiên chỉ là trong mắt hiện ra đạm mạc lãnh mang, đem trường kiếm trong tay đột ngột đến hướng về phía trước hất lên. Phổ phổ thông thông một chiêu bổ kiếm, như vậy vung ra. Thế nhưng là chiêu này tuy nhiên phổ thông, nhưng là từ Bách Lý Ngự Thiên trong tay xuất ra, lại là một cách tự nhiên mang lên một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Ầm ầm, cường đại kiếm uy, lấy không gì sánh kịp hủy diệt chi lực, hung hăng hướng bốn châu cao thủ đánh tới, trên bầu trời tử lôi, bổ trời che đất hướng đập xuống rơi, nương theo lấy kiếm kia kình chỗ đi qua. Tất cả mọi thứ tất cả đều tại cái kia sấm sét nổ tung bên trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người không khỏi cùng nhau hoảng hốt, Âu Dương Lăng Thiên càng là vội vàng một lần hành động phong thiên kiếm, hét lớn lên tiếng, phong thiên lĩnh vực, kiếm đạo thương khung, thiên địa không diệt, kiếm đạo không hủy. Ông, vừa dứt lời, cái kia phong thiên kiếm một trận run rẩy, lại là nhất thời tản mát ra màu lam nhạt thăm thẳm hàn quang. Bỗng dưng liền đem tất cả mọi người bao bọc nhập bên trong, như cái bình chướng bảo hộ lấy tất cả mọi người an toàn. Hừ hừ, phong thiên kiếm nói. Nhìn lấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Thiên lại là khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng bĩu môi nói, phong thiên kiếm đạo, phong thiên hoàn toàn, phòng thủ kiên cố. Đáng tiếc người Âu Dương Lăng Thiên công lực không đủ, chỉ sợ khó có thể ngăn trở lão phu cái này đã cực hạn bá thiên kiếm nói. Oanh! Lời vừa nói ra, coi là thật như vậy. Nhưng ngửi một tiếng oanh minh nổ vang, cái kia lam nhạt vòng bảo hộ, đúng là không có chút nào sức chống cự, đã là tại cái này một phá thiên liệt địa sấm sét lưỡi kiếm phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, tiêu tán hư vô. Âu Dương Lăng Thiên cũng là không khỏi phốc một tiếng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, bỗng nhiên liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Liệt cùng Thượng Quan Phi Hùng hai người thấy một lần, vội vàng xuất kiếm. Đáng tiếc kết quả cùng cái kia Âu Dương Lăng Thiên không có gì khác biệt. Hai người song kiếm hợp lực, vẫn là khó đến cái này cường đại lôi kiếm phong mang. Lại là phanh phanh hai tiếng, hai người cũng là miệng phun bọt máu, như bị đá bay bóng đá giống như, hung hăng bay ra ngoài. Mà kể từ đó, ba kiếm đều không thể chống cự cái này một kiếm chi uy. Bọn người người, liền càng thêm không có cách nào. Cái kia mãnh liệt kiếm mang, như vào chỗ không người, mang theo cuồng bạo sấm sét. Ầm ầm liền đem tất cả mọi người đều thôn phệ tiến cái kia cường đại kiếm phong bên trong, hoa một chút, thẳng tắp bay đến vô tận chân trời.
chỗ trải qua chi địa, đều là một mảnh bột mịn bay múa, lại không thế gian vạn vật sinh tồn. Nửa cái Hải Minh Tông địa vực, đã trong nháy mắt này, hoàn toàn biến mất thành hư vô. Mà những cái kia bốn châu cao thủ, càng là liền một tiếng hét thảm kêu rên đều không phát ra, cũng tại cái này trong chớp mắt, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, bị đánh bay đến ở ngoài ngàn dặm, vùi sâu vào cái kia vô tận phế tích bên trong, sắc mặt tái nhợt, không biết sinh tử. Bất bại kiếm tôn một kiếm chi uy, đáng sợ như vậy. Hô hô hô, từng đạo lạnh thấu xương gió lạnh thổi lất phất nơi này cuồn cuộn bụi mù, bất bại kiếm tôn vẫn như cũ chống trường kiếm, đứng ở cái này đằng đẵng không có giới hạn khu vực, bốn phía không có vật gì, lại là thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, nhẹ dơ lên cước bộ, rốt cục động, chỉ bất quá hắn mi mắt, lại hơi hơi khẽ nhíu lấy. Sớm biết như thế, thì không đem những cái kia thằng nhãi con toàn phân phát. Hiện tại lão phu một kiếm liền đem những người kia tất cả đều đánh bay, muốn tìm ba thanh kiếm thần, vẫn phải chính mình tự thân xuất mã, hừ, thật tốn sức nhi. Mạnh mẽ thực sự chân, bất bại kiếm tôn nhất thời bay về phía không trung, dọc theo một vùng phế tích một đường tìm kiếm. Một phương diện khác, ngay tại hướng bốn phía bay ra ngũ kiếm vương cùng bốn vị hoàng tử, đột nhiên nghe đến sau lưng cái kia đáng sợ vang động, bất giác cùng nhau giật mình. Thái tử trăm dặm Cảnh Thiên quay đầu nhìn sang cái kia nhảy lên cao trăm trượng bụi mù, không khỏi thật sâu hít một hơi, vỗ ngực một cái, bất đắc dĩ cười cười, lão tổ tông cũng là lão tổ tông, quả thật là đáng sợ. Chỉ sợ một kiếm này hạ xuống, những người kia cũng liền cái kia toàn xong đời. Các huynh đệ, lão tổ tông bên kia chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng là lão tổ tông trong lòng còn muốn giết một người, chúng ta đi thay lão tổ tông đem tiểu tử kia đầu người lấy về, lập này một công. Tốt. Hét lớn một tiếng, còn lại hoàng tử đều là reo hò một tiếng, liền đi theo thái tử lại tăng tốc giây lát, hướng Hải Minh Tông chỗ sâu bay đi. Thấy tình cảnh này, hơn kiếm vương cũng là vội vàng ra tốc, tranh giành đầu này công, chỉ có Bách Lý Ngự Vũ nhướng mày, nhìn về phía một bên Bách Lý Ngự Lôi nói, Lôi đại ca, bọn họ thẳng đến hắn đi, chúng ta. Tìm được trước hắn, đem hắn giấu đi lại nói. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Ngự Lôi bình tĩnh lên tiếng. Nếu như bị lão tổ tông cùng người khác tìm được trước, tiểu tử kia thì nhất định mất mạng. Bỗng dưng gật đầu một cái, Bách Lý Ngự Vũ ánh mắt kiên định, dưới chân gia tốc, siêu một tiếng liền hướng Hải Minh Tông địa nhà tù phương hướng phóng đi. Mà cùng lúc đó, Hải Minh Tông phía đông nhất chỗ sâu, Vũ Thanh Thu bọn người chính mang theo mất đi tâm trí Sở Khuynh Thành một đường phi nước đại, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn xem nơi xa cái kia kinh thiên động địa tình cảnh, cái trán đã là đầu đầy mồ hôi. Thật không biết cái này Trác huynh là thần cơ diệu toán, vẫn là miệng quạ đen. Hắn nói nơi này không an toàn, để cho chúng ta mang Khuynh Thành rời đi, thế mà nhanh như vậy thì không an toàn. Liền bất bại kiếm tôn đều đánh tới, chúng ta không đi nữa, chúng ta chết không quan hệ, cô phụ Trác huynh nhắc nhở thì không tốt. Vũ sư huynh, truyền tống trận vẫn còn rất xa, đằng sau động tĩnh càng lúc càng lớn. Thủy Nhược Hoa một đường dìu lấy Sở Khuynh Thành, trong tai nghe lấy đằng sau giết tiếng la. Một trận lo lắng. Quay đầu hướng về sau nhìn xem, Viêm Ma trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, không sao cả, đằng sau giết hô là Hải Minh Tông trưởng lão cung phụng phát ra, hẳn là tại trận đánh địch nhân. Mà có thể bị bọn họ chặn đánh ở người, thực lực hẳn không có quá biến thái, không phải là bất bại kiếm tôn cùng ngũ kiếm vương tha nhóm. Đương nhiên sẽ không là bọn họ, nghe nơi xa lớn như vậy động tĩnh, cảm giác thiên địa đều vỡ nát. Bất bại kiếm tôn khẳng định ở nơi đó giao chiến đây, sẽ không xuất hiện tại chúng ta nơi này, chúng ta tạm thời là an toàn, yên tâm đi. Chậm rãi khoát khoát tay, để mọi người giải sầu, Vũ Thanh Thu xa xa hướng về phía trước nhìn sang, cười nói, còn có một phút liền đến, chúng ta lập tức thì an toàn, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người không khỏi lẫn nhau nhìn xem, khẽ gật đầu, trên mặt đều là lộ ra vui vẻ vui mừng, nhưng dưới chân lại là càng nhanh. Giờ này khắc này, hộ tống Khuynh Thành đào mệnh quan trọng a. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, đứng lại, Vũ Thanh Thu, các ngươi muốn đi đâu? Thân thể bất giác trì trệ, mọi người không khỏi nhất thời dừng lại, trong lòng kinh hãi. Làm sao, đối phương nhanh như vậy thì đuổi theo. Thế nhưng là nghe tiếng la giết còn ở phương xa a, sao lại thế? Mà lại, hắn thế mà còn biết Vũ Sư Huynh tên. Đây là xác định vị trí ám sát sao? Vũ Thanh Thu cũng là bất giác sững sờ, ngây ngốc đứng ở nơi đó, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
đối phương làm sao lại biết hắn tục danh đâu. Coi như xác định vị trí ám sát, hắn chỉ là một người đệ tử, cũng không phải là bốn châu cái gì nhân vật trọng yếu. Cho dù là ám sát tiềm lực đệ tử, vậy hắn cũng không có chỗ xếp hạng A. Tối thiểu nhất tại Tây Châu, trước mặt hắn còn đỉnh lấy hai cái, một là Trác Phàm, hai là Diệp Lân, coi như lại giết, ấn trình tự cũng giết không đến trên đầu của hắn A. Làm sao đối phương sẽ biết tên hắn đâu? Trong lúc nhất thời, Vũ Thành Thù bọn họ nhất thời rơi vào do dự bên trong, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hiu! Một đạo tiếng xé gió vang, một bóng người nhất thời xuất hiện tại bọn hắn bên người, trầm thấp tiếng nói, mấy người các ngươi, muốn đi nơi nào a? Ách, chúng ta cũng là đi ngang qua tìm nhà vệ sinh. Cứng ngắc đầu xoay người sang chỗ khác, Vũ Thành Thù ấp úng lên tiếng, thế nhưng là làm hắn nhìn người tới khuôn mặt lúc, lại là không khỏi trợn mắt một cái. Bất đắc dĩ thở dài nói, Âu Dương Trường Thanh, tại sao là ngươi a, hù chết chúng ta còn tưởng rằng Trung Châu người đuổi theo đâu. Hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, Âu Dương Trường Thanh bất giác nộ hống lên tiếng, còn Trung Châu người, xem các ngươi cái kia sợ dạng. Các ngươi không phải đến trợ giúp chúng ta Bắc Châu à, hiện tại địch nhân đến phạm, chính là đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết thời khắc. Các ngươi ngược lại tốt, lại muốn chạy, hừ hừ. Nguyên lai Tây Châu người đều là như thế nhát gan bọn chuột nhắt a. Người nào nói chúng ta chạy? Không khỏi đầu dương lên, Vũ Thành Thu chỉ một bên Sở Khuynh Thành nói, chúng ta là phụng bốn châu đại nguyên soái mệnh lệnh, hộ tống Khuynh Thành hồi Tây Châu. Lại nói, đối mặt bất bại kiếm tôn cấp bậc như vậy, chúng ta lưu lại cũng vô dụng thôi. Thật sâu nhìn lấy bọn hắn, lại nhìn xem Sở Khuynh Thành cái kia ngốc trệ ánh mắt, Âu Dương Trường Thanh khẽ gật đầu, trong lòng không sai. Đem chính mình nữ nhân yêu mến đưa đến an toàn địa phương bảo vệ, cái này ta có thể hiểu được. Các ngươi muốn đưa nàng đi lời nói, phía trước cũng là truyền tống trận, đi thôi. Chỉ là các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vị kia bốn châu đại nguyên soái, Trác Phàm Trác tiên sinh hiện tại người ở nơi nào? Hắn là bốn châu đại nguyên soái, đương nhiên tại tông chủ đại điện tọa trấn, quản lý toàn cục a. Cái giám quản lý toàn cục, ta đã sớm đi tìm, người sớm chạy mất tăm. Hừ. Một mặt khinh thường bĩu môi, Âu Dương Trường Thanh một trận tức giận, tiểu tử này cũng là tham sống sợ chết, biết bất bại kiếm tôn bọn họ giết đến tận cửa, không nói hai lời, chính mình chạy trước. Ta cùng Tuyết Muội một mực tại tìm hắn, lông cũng không tìm tới một cái. Không khỏi sững sờ, mọi người lẫn nhau nhìn xem, trong lòng kỳ quái, không thể nào, lúc rạng sáng chúng ta còn gặp qua hắn đây, ngay tại tông chủ đại điện, làm sao hiện tại hội không có đâu. Có lẽ đã sớm chính mình trước thông qua truyền tống trận đi đâu. Chào Phúng Địa nhún nhún vai, Âu Dương Trường Thanh một mặt khinh bỉ nói, đây chính là các ngươi Tây Châu đệ tử đầu tiên tác phong a, thật sự là kém cỏi, còn thật không bằng để Diệp Lân đến đâu. Ta nói cho ngươi, ta lão đại cũng không phải loại người này, ngươi nói thêm câu nữa, lão tử đánh chết ngươi. Ha ha, hiện tại sự thật rõ ràng, ngươi còn muốn nói đỡ cho hắn. Lại nói, hắn cái này Tây Châu đệ tử đầu tiên danh hào không, ngươi chẳng phải đường đường chính chính ngồi phía trên A, có cái gì không hài lòng. Ta Diệp Lân muốn lấy được đồ vật, luôn luôn quang minh chính đại được đến, thắng thì thắng, thua thì thua. Ta nếu là đệ nhất, người nào đều không cho, ta nếu là thứ hai, cũng không hiếm có dùng loại bôi nhọ này kẻ xấu thủ đoạn đến đệ nhất, quả thực tiểu nhân hành động. Nghe Âu Dương công tử hôm nay nói, chỉ sợ ngài cái này Bắc Châu đệ nhất danh hào, trình độ cũng không ít đi. Ha ha, người có ý tứ gì, lão tử đây cũng là đường đường chính chính. Âu Dương Trường Thanh cùng Diệp Lân hai cái này lẫn nhau thấy ngứa mắt lỗ mãng hán tử một trận cãi lộn, sau đó liền lẫn nhau bắt cổ áo, động thủ. Vũ Thành Thu bọn người gặp này, vội vàng khuyên can. Thế nhưng là hai người bọn họ đều là hai châu thế hệ trẻ tuổi nổi bật, bọn họ chỉ nếu không muốn buông tay, những người này sao có thể khuyên đến động đến bọn hắn. Kết quả là, tại một trận hối hả bên trong, hai người cãi lộn càng ngày càng nhanh, rất nhiều ra tay đánh nhau chi thế. Bạch! Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp thoáng hiện, lại chính là Mộ Dung Tuyết xuất hiện ở đây, nhìn đến như thế tình cảnh, không khỏi nhất thời mộng bỉ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, các ngươi đây là làm cái gì, lửa cháy đến nơi còn trong hồng. Ách! Tuyết Muội! Nhìn đến trong lòng nữ thần xuất hiện, Âu Dương Trường Thanh nhất thời buông tay, sợ cho nữ thần lưu lại không tốt ấn tượng, vội vàng giải thích nói, Tuyết Muội! Người phải tin tưởng ta là người văn minh, xưa nay không tùy tiện động thủ, đều là bọn họ quá thô lỗ, không thèm nói đạo lý.
da mặt nhìn không được co lại, Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trong lòng một trận bĩu môi. Công tử này bản tính nàng còn không biết, cái gì người văn minh. Bình thường gây chuyện ngược lại là một tay hảo thủ, nếu là không có cái bao bọc được tốt cha, đoán chừng sớm bị người đánh chết. Cho nên cũng không để ý tới hắn, trực tiếp nhìn về phía Vũ Thanh Thu bọn họ, vội vàng nói, Trác Phàm đây, các ngươi có biết hay không hắn ở đâu? Liếc nhìn nhau, chúng người không biết làm sao nhún vai, lực bất tòng tâm. Cái này ác đồ, thời điểm then chốt thì không thấy bóng dáng. Hung hăng cắn cắn răng ngà, Mộ Dung Tuyết mi mắt sâu nhăn, đầy mặt phiền muộn chi sắc. Âu Dương Trường Thanh gặp, bất giác ưỡn nghiêm mặt nói, Tuyết muội, cái kia chính là cái tham sống sợ chết chi đồ, đoán chừng bây giờ nhìn địch nhân đánh tới, sớm mẹ hắn chạy. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, ta cũng không tin, không có hắn, chúng ta còn chịu không được. Người bình thường không phải cũng thường nói a, tiểu tử kia thì một bụng ý nghĩ xấu, đi càng tốt hơn, bớt hại người khác. Hắc hắc hắc. Nghe được lời này, Diệp Lân giận dữ, còn muốn tiến lên tranh luận, cũng là bị Vũ Thanh Thu một tay ngăn lại, không cho hắn gây chuyện. Nói cũng đúng, thì cùng lần trước Trung Châu Hải Xuyên thương hội một dạng, chính mình gây phiền toái, phủi mông một cái đi, để cho người khác thu thập cục diện rối rắm. Mi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu, đi cũng tốt, ta cũng không tin, không có cái này ác nhân mù pha trộn. Bằng đại ca bọn họ đồng tâm hợp lực, không chặn được bất bại kiếm tôn bọn họ, hừ. Mộ Dung cô nương, người cái này khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ đi. Lệnh huynh bọn người cho dù hợp lực, lại cái nào là lão tổ tông lão nhân gia ông ta địch. Thế mà, nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng khinh miệt tiếng cười lại là nhất thời vang lên. Sau một khắc, nhưng người siêu 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 mấy đạo tiếng xé gió vang, 10 đạo người khoác hoàng phục, trước ngực ấn có long ấn bóng người. Đã là bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một người cầm đầu, ôn tồn lễ độ, diện mạo thanh tú, nhưng là khóe miệng lại như có như không chỗ, luôn luôn nổi lên tà dị đường cong, trong mắt tinh mang càng là như lợi kiếm trực thấu tại chỗ tất cả mọi người nội tâm. Khiến người ta ngăn không được trong tâm tiếp theo chấn, giống như bị đâm xuyên một dạng, trái tim một trận đau đớn. Cao thủ, bỗng dưng, tại chỗ tất cả mọi người cùng nhau trong lòng run lên, sắc mặt nghiêm túc. Lại không vừa mới nhẹ nhõm thái độ. Cho dù là cái kia luôn luôn lỗ mãng Âu Dương Trường Thanh, giờ này khắc này, cũng không khỏi đến lạnh lùng lên, chăm chú nhìn người kia hai con ngươi, dựa vào hướng Mộ Dung Tuyết thăm thẳm hỏi, Tuyết muội, các ngươi quen biết sao, hắn là ai? Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, kiếm tinh đế quốc thái tử, trăm dặm cảnh thiên. Mí mắt bất giác run nhẹ nhẹ một chút, Mộ Dung Tuyết ít có sắc mặt ngưng trọng lên, không lưu loát nói không chừng. Hắn mới thật sự là năm châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà phía sau hắn thì là còn lại 9 vị hoàng tử, từng cái thân thủ bất phàm. Lời vừa nói ra, cái kia trăm dặm cảnh thiên xem thường địa bật cười một tiếng, còn lại 9 vị hoàng tử thì là từng cái mặt hiện kiệt ngao, thật cao địa ngẩng đầu lên, cười lạnh liên tục. Mà Vũ Thanh Thu bọn người sắc mặt, thì là càng thêm nặng nề, song quyền không khỏi hơi hơi nắm lại, trong lòng đột nhiên nặng. Làm sao tại cái này ngàn cân treo sợi tóc? Lập tức liền muốn chạy thoát, đem Khuynh Thành đưa đi lúc, gặp phải dạng này cường địch đâu. Bất quá, tại những người này, cùng trong ngày thường cái kia vui cười giận mắng, bất cần đời hình thành hoàn toàn ngược lại thái độ là, Âu Dương Trường Thanh, thế mà ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, song quyền cũng rắc rắc cầm chặt lấy, kích động run rẩy lên. Thế hệ trẻ tuổi, Nam Châu đệ nhất. Dường như đánh thuốc kích thích, Âu Dương Trường Thanh trong mắt đều là nóng rực ánh sáng. Hoàn toàn không có phát giác được hắn dị tượng, Mộ Dung Tuyết chỉ là đem tất cả chú ý lực đều để ở đó trăm dặm cảnh thiên trên thân, trầm mặt, thăm thẳm xuất khẩu, Thái tử Điện Hạ, nghĩ không ra Trung Châu tử biệt, chúng ta lại ở chỗ này. Nam Châu đệ nhất. Thế mà, nàng lời còn chưa dứt, nhưng người đụng một tiếng vang thật lớn, Âu Dương Trường Thanh đã là bỗng nhiên một bước cước bộ, liền bỗng nhiên hướng trăm dặm cảnh thiên chỗ đó bay nhào mà đi, trong miệng còn không ngừng địa gào rú lên tiếng. Chỉ cần có thể ở chỗ này đánh bại ngươi, bổn công tử cũng là danh chính ngôn thuận Nam Châu đệ nhất, ha ha ha. Âu Dương Trường Thanh, không muốn làm ẩu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tuyết muội, ngươi nhìn cho thật kỹ ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta có cùng ngươi đính hôn tư cách. Mộ Dung Tuyết giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới hắn hội xúc động như vậy, lập tức giống to lên tiếng. Thế nhưng là Âu Dương Trường Thanh nhiều năm như vậy tâm nguyện, gần ngay trước mắt.
đã hoàn toàn nghe không vô bất luận cái gì thuyết phục. Mão lấy một cỗ man kình, liền trong nháy mắt lấn tiến trăm dặm cảnh thiên trước người. Hiện ra Hàn mang một cái kiếm chỉ, hung hăng hướng trước ngực hắn điểm tới. Phong thiên kiếm kình, tiệt mạch phong máu. Thế nhưng là đối mặt cái này mãnh liệt nhất kích, trăm dặm cảnh thiên lại là không chút phật lòng, khóe miệng một mực treo lạnh nhạt nụ cười, không nhúc nhích, vị này cũng là Bắc Châu đệ nhất cao thủ Âu Dương Lăng Thiên công tử a, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, đến Âu Dương tiền bối chân truyền. Bất quá đáng tiếc, có thể được đến tuyệt thế cao thủ chân truyền cũng không chỉ ngươi một cái, ngươi còn chưa xứng cô tự mình xuất thủ. Đụng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang cực lớn đột nhiên phát ra, kinh khí cường liệt hô một chút khuếch tán hướng bốn phía, thẳng thổi đến các vị hoàng tử quần áo bay phất phới. Thế nhưng là trăm dặm cảnh thiên nhưng như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, như thường ngày đồng dạng. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Âu Dương Trường Thanh không khỏi giận nảy cả mình, sau đó chăm chú về phía hắn cái kia vừa mới xuất ra kiếm chỉ. Lại đối diện phía trên đối diện đồng dạng một cái chớp động lên màu tím lôi mang kiếm chỉ, theo kiếm kia chỉ nhìn qua, người xuất thủ, lại là thái tử trăm dặm cảnh thiên bên người một vị hoàng tử. Tại bên trong châu đệ tử đầu tiên còn chưa xuất thủ, bên cạnh hắn một người, đã có thể đem ta cái này toàn lực một chiêu ngăn lại, cái này sao có thể? Trong lòng bất giác đại chấn, Âu Dương Trường Thanh quả thực không thể tin được đây là thật. Nhưng là rất nhanh. Hắn lại hồi tưởng lại Mộ Dung Tuyết trước kia nói tới ngữ. Trung Châu bài danh trước thập hoàng tử, mỗi một người đều có vấn đỉnh các châu đệ tử đầu tiên thực lực. Cái này, đúng là thật. Mí mắt bất giác hung hăng run run, Âu Dương Trường Thanh gấp cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mộ Dung Tuyết cùng Vũ Thanh Thu bọn họ cũng là trong lòng trầm xuống, mí mắt thật sâu nhăn lại tới. Cái này năm châu mạnh nhất gia tộc, Bách Lý Thế Gia quả thật là đáng sợ. Cho dù là thế hệ trẻ tuổi, đều đã có chấn nhiếp Nam Châu lực lượng. Xem ra cái này thế hệ trẻ tuổi Nam Châu mạnh nhất, cũng tại cái này Bách Lý gia tộc bên trong, chỉ là không biết, Trác Phàm đối lên, có hay không phần thắng. Trong lòng mọi người tuy có mong đợi, nhưng giờ này khắc này, càng nhiều lại là ngưng trọng. Âu Dương Trường Thanh thực lực bọn họ cũng đều biết, liền hắn đều không thể làm cho trăm dặm cảnh thiên xuất thủ, như vậy ai còn có thể. Bạch! Thế mà! Đúng lúc này, lại một bóng người, hiện ra ngọn lửa màu vàng óng, hung hăng hướng trăm dặm cảnh thiên đầu đập tới. Giống. Một tiếng long ngâm kinh thiên tê minh, nương theo lấy nói ngọn lửa màu vàng óng sáng rực thiêu đốt, mãnh liệt cương phong lấy không gì sánh kịp khí thế, hung hăng áp hướng Bách Lý cảnh thiên chán. Thượng chưa tới, cái kia cỗ giống như có thể đem bầu trời thiêu ra một cái lỗ thủng nóng bức, đã lệnh hắn sợi tóc hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Mi mắt không khỏi nhẹ nhàng run run. Lúc trước còn mây trôi nước chảy thái tử điện hạ, giờ này khắc này lại là đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, liếc mắt nhìn về phía cái kia kim viêm đánh tới chỗ. Làm sao, bầy kiến cỏ này bên trong lại còn có cao thủ tồn tại sao? Bất quá, hắn tuy nhiên trong lòng kinh dị, nhưng cũng không hoảng hốt, vẫn như cũ như vậy đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích tí nào. Đụng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang nổ tung bên tai. Cái kia bóng người vàng óng tại cách Bách Lý Cảnh Thiên còn có 3 cm thời khắc, đã là đột nhiên bị một đầu có mạnh mẽ cánh tay hung hăng cản lại. Cuồng bạo kim viêm nhất thời tại đạo này trùng kích phía dưới bị bỗng nhiên chấn tản mát, lộ ra bên trong hình bóng, lại chính là Diệp Lân không thể nghi ngờ. Mà trước mặt hắn, là một cái hán tử vai u thịt bắp, tuy nhiên một tay ngăn trở hắn cú đá này, nhưng sắc mặt đồng dạng nặng nề, xem ra cũng không tốt đẹp gì. Dù sao luận đến thân thể lực lượng, ai có thể so ra mà vượt nửa thú thân thể Diệp Lân. Người kia có thể lấy thân thể máu thịt ngăn trở cú đá này, đã là kỳ tích. Làm sao có thể, Bách Lý gia tộc còn có nhân vật như vậy, riêng lấy thân thể liền có thể cùng tiểu sư đệ chống lại. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Vũ Thanh Thu gặp này, không khỏi giận nảy cả mình. Còn lại Tây Châu đệ tử, đối Diệp Lân hiểu rõ, cũng là kinh dị tại đại hán này cường đại. Chỉ có Mộ Dung Tuyết, mi mắt nhẹ rung. Một mặt ngưng trọng nói, người này là Bách Lý gia tộc nhị hoàng tử, Bách Lý Cảnh Cương, từ nhỏ ở lôi ngâm các thiên lôi đoán thể, thân thể cường đại, hiếm thấy trên đời, luận thực lực chỉ ở Bách Lý Cảnh Thiên phía dưới. Có thể nói, năm châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, luận đến nhục thân cường độ, không người có thể ra phải. Thân thể không khỏi hung hăng lắc một cái, mọi người nghe được lời này, một trái tim bất giác nhất thời nặng nề, nhìn về phía Diệp Lân phương hướng, tràn đầy vẻ sầu lo. Diệp Lân luôn luôn lấy nhục thân cường độ làm trưởng,
lần này, thế nhưng là gặp phải đối thủ. Bất quá, bọn họ không biết là, bọn họ kinh dị tại Bách Lý Cảnh kiên cường lớn, nhưng là vị kia nhị hoàng tử, lại làm sao không phải càng thêm kinh dị tại Diệp Lân biến thái thể phách đâu. Hắn ngày đó lôi đoán tạo khổ luyện kim cương thể, vốn là sáp lá cả lên thuận buồm xuôi gió. Nhưng là vừa vặn mới vừa tiếp xúc với Diệp Lân cái kia một cái đá bay, tuy nhiên miễn cưỡng đỡ được, nhưng là cái kia ngọn lửa màu vàng óng nóng rực cùng cái kia nửa thú thân thể cường độ, lại là bỗng nhiên như nhất kích thiết chùy thẳng tắp nện vào hắn trong xương tủy. Đau, đau, khoan tim giống như đau đớn, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ kịch liệt đau đớn, nhất thời theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Nếu không phải hắn cắn răng kiên trì lấy, chỉ sợ vừa mới lần này, hắn đầu này cánh tay cho dù không ngừng, cũng muốn đau ra nước mắt tới. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tại cái này Nam Châu bên trong, có người thân thể so hắn còn muốn biến thái được nhiều đâu. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Cảnh vừa tâm tình phức tạp, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia Diệp Lân kiệt ngao hai con ngươi, tràn đầy dè chừng sợ hãi chi sắc. Người này cùng hắn tương tính không hợp, thật là khắc tinh. Nghĩ như vậy, hắn liền chuẩn bị thu chiêu lui ra, từ lão đại xuất thủ giải quyết đi. Thế nhưng là đúng lúc này, hảo chết không chết, Mộ Dung Tuyết lại cực kỳ tôn sùng hướng tại chỗ tất cả mọi người tán dương một phen hắn khổ luyện thân thể. Lần này, phiền phức, hắn như cứ như vậy lui ra, chẳng phải thật không có mặt mũi. Nhìn lấy đối diện tất cả mọi người cái kia nhìn về phía hắn một mặt dè chừng sợ hãi ánh mắt, Bách Lý Cảnh vừa không khỏi trong lòng ai thán một tiếng, đã là minh bạch. Cái này hơi có vẻ đắng chát bức, chính mình ngậm lấy nước mắt đều phải lắp đi xuống, không phải vậy cũng quá thẹn đối với người ngoài đối với mình cái kia kim cương thân tôn sùng. Kết quả là, cố nén Diệp Lân cái kia một kích đáng sợ vùng đuôi đá kỹ, tiếp tục không ngừng trùng kích hướng mình cường đại lực đạo cùng nóng rực cảm giác, Bách Lý Cảnh vừa mới thẳng hung ác cắn răng, tại hướng về phía trước đỉnh lấy, một bước không lùi, thậm chí còn đỉnh lấy Diệp Lân thân thể đang không ngừng lui về phía sau lấy. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi càng thêm lớn kinh hãi, cũng càng phát ra tin tưởng Mộ Dung Tuyết vừa mới tình báo, cái này Bách Lý Cảnh công gô không sai cường hãn, vậy mà lấy thân thể lực lượng liền đem tiểu sư đệ từng bước bước lui. Cường hãn em gái ngươi, tránh thức mạnh là các ngươi cái này không biết từ nơi nào đưa tới quái vật a, cái nào đến lực lượng lớn như vậy, lão tử cánh tay đều sắp bị đá xếp. Da mặt hung hăng co rút lấy, Bách Lý Cảnh vừa trong lòng đang chảy lấy vô tận nước mắt. Chỉ là chết cắn răng, mới kiên trì đến bây giờ. Sau cùng rốt cục không kiên trì nổi lúc, mới được ăn cả ngã về không, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa dùng lực, nhất thời đem Diệp Lân cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia cùng Âu Dương Trường Thanh giao thủ hoàng tử, cũng là bỗng dưng một biến chiêu, một cái vung đuôi đá bay, nhất thời đem Âu Dương Trường Thanh cũng cho bước lui về. Vù vù hai tiếng nhẹ vang lên, Âu Dương Trường Thanh cùng Diệp Lân đã cùng nhau lui về tại chỗ. Một mặt trịnh trọng nhìn về phía đối diện 10 người. Mà cái kia Bách Lý Cảnh vừa hai người, cũng là ào ào hướng về sau vừa lui bước, một mặt lạnh lùng hướng hai người chỗ đó hung hăng đối mặt trở về, hai tay phía sau lưng, đầy mặt vẻ khinh thường. Thế nhưng là, Diệp Lân bọn người không nhìn thấy là, ngay tại hai người cái kia sau lưng hai tay, Bách Lý Cảnh su nết cánh tay một mực tại run không ngừng lấy, một người khác hai ngón cũng là hơi run rẩy. Từng đạo băng xương đã tại cái kia chỉ trên đầu đóng băng. Rất hiển nhiên, vừa mới bốn người lần giao thủ này, Bách Lý ra hai người mặt ngoài tựa hồ hơn một chút, nhưng trên thực tế lại là ăn thiệt ngầm. Chỉ bất quá vì ngăn ngừa mất mặt, mới mạnh giả vờ vẻ mặt không quan trọng bộ dáng. Bất quá người khác không nhìn thấy bọn họ bối rối, chỗ tại phía sau bọn họ Bách Lý Cảnh Thiên, lại sớm đã là vừa nhìn thấy ngay, mí mắt cũng không nhịn được nhỏ khẽ run run, trong lòng thầm than. Không nghĩ tới cái này con kiến hôi bên trong, cũng lại có như thế tài năng xuất chúng thế hệ, xem ra bốn châu chi bên trong thế hệ tuổi trẻ, không hoàn toàn là kẻ bất lực a. Lão nhị lão tam, các ngươi lùi xuống cho ta, bọn họ là tới tìm ta, ai bảo các ngươi tự tiện xuất thủ. Vì nhìn chung hai cái huynh đệ thể diện, Bách Lý Cảnh Thiên nhẹ liếc bọn họ liếc một chút, cố tình quát mắng. Hai người ngầm hiểu, lập tức khẽ khom người, thối lui đến phía sau hắn. Sẽ không tiếp tục cùng Diệp Lân hai người đối mặt. Hai người này cùng người khác khác biệt, quả nhiên là thiên túng kỳ tài, trừ thái tử bên ngoài, không phải bọn họ có thể cầm xuống nhân vật. Nhẹ nhàng địa quét mọi người tại đây liếc một chút, Bách Lý Cảnh Thiên đạp nhẹ cước bộ, đi vào hai người trước mặt, không khỏi bật cười ra tiếng, Âu Dương Lăng Thiên công tử, tại hạ là biết, không biết một vị khác là.
Tây Châu đệ tử đầu tiên, Diệp Lân. Diệp Lân còn chưa trả lời, Âu Dương Trường Thanh đã là bỗng dưng dương lên đầu, thay hắn đáp. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Cảnh Thiên không sai gật đầu, thì ra là thế, ta nói vị công tử này làm sao thân thủ như thế đến, thì ra là Tây Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Người đây thì sai, ta chỉ là thứ hai, đệ nhất nhân là ta lão đại. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Diệp Lân không chút nào nguyện mang cái này vốn không thuộc về mình danh hiệu, không khỏi đạm mạc lên tiếng. Không khỏi khẽ giật mình, Bách Lý Cảnh Thiên trong lòng bất giác run lên, Tây Châu lúc nào nhân tài như vậy xuất hiện lớp lớp, thứ hai đã như vậy thân thủ, cái kia đệ nhất chẳng phải là muốn nghịch thiên sao? Này, người đây thì sai, cái kia đệ nhất cũng là người nhát gan quỷ, xem các ngươi đến, trực tiếp liền chạy. Ngươi nói bậy, ta lão đại anh hùng đến, làm sao lại chạy? Ngươi còn dám cho ta nói một lần thử một chút. Ta liền nói, chắc phàm hắn cũng là người nhát gan quỷ, cụp đuôi chạy trốn nhát gan. Ngô! Âu Dương Trường Thanh khinh thường bĩu môi, lúc này liền chẳng thèm ngó tới địa sủy cười ra tiếng, Diệp Lân nghe đến, trong lòng giận dữ, không nói hai lời liền lại với hắn ẩm ý lên, sau cùng bỗng dưng nắm lấy đến, thì kéo hắn miệng thúi. Âu Dương Trường Thanh cũng không muốn để, lúc này bóp lấy cổ hắn không thả. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa chợt đánh nhau. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Tuyết mọi người không khỏi cùng nhau trên đầu rớt xuống một đống hắc tuyến, trong lòng không còn gì để nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hai cái này tên dở hơi lại đánh lên. Chỉ có Bách Lý Cảnh Thiên nghe đến bọn họ lời nói, lại là bỗng dưng mi mắt lắc một cái, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, cười khẽ một tiếng, Trác Phàm. Các ngươi vừa mới sở thuyết Trác Phàm, có phải là cái kia Tiền gia thương đội Tiền Phàm, Tiền quản sự? Không sai, hắn lúc trước là dùng tên giả lăn lộn đến chúng ta Hải Minh Tông. Một bên chật đánh, Âu Dương Trường Thanh vẫn không quên trả lời Bách Lý Cảnh Thiên vấn đề. Khóe miệng một phát, Bách Lý Cảnh Thiên trèo lên thì lộ ra một đạo tà dị tiếu dung, như vậy xin hỏi các vị, vị này Trác Phàm Trác tiên sinh, hiện tại đến tột cùng ở nơi nào đâu? Ta đây chỗ nào biết, người hỏi bọn hắn. Quả nhiên, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Âu Dương Trường Thanh cùng Diệp Lân chợt đánh cùng một chỗ, đã đánh hồ đồ, không phân rõ địch bạn. Nghe đến vấn đề này, lúc này thì một bĩu môi, chỉ hướng Vũ Thanh Thu bọn họ phương hướng, còn chết tiện địa lắm mồm nói, bọn họ ngay tại hộ tống Trác Phàm lão bà trở về đoàn tụ với hắn, khẳng định biết hắn ở đâu. À, Trác Phàm lão bà, ở chỗ này. Trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Cảnh Thiên lộ ra vẻ quỷ dị, dương mắt liếc về phía mọi người. Mọi người thấy một lần, bất giác nhất thời trong lòng run lên, cùng nhau ngăn tại Sở Khuynh Thành trước mặt. Thế nhưng là bọn họ không làm như vậy còn tốt, bởi như vậy, Bách Lý Cảnh Thiên liền càng thêm xác định chính mình mục tiêu. Không sai gật đầu, Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi mỉm cười cười một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, tà mị lên tiếng, rất tốt, đem cái kia người lão bà bắt, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới người kia hạ lạc, ha ha ha. Vừa dứt lời, Bách Lý Cảnh Thiên nhẹ khẽ vẫy một cái tay, sau lưng cái kia 10 tên hoàng tử liền siêu một tiếng. Cùng nhau hướng Vũ Thanh Thu bọn họ phóng đi. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người không khỏi kinh hãi, riêng là Diệp Lân, càng kinh hãi thất sắc, không để ý tới lại cùng Âu Dương Trường Thanh chật đánh, nhất thời liền xuất thủ ngăn cản. Mà Âu Dương Trường Thanh nhìn đến đối phương động thủ, cũng cuối cùng kịp phản ứng, phân rõ địch bạn giới hạn, theo Diệp Lân cùng tiến lên trước ngăn cản. Thế nhưng là hai người bọn họ cước bộ vừa động, phạch một cái. Một bóng người đã là bỗng nhiên cản tại trước mặt bọn hắn, lại chính là Bách Lý Cảnh Thiên không thể nghi ngờ. Khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, Bách Lý Cảnh Thiên hướng hai người bọn họ hơi hơi vạch vạch ngón tay, khinh miệt lên tiếng, hai vị vừa mới không phải muốn tìm cô động thủ à, hiện tại cô liền thành toàn các ngươi, cùng lên đi. Lăn, đừng động ta đại tẩu. Gầm lên giận dữ, Diệp Lân lúc này song trưởng cùng chuyển động, nói nói ngọn lửa màu vàng óng hóa thành mảnh chiếc vảy rồng. Liền như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Bách Lý Cảnh Thiên bay đi, long lân lóe. Không sai, người muốn tìm Trác Phàm, đi tìm bản thân hắn, đừng động hắn nữ nhân. Bổn công tử bình sinh coi thường nhất, cũng là ngươi loại này liên lụy phụ nữ và trẻ em hỗn đản. Âu Dương Trường Thanh cũng là một tiếng gầm thét, toàn thân khí thế đại phóng, hai ngón thành kiếm, hướng về phía trước hất lên, từng đạo băng lãnh hàn khí, liền đột ngột đến hướng Bách Lý Cảnh Thiên chỗ đó bắn tới, phong thiên kiếm quyết. Ngàn dặm đóng băng.
siêu, rét lạnh kiếm mang, hóa thành một đạo sao băng, chớp mắt tới gần, những nơi đi qua, đều là không gian chấn động, bỗng dưng cứng cùng một chỗ, liền khí lưu đều không tại lưu động, dường như thời gian cấm đoán đồng dạng. Xoát xoát xoát, từng đạo lớp vảy màu vàng óng liệt diễm, như là mưa to buông xuống, ùn ùn kéo đến giáng xuống, đã là đem Bách Lý Cảnh Thiên thân hình hết bao vây hết bên trong, muốn tránh cũng trốn không thoát. Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh đối với Oan gia, lần thứ nhất liên thủ đối địch, lại cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp chặt chẽ. Thế nhưng là đối mặt hai đại cao thủ đủ vây, Bách Lý Cảnh Thiên lại là vẫn như cũ không để bụng, khóe miệng vĩnh viễn treo cái kia lạnh nhạt nụ cười, thăm thẳm lên tiếng, biết không, ngày bình thường lão tổ tông đối cô yêu cầu nghiêm khắc nhất. Mỗi lần đối chiến, như không cách nào ứng đối hơn trăm đồng cấp cao thủ vây kín, đều là không vượt qua kiểm tra. So với những cái kia luyện tập đối chiến tới nói, hai vị liên thủ xuất kích, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, như là mưa bụi không sai biệt lắm, ha ha ha. Từng tiếng cười khẽ phát ra, Bách Lý Cảnh Thiên trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, cảm thụ lấy cái kia sôi trào mãnh liệt năng lượng cường đại đánh tới, chỉ là nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Ầm ầm, chín tiếng sét đánh nổ tung, điện xà lao nhanh trong mây. Mấy chục ngàn đạo lôi quang hóa thành sắc bén kiếm khí, đột một nhân tiện theo bầu trời phía trên thẳng nện xuống tới. Cái kia cố kinh khủng uy áp, càng là giống như ngày tận thế giống như, rầm 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 địa cuốn sạch lấy khắp nơi. Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh chỗ thả ra hai chiêu tuyệt thế năng lượng, thượng chưa tới Bách Lý Cảnh Thiên trước người, liền đã bị cái kia sấm sét lưỡi kiếm trong nháy mắt kéo thành phấn vụn. Cường đại trùng kích sóng bỗng dưng tiêu tán ra, hai người nhất thời bị cái này một cường hãn năng lượng xông lên chấn động đến cùng nhau hướng về sau ngã bay ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, phốc phốc hai tiếng, hai đạo đỏ thẫm máu mũi tên đã là phun ra. Chờ hai người rơi xuống đất, vung lên hơi hơi phát mặt trắng sắc nhìn về phía trước lúc, bụi trong sương mù, dần dần tiêu trừ về sau, hiển lộ ra vẫn như cũ là Bách Lý Cảnh Thiên cái kia lạnh nhạt nụ cười, đã hình thành thì không thay đổi yên ổn tư thái, như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích. Vừa mới hai người chiêu số, lại là đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà hai người bọn họ cũng là bị người ta một chiêu đẩy lui, không có chút nào lực phản kích. Cái này, thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ đều là các châu thế hệ trẻ tuổi đầu lĩnh, làm sao có thể dễ dàng như thế ngay tại một cái người đồng lứa thủ hạ bị thua. Cái này, cũng là thế hệ trẻ tuổi, năm châu đệ nhất nhân thực lực sao. Trong lúc nhất thời, hai người liếc nhìn nhau, đều là trong lòng hoảng hốt. Riêng là Diệp Lân, càng là khó mà tin được, hắn đường đường thánh thú truyền nhân, bại bởi Trác Phàm cái này cùng loại người cũng coi như, hôm nay lại bại bởi một cái người đồng lứa, còn thua như thế triệt để, điều này không khỏi làm lòng hắn tiếp theo trận bi ai, làm sao cũng tiếp nhận không. Thế nhưng là hắn cũng hẳn phải biết, hắn là Long Tổ truyền nhân, nhưng đối diện đồng dạng là Kiếm Đế truyền nhân, tám lạng nửa cân còn thực lực, chỉ có thể là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Long Tổ dù sao cũng là thánh thú, truyền thụ nhân loại kỹ năng có ngăn cách cũng khó tránh khỏi, mà dư thánh binh truyền nhân, giống Âu Dương Trường Thanh cùng Bách Lý Cảnh Thiên dạng này mặc dù là theo thánh binh bên trong ngộ được Kiếm Đế chân lý, nhưng lại là nhân loại truyền thừa, đồng tông cùng mạch, cũng liền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên nói, lúc này Diệp Lân dễ dàng như thế thua với Bách Lý Cảnh Thiên, không thể nói là Long Tổ thì cũng không phải Kiếm Đế đối thủ, người sư phụ này không được. Chỉ có thể nói người thú có khác, thánh thú thu nhân loại làm đồ đệ, có chút thánh thú tuyệt kỹ, coi là thật truyền không đi xuống thôi. Huống chi, cái này giữa hai người tu vi chênh lệch, cũng là khoảng cách có khác. Hung hăng vệt một xuống khóe miệng đỏ tươi, Âu Dương Trường Thanh một mặt không phục địa chăm chú nhìn phía trước người kia, quay đầu nhìn Diệp Lân liếc một chút, cắn răng nói, Diệp Lân huynh, kém chút quên, tiểu tử kia là quy nguyên cảnh, hai ta cái tuy nhiên cũng là thiên túng kỳ tài. Nhưng cuối cùng dung hồn cảnh quá ăn thiệt thòi. Tại thiên địa này chi lực vận dụng lên, chúng ta thì so ra kém hắn. Người nói ngược lại là có lý, bất quá, có thể hay không khác không biết xấu hổ như vậy khoe khoang chính mình. Người nói ta thiên túng kỳ tài là được, đừng đem chính mình mang lên. Liếc mắt liếc một cái hắn, Diệp Lân hết sức trịnh trọng nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Âu Dương Trường Thanh không khỏi bật cười ra tiếng, tốt tốt tốt. Ngươi nói làm sao lại làm sao a? Tóm lại ta có một ý kiến, cần Diệp Lân huynh phối hợp. Cái gì, nói. Còn nhớ rõ lần kia chúng ta giao thủ, thiên địa lực lượng bạo động sao? Ta muốn một lần nữa.
Gặp Diệp Lân đáp ứng thống khổ như vậy, Âu Dương Trường Thanh lúc này sắc mặt nghiêm một chút, bình tĩnh nói, ta đánh khai thiên địa thông đạo, đem thiên địa lực lượng phong ấn ở trên thân thể ngươi, ngươi nhất định muốn đứng vững, cho dù phát cuồng cũng không muốn gấp, chỉ phải nhớ kỹ người nào là địch nhân là được, cho ta cắn chết hắn. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Diệp Lân hung hăng nguýt hắn một cái, người nhà coi ta là chó à, cái gì cắn chết hắn. Bất quá ngươi chủ ý này cũng có thể, lần này ta sẽ tận lực khống chế lại lực lượng kia, sau cùng tất cả đều vung đến trên đầu của hắn đi. Tốt, cứ như vậy định. Hét lớn một tiếng, Âu Dương Trường Thanh đã là xoát xoát quét ra bắt đầu kết ấn, dẫn thiên quyết. Xoạt, gió dục mây vần, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên tụ lên đại lượng năng lượng, hóa thành từng đạo băng hàn kiếm khí, cùng nhau hướng phía dưới chạy tới. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Cảnh Thiên kỳ dị địa nhìn một chút bầu trời, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Thế mà bắt đầu mượn lực, bất quá mượn tới lực lượng, cuối cùng không phải mình. Cùng lực lượng ngang nhau nhân đấu vẫn được, muốn cùng cô cái này tránh thức quy nguyên cao thủ so thiên địa lực lượng, lại là còn chưa đáng kể đâu. Có đủ hay không nhìn, một hồi ngươi liền biết, không khỏi hét lớn một tiếng. Âu Dương Trường Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Lân, Diệp Huynh. Biết, biến hóa, Viêm Long Vương. Hung hăng gật đầu một cái, Diệp Lân nhất thời quát to một tiếng, nhưng nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, cường hãn ngọn lửa màu vàng đã là bỗng nhiên tự thân phía trên bộc phát ra, sau đó bỗng dưng hóa thành một đầu chín ngày hàng dài, lao nhanh gào thét, có tới cao trăm trượng. Ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh lại một biến quyết, chỉ hướng Diệp Lân nói, Phong Thiên Quyết, Thiên Địa Liên Thông. Xoát xoát xoát, trên 9 tầng trời năng lượng, liên tiếp không ngừng mà hướng phía dưới bay múa, chui vào Diệp Lân trong thân thể. Thế nhưng là lần này, cũng không có đem hắn đóng băng, mà chính là như là đổ dầu vào lửa giống như, những cái kia thiên địa lực lượng vừa vào trong cơ thể hắn, hắn trên thân kim viêm liền càng thêm cháy hừng hực lên, nóng rực ánh vàng phảng phất muốn xông phá chân trời, hỏa thiêu khắp nơi đồng dạng. Mà cái kia cự long sắc mặt cũng không thấy trầm xuống, lộ ra có chút thống khổ, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, trên thân khí thế cũng là cọ cọ đi lên trên. Lần này, Âu Dương Trường Thanh không phải muốn phong ấn Diệp Lân lực lượng, mà chính là đem thiên địa lực lượng dẫn vào trong cơ thể hắn cố lên, tăng thực lực lên, cho nên hắn ý thức không có bị phong bế. Thế nhưng là cường đại như thế lực lượng liên tục không ngừng tiến nhập thể nội, rất có thể lần nữa bạo động, thôn phệ hắn ý thức, cho nên bọn họ làm như thế, cũng là bốc lên nguy hiểm rất lớn nếm thử. Diệp huynh, người thế nào, còn có thể đứng vững sao? Không có vấn đề, hung hăng khẽ cắn môi, cự long trong mắt đều là bướng bỉnh chi sắc. Tốt, vậy liền rèn sắt khi còn nóng, lên đi. Hung hăng nhất chỉ Bách Lý Cảnh Thiên chỗ đó, Âu Dương Trường Thanh hét lớn lên tiếng. Gầm lên giận dữ, Diệp Lân lúc này như rời núi mãnh hổ giống như, bỗng nhiên hướng Bách Lý Cảnh Thiên đánh tới, dương nanh múa vuốt, tựa hồ lần này liền phải đem hắn xé nát một dạng. Thấy tình cảnh này, nhìn lấy Diệp Lân cái kia không ai bì nổi khí thế, Âu Dương Trường Thanh lần thứ nhất vì vị này kình địch vỗ tay bảo hay tốt, Diệp huynh, lên a. Ha ha ha, Bách Lý Cảnh Thiên, ngươi xong đời, Diệp huynh trong thân thể hiện tại có ta Phong Thiên Quyết, ngươi mặc kệ ra chiêu gì đếm, bất luận cái gì năng lượng đều sẽ bị phong ấn ở trong cơ thể hắn, tăng cường hắn lực lượng. Mặc kệ là ngươi tự thân nguyên lực, vẫn là thiên địa lực lượng, đều như thế, hắn hiện tại là vô địch. Ngươi thì cho ta chờ chết đi. Giống. Diệp Lân nghe đến Âu Dương Trường Thanh hò hét, cũng là không khỏi rít lên một tiếng, trên thân liệt diễm càng thêm hừng hực cháy bùng rất nhiều. Há, là như vậy à? Thế nhưng là, Bách Lý Cảnh Thiên nghe đến, lại là vẫn như cũ không để bụng, khóe miệng đột nhiên địa lộ ra một bộ cười nhạo đường cong, sau đó hai ngón khép lại, cuồn cuộn cường hãn kiếm ý theo cái kia đầu ngón tay bên trong phát ra. Âu Dương Trường Thanh. Càng là trào phúng liên tục, Bách Lý Cảnh Thiên, người điếc sao? Bổn công tử vừa mới không phải đã nói cho ngươi, ngươi bây giờ bất luận cái gì chiêu số đều. Oanh! Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, Bách Lý Cảnh Thiên đã bỗng dưng hơi vung tay, một đạo gia chủ lấy màu tím lôi mang kiếm khí, hưu một tiếng liền thẳng tắp xuyên qua cái kia Viêm Long thân thể. Sau một khắc, nhưng ngửi một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia cự long toàn bộ liệt diễm thân thể đã là bỗng nhiên nổ tung lên. Diệp Lân phốc một tiếng, lần nữa phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau, thân thể bay ngược lấy theo cái kia cự long liệt diễm bên trong ngã rơi xuống đất, sắc mặt đã là bỗng dưng trắng bệch đi xuống. Cuồn cuộn máu tươi chảy ra không ngừng lấy,
ở ngực đã là bị một kiếm xuyên qua. Vừa mới đó mới liên tiếp thiên địa lực lượng thông đạo, tự nhiên cũng bởi vì cái này viêm long vỡ nát, hoàn toàn cắt ra tới. Bách Lý Cảnh Thiên vẫn như cũ dị thường bình tĩnh đứng ở nơi đó, khóe miệng thủy chung treo không hiểu nụ cười. Âu Dương Trường Thanh gặp này, dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, điều đó không có khả năng. Khó có thể tin dao động cái đầu, Âu Dương Trường Thanh trong mắt đều là nghi hoặc, cha ta hắn rõ ràng nói, thiên địa lực lượng bạo động, chỉ có dùng phong thiên kiếm mới có thể phong ấn, sao lại thế? Khóe miệng xẹt qua một tia tà tiếu, Bách Lý Cảnh Thiên thăm thẳm lên tiếng, cha ngươi nói hẳn là ngũ đại thần kiếm, đều là nhưng như thế đi. Bất quá, khả năng cha ngươi chưa nói với ngươi, phong thiên kiếm quyết là phong ấn chi lực, bá thiên kiếm quyết là hủy diệt chi lực, hai loại kiếm đạo cho tới bây giờ cũng là tương khắc, chỉ nhìn sử kiếm người công lực như thế nào định đoạt thắng bại thôi. Mà từ phong thiên kiếm quyết gây nên thiên địa náo động, không có có thần kiếm chi uy, thế gian bất kỳ lực lượng nào đều khó mà thu thập, chỉ có bá thiên kiếm đạo, có thể đem loại này phong ấn hoàn toàn hủy diệt. Cho nên người cầm phong thiên quyết tới đối phó cô bá thiên kiếm đạo, nếu là công lực không đủ, thật sự là muốn chết a, ha ha ha. Khóe miệng bất giác lắc một cái, Âu Dương Trường Thanh chỉ ngây ngốc địa đứng ở nơi đó, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phong thiên kiếm thế mà bị bá thiên kiếm khắc chế, cái này sao có thể? Hiu! Đột nhiên, ngay tại hắn đần độn thời khắc, một đạo kiếm mang đã là trong nháy mắt xuyên thấu hắn lồng ngực. Phốc! Nhịn không được đồng dạng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, Âu Dương Trường Thanh thân thể hung hăng run run, sau đó buông mình mềm ngã trên mặt đất, trong mắt vẫn như cũ chớp động lên nồng đậm vẻ không cam lòng. Hắn, đường đường Bắc Châu đệ tử đầu tiên, vậy mà lại không qua người kia một chiêu thì bị đánh bại. Cái này Bách Lý Cảnh Thiên coi là thật, thật đáng sợ, quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi bên trong, bất bại kiếm tôn. Âm Dương Quỷ Ảnh Trảo. Một phương diện khác, Viêm Ma toàn thân khí thế đại phóng, cùng một tên hoàng tử giao thủ, nhất âm nhất dương hai loại quỷ dị hỏa diễm, nhất thời hóa thành trùng điệp quỷ trảo, hướng đối phương hung hăng chộp tới. Nhưng là đối phương lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, một đạo kiếm cương liền đột ngột đến bắn ra, ào 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 một tiếng, liền đem tất cả quỷ trảo toàn bộ đánh nát. Ngay sau đó, kiếm kia cương thẳng tiến không lùi, phốc một tiếng liền đem Viêm Ma trước ngực bắn thủng. Viêm Ma nhất thời phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, đã là bay ngược lấy rơi xuống dưới, sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên. Viêm Ma trong mắt nhịn không được co rụt lại, đang cùng địch giao chiến Vũ Thanh Thu không khỏi quát to một tiếng. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia Bách Lý Cảnh vừa lại là trong nháy mắt đi vào trước người hắn, tỏa ra lấy sấm sét nổ vang một quyền, hung hăng hướng cái kia Thái Thanh lĩnh vực đập tới, hiện tại cùng bản hoàng tử giao thủ, người còn có lòng dạ thanh thản quan tâm hắn người an nguy sao? Đụng! Cánh tay sắt thép lưng, trừ Diệp Lân bên ngoài, năm châu đệ tử trẻ tuổi bên trong tối cường nhục thân lực lượng, hung hăng đụng vào cái kia lấy nhu thắng cương Thái Thanh lĩnh vực phía trên, lại là nhất thời liền đem cái kia lĩnh vực trong nháy mắt nện đến nát bét. Cái kia không gì địch nổi một quyền, nhất thời nện ở Vũ Thanh Thu trên ngực, lúc này liền nghe kèn kẹt vài tiếng giòn vang, đã là xương ngực hoàn toàn đứt gãy. Vũ Thanh Thu giống như diều đứt dây giống như, bay rớt ra ngoài, cuồn cuộn máu tươi đã là ngăn không được địa phún ra ngoài, sắc mặt cũng bỗng dưng trắng bệch tiếp theo. Không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, giống như đàn sói phốc dê chuyển đến mọi người thân thể vị trí thứ 9 hoàng tử, cơ hồ chỉ là trong chốc lát, liền đem những thứ này bốn châu đám người nổi bật, hoàn toàn đánh bại, có càng là không vượt qua được mấy hơi thở mà thôi, trên cơ bản thì tất cả đều là miểu sát. Tất cả mọi người, đều là trong chớp mắt thảm bại, co quắp ngã xuống trên mặt đất, đã là lại không sức tái chiến. Bách Lý ra vị trí thứ 10 hoàng tử, thực lực mạnh, chấn nhiếp năm châu, không người địch nổi. Bịch, không khỏi quỳ rạp xuống đất, Mộ Dung Tuyết khóe miệng ngậm lấy tơ máu, chau mày, còn mắt hướng bốn phía, đã thấy vũng máu một mảnh, tất cả mọi người đã bị thua tại cái này 10 vị hoàng tử cường uy phía dưới. Cho dù là trong bọn họ mạnh nhất Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh, lúc này cũng là hấp hối, một mặt tuyệt vọng nhìn lấy phía trước đó là cái bóng người, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Hết, mí mắt trầm xuống, Mộ Dung Tuyết trong lòng đau thương. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng sớm nên minh bạch, cái này 10 vị hoàng tử lực lượng, không phải bọn họ có thể chống cự. Dứt bỏ cái kia mạnh nhất Bách Lý Cảnh Thiên,
quả thực cũng là cái thứ hai bất bại kiếm tôn không nói, liền xem như còn lại 9 vị hoàng tử, cũng từng cái người bên trong giao long. Bọn họ cùng những người này so sánh, quả thực cũng là phàm phu tục tử, không thể so sánh. Bây giờ bị bọn họ hoàn ngược, chỉ sợ lúc này nay khác, bọn họ đã không còn đường sống. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lần này mặc kệ cái kia ác nhân lúc trước bố trí kế hoạch lại cao hơn Diệu, xem như Bách Lý Ngự Thiên bọn họ đoạt trước một bước làm khó dễ, đã đoạt tiên cơ, chính mình những người này đã bại. Bốn châu cũng đã bại, không thể quay lại khả năng. Đáng tiếc thương sinh, lại phải gặp chịu khổ khó. Đại ca, những người này không có gì quan trọng, đã toàn bãi bình, chỉ là nữ nhân này, muốn xử trí như thế nào? Đối xử lạnh nhạt quét quét vào chàng những bại quân kia chi tướng nhóm, Bách Lý Cảnh vừa kéo lấy run rẩy, lo lắng hãi hùng Sở Khuynh Thành đi vào Bách Lý Cảnh Thiên trước mặt, đạm mạc lên tiếng. Mỉm cười, Bách Lý Cảnh Thiên thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, sâu xa nói, cô nương ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không tùy tiện thương tổn ngươi, chúng ta chỉ muốn tìm trượng phu ngươi, Trác Phàm Trác tiên sinh nói chuyện, không biết hắn hiện tại người ở nơi nào. Không nói gì, Sở Khuynh Thành chỉ là một mực run rẩy, cúi đầu, không dám nhìn chúng người khuôn mặt. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Cảnh Thiên quay đầu nhìn hắn mấy cái huynh đệ liếc một chút, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đây là có chuyện gì, nữ nhân này sẽ không bị dọa sợ à? Hắn thân thể vì đế quốc thái tử, nhát gan sợ phiền phức người cũng gặp không ít, nhưng là với tư cách là tu giả, nhát gan thành loại này bộ dáng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ chỉ là đem những này người trọng thương mà thôi, còn không giết người đây, làm sao lại đem nàng hoảng sợ thành bộ này đức hạnh. Đại ca, nàng giống như vốn chính là dạng này. Tựa hồ nhìn ra Bách Lý Cảnh Thiên trong mắt nghi hoặc, Bách Lý Cảnh vừa chặn lại nói, vừa mới chúng ta động thủ, nữ nhân này vẫn tại bên cạnh run rẩy, cái gì cũng không có làm, chúng ta bắt nàng, nàng cũng không có phản kháng, cùng cái kẻ ngu một dạng. Ta liền buồn bực, Trác Phàm tiểu tử kia chúng ta đều gặp, hung hăng càn quấy, xảo trá đa dạng, phô trương thanh thế, liền lão tổ tông đều lừa qua. Làm sao lại cưới một cái ngốc đàn bà làm lão bà đâu? Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Cảnh Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngu ngốc, khụ khụ khục, nhịn không được ho khan vài tiếng, phun ra liên tiếp bọt máu, Diệp Lân dáng chống đỡ lấy suy yếu thân thể ngồi xuống, chỉ Sở Khuynh Thành cắn răng nói, đừng động ta đại tẩu, nàng mất trái tim trí, cái gì cũng không biết. Các ngươi muốn bắt, bắt ta tốt. Bắt ngươi có ích lợi gì? Ai biết ngươi cùng Trác Phàm quan hệ thế nào, có thể hay không dẫn hắn đi ra. Khinh thường bĩu môi, Bách Lý Cảnh Thiên quay đầu thật sâu nhìn run run rẩy rẩy Sở Khuynh Thành liếc một chút, suy nghĩ một chút, đạm mạc gật đầu, tuy nói đó là cái ngốc bà tử, nhưng Trác Phàm đã khiến người ta hộ tống nàng rời đi, thì nhất định sẽ lại đến tìm nàng, ngược lại là cái không tệ mồi nhử. Các huynh đệ, đem nàng mang về. Là, mọi người khẽ khom người, gật đầu hẳn là. Sau đó Bách Lý Cảnh vừa liền bắt được Sở Khuynh Thành cánh tay, muốn áp giải rời đi, thế nhưng là còn đi chưa được mấy bước, lại quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, đại ca, vậy bọn họ đâu? Tuy nói hiện tại là chút không có ý nghĩa con kiến hôi, nhưng người nào biết rõ về sau đâu. Riêng là hai người kia, có trở thành kiếm vương cường giả tư chất, giữ lấy quá phiền phức, một hơi giải quyết tương đối tốt. Nhẹ nhàng địa liếc mọi người liếc một chút. Riêng là tại Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh trên thân nhìn nhiều vài lần, Bách Lý Cảnh Ngọc sắc mặt lạnh lùng, dưới chân nhỏ đạp, chậm rãi bay lên bầu trời. Hai ngón khép lại, hướng lên trời nhất chỉ, nhưng ngửi ầm ầm tiếng vang phía dưới, cuồn cuộn khí tức khủng bố liền từ cái kia đầu ngón tay vị trí phát ra. Thấy tình cảnh này, mọi người thở dài một hơi, đều là bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nghĩ không ra bọn họ những thứ này Tây Châu Thiên Chi con cưng. Hội tất cả đều hy sinh tại cái này địa phương, ly biệt quê hương. Âu Dương Trường Thanh thì là hung hăng cắn răng, giống to lên tiếng, ta không cam lòng a, ta còn không có cùng Tuyết Muội đính hôn, còn không có thành dưới châu đệ nhất nhân, cứ như vậy chết, không cam lòng a. Hừ, bằng ngươi cũng muốn trở thành năm châu đệ nhất nhân. Khinh thường bĩu môi, cứ ở không trung Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi cười lạnh, ngươi nhiều lắm là kế thừa cha ngươi Âu Dương Lăng Thiên vị trí. Trở thành Bắc Châu đệ nhất nhân thôi. Năm Châu đệ nhất nhân, cho tới bây giờ đều là chúng ta Bách Lý gia tộc vật trong túi, ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban giữa ngày. À xin lỗi, rất nhanh ngươi liền mộng đều không làm được, cô không nên liền điểm ấy thương hại đều không có,
vẫn là để ngươi tại cái này mấy giây bên trong, thật tốt làm một lần a, ha ha ha. Bờ môi bất giác hơi hơi run run, Âu Dương Trường Thanh không cam lòng cắn răng. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, Trường Thanh, lão phu tới cứu ngươi. Vừa mới nhìn đến bên này có người dùng dẫn thiên quyết cùng phong thiên quyết, lão phu liền biết lại là ngươi làm. Ha ha ha, còn tốt, tới kịp thời, ngươi còn không việc gì. Lỗ trưởng lão, không khỏi giật mình, Âu Dương Trường Thanh quay đầu nhìn qua, lại là chính gặp một cái râu trắng lão ông, ngay tại cấp tốc chạy tới nơi đây, phía sau hắn còn có hơn 20 cái đồng dạng lão đầu, thân thể bên trên tán phát lấy khí thế cường đại, xem xét cũng là quy nguyên cường giả. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh không khỏi một mặt mừng rỡ, nhìn về phía còn lại người nói, có thể cứu, đến hơn 20 cái vốn tông trưởng lão, đều là quy nguyên cảnh, bọn họ mới một cái. Rầm rầm rầm. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, nhưng người từng tiếng sấm rền nổ vang, cái kia hơn 20 người đã là bị ùn ùn kéo đến lôi mang lưỡi kiếm trong nháy mắt xoắn nát. Liền một tiếng hét thảm đều không có, liền đã hóa thành bồng bồng xương máu, tiêu tán tại cửu thiên phía trên. Bách Lý Cảnh Thiên nhẹ nhàng thổi thổi hai ngón, khinh thường bĩu môi nói, Âu Dương công tử mới vừa rồi là không phải không nghe đến cô nói cái gì, cô ngày bình thường luyện tập đối chiến, đều là lấy một địch trăm. Chạy tới 20 cái quy nguyên cảnh lão nhi liền muốn cứu các ngươi chạy thoát, có phải hay không quá ngây thơ điểm. Khóe miệng nhìn không được một xẹp, Âu Dương sắp khóc đi ra, hô to đại náo nói, ngươi cái quái vật này, có biết hay không cái gì gọi là kính lão a? Không nói hai lời liền đem một đám hỏa ái dễ gần lão nhân ra giết, không ngớt lời bắt chuyện đều không đánh, làm sao như thế không có giáo dục a? Các ngươi Bách Lý gia hoàng thất là làm sao dạy các ngươi a? Lão tổ tông thường nói, đối với ồn ào miệng lưỡi người, tốt nhất trước tiên đem hắn đầu lưỡi cắt. Tức sạm mặt lại rơi xuống, Bách Lý Cảnh Thiên lạnh lùng nguyết hắn một cái, trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Không khỏi giật mình, Âu Dương Trường Thanh vội vàng che miệng ba, run rẩy không lên tiếng. Mộ Dung Tuyết gặp, lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, cái này công tử ca, sắp chết đến nơi còn muốn phô trương, thật sự là phục hắn. Lần nữa giơ lên kiếm kia chỉ, ấp ủ lên cái kia vô tận kiếm cương, Bách Lý Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn lấy mọi người, khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, không cần lại si tâm vọng tưởng, hiện tại toàn bộ Hải Minh Tông đoán chừng đã không có bao nhiêu chiến lực có thể dùng, cũng không có người lại tới cứu các ngươi. Các ngươi còn là ngoan ngoãn cho bản thái tử xuống địa ngục đi thôi, ha ha ha. Cười lạnh một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên nhất thời hơi vung tay, một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm uy liền đột nhiên hướng mọi người chỗ đó đánh tới. Thượng chưa tới, cỗ lực lượng khủng bố kia đã là đem mặt đất mặt đá đều áp thành phấn vụn, những cái kia trọng thương mọi người càng là ngăn không được khí tức trì trệ, sắp không thở nổi, trong lòng hoảng hốt. Một kiếm này nếu là rơi xuống, không phải đem bọn hắn giết đến chết không toàn thây không thể. Thế nhưng là bọn họ cũng biết, một kiếm này không ai có thể ngăn cản, bọn họ cuối cùng bỏ mạng ở nơi này. Lão đại, vĩnh biệt, thật xin lỗi, lần này không thể bảo trụ đại tẩu. Diệp Lân chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng ai thán. Trác Phàm, huynh đệ lần này thấy thẹn đối với ngươi. Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma lẫn nhau nhìn một chút, cũng là bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Trên đời biến thái quá nhiều, năm châu đệ nhất, ta làm không được. Âu Dương Trường Thanh méo miệng, trong lòng vạn phần ủy khuất không cam lòng. Trung châu gót sắt lại khó ngăn cản, lo ta thế nhân, ai oán khổ nhiều. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Kết quả là, giờ khắc này, thời khắc sắp chết, tất cả mọi người trong lòng thổ lộ lấy sau cùng yêu thương. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Một tiếng thanh âm quen thuộc lại là nhất thời tiếng vọng tại bọn họ bên tai, không minh thần đồng tầng thứ 5, lôi viêm bích trướng. Lão đại, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, Diệp Lân không khỏi kêu lên sợ hãi. Còn lại bọn người, đang nghe cái kia âm thanh quát nhẹ về sau, cũng là không khỏi đột nhiên thân thể lắc một cái, mở ra hai con ngươi, đủ kêu ra tiếng, Trác Phàm. Ong ong ong, từng đạo không gian ba động đột nhiên vang lên. Ngay tại cái kia mạnh mẽ một đạo kiếm cương lập tức muốn đến trước, từng đạo thiêu đốt lên màu đen lôi viêm bình chướng, lại là đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước người, xoát 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 có tới ba đạo nhiều. Mà Bách Lý Cảnh Thiên nhìn thấy quỷ dị như vậy đồ vật thoáng hiện, cũng là không khỏi giật mình, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng giờ này khắc này, cái kia đạo không gì sánh kịp bá thiên kiếm kình,
đã là hung hăng đụng vào cái kia màu đen lôi viêm bích trướng phía trên. Phốc! Không có kịch liệt như vậy vang động, phảng phất là đụng vào trên bông cái kia cỗ kiếm khí vào tới lôi viêm bình trướng phía trên, lập tức kịch liệt bốc cháy lên, uy lực trong nháy mắt thì hàng hơn phân nửa. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi giật mình, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì xảy ra, hắn bá thiên kiếm khí làm sao lại bỗng nhiên cắt giảm nhiều như vậy? Thế nhưng là còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, cái kia đạo thứ nhất lôi viêm bình chướng đã là lực lượng hao hết, đụng đến một tiếng vỡ vụn, đạo kiếm khí kia nghĩa vô phản cố lần nữa vào tới đạo thứ hai trên thân. Cùng phía trước một dạng, cũng là chỉ phát ra một tiếng vang trầm mà thôi, cũng không có đụng kịch liệt. Nhưng là giống như là lấy nhu thắng cương giống như, kiếm khí kia vọt tới bình chướng phía trên, lại là làm sao cũng không xông qua được, mà lại tự thân lực lượng còn tại bị càng không ngừng làm hao mòn lấy. Chờ đạo thứ hai bình chướng phá nát, kiếm khí kia uy lực đã tổn thất hơn phân nửa. Sau cùng hung hăng vọt tới sau cùng nhất đạo bình chướng, sau đó oanh một tiếng, cùng cái kia bình chướng cùng một chỗ nổ tung lên, tiêu tán thành hư vô. Mạnh đại cương phong tứ tán vẩy ra. Vung lên cái kia bình chướng về sau người kia ngăm đen mái tóc, nhìn kỹ lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Trong mắt bất giác nhẹ nhàng lắc một cái, Bách Lý gia 10 vị hoàng tử nhìn thấy Trác Phàm hiện thân, cũng là không khỏi khuôn mặt chấn động, trong mắt tản mát ra vẻ hưng phấn. Đây chính là lão tổ tông muốn cầm thủ cấp, chỉ cần lấy xuống đầu hắn, thì lập đầu công. Trong lúc nhất thời, 10 vị hoàng tử trong mắt đã là nóng rực lên. Cho dù là không trung thái tử điện hạ Bách Lý Cảnh Thiên, cũng hoàn toàn không thể ngoại lệ. Lão đại, trong mắt hiện ra vẻ kích động, Diệp Lân không khỏi kêu lên sợ hãi, nhưng là rất nhanh có sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài, xin lỗi, ta cô phụ đại ca nhờ vả, không thể chiếu cố tốt đại tẩu. Mí mắt lắc một cái, Trác Phàm cúi đầu nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại xa xa nhìn về phía trước Bách Lý Cảnh Su Nết bên trong Sở Khuynh Thành, trong lòng không sai, lại là không nói gì. Giữ im lặng. Chỉ là đôi mắt lại là biến đến băng lãnh rất nhiều, thậm chí có từng tia sát ý thoáng hiện, cước bộ đạp nhẹ, liền hướng những người kia chậm rãi đi đến, giống như vào chỗ không người, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt giống như. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, kêu lên, ác nhân, ngươi xuất hiện ở đây làm gì, chỉ là nhiều một bộ xác chết mà thôi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Phải biết, người đỉnh đầu người kia, thế nhưng là năm châu thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, Bách Lý Cảnh Thiên A, là tương lai cái thứ hai bất bại kiếm tôn. Không có quay đầu, Trác Phàm chỉ là một mảnh lạnh lùng, vẫn như cũ di chuyển lấy cước bộ, đi về phía trước, trong mắt băng lãnh một mảnh. Tính toán, đã ngươi muốn tìm cái chết liền đi đi, dù sao ngươi loại này ác đồ, chết cũng xứng đáng. Gặp hắn không nghe khuyên bảo, Mộ Dung Tuyết bỗng dưng nhẹ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Âu Dương Trường Thanh nghe đến, lại là một mặt không hiểu nhìn về phía nàng nói, Tuyết muội, tuy nhiên cái kia Bách Lý Cảnh Thiên cùng bất bại kiếm tôn một dạng, mạnh không giống người, thế nhưng là cái này Trác Phàm cũng là đã từng đem bạo tẩu Diệp Lân cản lại Tây Châu đệ tử đầu tiên, cũng có thể có chút cơ hội thắng đâu. Khẳng định không có. 10 phần quả quyết địa lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết không khỏi nhẹ hừ một tiếng, lần trước hắn có thể ngăn cản thiên địa lực lượng bạo tẩu, Âu Dương tiền bối đã nói rất rõ ràng. Có lẽ hắn lực lượng, vừa vặn khắc chế phong thiên chi lực mà thôi. Nhưng lúc trước ta từng cùng hắn giao thủ, không phân sàn sàn nhau. Hắn bản thân thực lực cũng không mạnh, nếu là hắn không thể khắc chế bá thiên kiếm đạo, gặp phải Bách Lý Cảnh Thiên dạng này chân chính cao thủ, vậy cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Cái gì, thật a? Không khỏi khẽ giật mình, Âu Dương Trường Thanh vừa mới phát lên hy vọng, bất giác lại hạ xuống đi. Sầu mi khổ kiểm nói, ta còn tưởng rằng gia hỏa này xuất hiện, thật vất vả có một đường sinh cơ, thế mà chỉ là tới trang bức chịu chết mà thôi, ai, mệnh ta làm sao khổ như vậy, có hay không một cái có bản lĩnh người tới cứu chúng ta a? Âu Dương Trường Thanh một trận ai thán, phát ra bực tức, một tiếng có chút âm thanh yếu ớt lại là nhất thời cười rộ lên, ha ha ha. Âu Dương công tử không nên gấp gáp, cứu tinh chẳng phải đang trước mặt chúng ta à, người còn đi chỗ nào cầu đi. Bất giác sững sờ, Âu Dương Trường Thanh quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Phú Thanh Thu cùng Viêm Ma hai người cố gắng chống đỡ lấy thân thể đến, nhìn về phía trước tấm lưng kia thần quang, tràn đầy kiên định niềm tin. Thế nào, các ngươi cảm thấy hắn có thể cứu chúng ta, thế nhưng là Tuyết Muội vừa mới nói. Mộ Dung cô nương, hoàn toàn không để ý đến Âu Dương Trường Thanh nghi hoặc,
Vũ Thanh Thu chỉ là quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, cười khẽ một tiếng, người nói người từng cùng hắn giao thủ qua, thế nhưng là người biết hắn xuất toàn lực sao? Hắn người này bình thường cả lơ phất phơ cùng toàn lực ứng phó, thế nhưng là hai việc khác nhau. Toàn lực, nhướng mày, Mộ Dung Tuyết tỉ mỉ suy nghĩ, dù sao ta xuất toàn lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bản cô nương toàn lực ứng phó, hội bức không ra hắn toàn lực. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Vũ Thanh Thu từ chối cho ý kiến, năm đó Song Long Viện đại hội lúc, nghe Ma Sách Tông những đệ tử kia nói, vị này Trác huynh nhưng là tiêu cực biếng nhác qua một đoạn thời gian. Hắn cảm thấy không có ý nghĩa khung, hắn cũng sẽ không đánh. Như vậy ta đổi lại một loại thuyết pháp A, cũng là Mộ Dung cô nương cùng Trác huynh lúc giao thủ, hắn dùng ánh mắt sao? Ánh mắt? Không tệ. Vũ Thanh Thu không có nói chuyện, Diệp Lân đã là trong mắt tinh quang rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm bóng lưng, bình tĩnh lên tiếng, lão đại sáu thành. Không, là bảy thành thực lực, đều tại hắn cặp mắt kia phía trên. Nếu là lão đại không có theo ngươi động ánh mắt, cái kia chính là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Chỉ có xuất ra cặp mắt kia, hắn mới thật sự là muốn xuất thủ. Năm đó ta cùng lão đại động thủ, từ vừa mới bắt đầu lão mắt to thì không đình chỉ qua vận chuyển. Nếu là nói, lão đại không dùng ánh mắt theo ngươi động thủ, bất quá xuất ra hai ba thành, thậm chí một thành công lực mà thôi, ngươi còn hoàn toàn không có bị lão đại nhìn ở trong mắt đâu. Không khỏi giật mình, Mộ Dung Tuyết không thể tin nhìn mọi người liếc một chút. Vừa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, mi mắt thật sâu nhíu lại. Ánh mắt hắn thật có lợi hại như vậy sao? Bản thân liền là khó được thiên tài hắn, bản thân thực lực lại chỉ chiếm toàn bộ thực lực hai ba thành, cái này sao có thể? Mà Âu Dương Trường Thanh nghe đến, cũng là liên tục không ngừng hướng Trác Phàm bên kia nhìn qua, có lẽ thế hệ trẻ tuổi năm châu tối cường giả, hiện tại mới bắt đầu muốn chiến đấu đi ra đây. Chân đạp hư không? Vênh váo tự đắc nhìn xuống phía dưới từng bước tới gần Trác Phàm, Bách Lý Cảnh Thiên bất giác nhếch miệng cười một tiếng, lạnh nhạt lên tiếng, Tiền Phàm. Trác Phàm, ha ha ha, ta cái kia xưng hô như thế nào các hạ đây? Tùy tiện. Vậy liền Trác tiên sinh đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên thản nhiên nói, nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy Trác tiên sinh lúc, Trác tiên sinh cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác, liền lão tổ tông lão nhân gia ông ta đều bị tiên sinh mộng lừa đi qua. Tiên sinh thủ đoạn làm thật là cao minh, loại này phô trương thanh thế, đúng là không có một người có thể nhìn ra. Về sau Lãnh Vũ Kiếm Vương trở về, chúng ta mới biết được, nguyên lai tiên sinh nhiều lắm là bất quá dung hồn thực lực, lại giả vờ đến cùng kiếm vương cao thủ bộ này cố làm ra vẻ, chấn định tự nhiên bản sự, thật để chúng ta khâm phục a. Chỉ bất quá, tiên sinh quen lừa gạt thủ đoạn, lần này lại là lừa gạt lầm người. Lão Tổ Tông đối với cái này thế nhưng là rất tức giận. Thế muốn bắt lại tiên sinh đầu không thể. Bởi vậy chúng ta liền đến, như không ngại lời nói, có thể hay không đem ngài thủ cấp giao cho chúng ta đâu. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm chậm rãi dừng bước lại, lại là ngẩng đầu nhìn lên trên Bách Lý Cảnh Thiên liếc một chút, lẩm bẩm nói, ngươi là ai a, ta gặp qua ngươi sao? Đương nhiên, tại Hạ Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc Thái Tử, Bách Lý Cảnh Thiên, đã từng cùng Lão Tổ Tông cùng một chỗ cùng tiên sinh có duyên gặp mặt một lần. Tiên sinh không nên nhanh như vậy thì quên đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên một mặt ngạo sắc mà nhìn xem hắn. Chậm rãi nhắm lại mắt con ngươi, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, thật lâu Trác Phàm mới lại mở ra hai con ngươi, cười khẽ một tiếng, xin lỗi, ta đối người qua đường không có gì ấn tượng. Tiên sinh đây là ý gì, vừa mới tại hạ đã thông báo qua tính danh. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Bách Lý Cảnh Thiên chăm chú nhìn hắn, lạnh lùng nói. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngươi thông báo qua tính danh, ta thì nhất định muốn nhớ kỹ ngươi sao. Muốn ta Trác Phàm tới liên hệ, phần lớn là một phương xưng hùng thế hệ, Nam Châu lãnh tụ chi phong. Ngươi nói lần trước ngươi là theo chân Bách Lý Ngự Thiên, ha ha ha. Xin lỗi, ta phía trên lần gặp gỡ, cũng liền nhớ kỹ các ngươi lão tổ tông mà thôi, đến mức ngũ kiếm vương ta đều chẳng muốn cái, huống chi là ngươi loại này tiểu tùy tùng đâu. Rất bất đắc dĩ, ta phải nhớ trọng yếu đồ vật thực sự quá nhiều, một số dâu ria đồ bỏ đi tin tức, ta cũng không muốn để chúng nó chiếm cứ ta đầu. Đồ bỏ đi, tin tức, da mặt nhịn không được co lại, Bách Lý Cảnh Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm xuống, Trác tiên sinh, người không khỏi quá mức không coi ai ra gì đi. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, lại là lộ ra một tia khinh miệt đường cong, ta Trác Phàm hành sự luôn luôn có chính mình chuẩn tắc.
bất kỳ người nào trong mắt ta đều chia làm hai loại, bằng hữu, địch nhân. Ngươi cảm thấy, ngươi lại là một loại nào? Địch nhân. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Sẽ không phải là bằng hữu a, cái kia Trác tiên sinh đoán chừng chọn sai. Không không không, ngươi một loại nào cũng không tính là. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là đột nhiên lộ ra chế nhạo nụ cười, bởi vì ngươi chưa từng trong mắt ta qua, ta vừa mới không phải đã nói, một người đi đường mà thôi, ta Trác Phàm không hội phí công phu đi cái. Lại nói, ngươi là ai a? Phốc, Vũ Thanh Thu bọn người, nghe đến Trác Phàm như thế chế nhạo Bách Lý Cảnh Thiên, không khỏi cùng nhau che miệng nhẹ cười rộ lên. Mà Bách Lý Cảnh Thiên lại là thân thể bỗng dưng lắc một cái, khuôn mặt run rẩy một chút, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng lộ vẻ phẫn nộ ác độc, cuồn cuộn sát ý đã là chảy ra không ngừng lộ ra. Tên tiểu tử thúi này, thật đáng chết. Một cái suốt ngày bên trong sẽ chỉ cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư kẻ xấu chi đồ, giờ này khắc này trò xiếc bị vạch trần, còn muốn lập lại chiêu cũ, chàng lão sói vẫy đuôi sao. Ha ha, Trác tiên sinh, đây thật là rất không thú vị a. Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Bách Lý Cảnh Thiên trong mắt sát ý ngưng tụ rất lâu, lại là bỗng dưng một phát khóe miệng, lộ ra một cái khinh miệt đường cong, sau đó nhìn về phía Bách Lý Cảnh vừa chỗ đó vung tay lên, sâu xa nói, đáng tiếc cô đã không muốn cùng ngươi lại rông dài, ngươi đầu người, ngoan ngoãn cho cô lấy ra đi. Lão nhị, cái kia ngốc bà tử vô dụng, giải quyết đi. Bỗng nhiên một chút đầu, Bách Lý Cảnh vừa không khỏi nhất thời cười lớn một tiếng. Toàn thân sấm sét nổ vang, mạnh mẽ một quyền bỗng nhiên hướng Sở Khuynh Thành đầu đánh tới. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, cùng lúc đó, Bách Lý Cảnh Thiên trên tay kiếm mang cũng bỗng dưng tản mát ra cực kỳ khủng bố uy thế, nhẹ liếc cái kia đã động thủ Bách Lý Cảnh vừa mới mắt về sau, vừa nhìn về phía Trác Phàm, khinh thường nói, người lúc trước cố lộng huyền hư không phải rất tự đắc à, hiện tại mắt thấy muốn bị người an toàn đưa cách nữ người lập tức liền muốn chết thảm dưới một quyền này, lại bất lực. Ngươi còn có thể đắc ý được lên a? Ách, thế mà, hắn lời còn chưa dứt, chuẩn bị hướng Trác Phàm xuất thủ một kiếm chưa ra, cũng đã nhất thời trì trệ, dừng thân, bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia Trác Phàm trước kia nơi ở, giờ này khắc này lại là trống trải bỏ một mảnh, trong lòng bỗng dưng khẽ giật mình. Người, đâu? Bạch, cùng thời khắc đó, Bách Lý Cảnh vừa giữ tợn lấy khuôn mặt, đã là mang theo phong lôi chi thế, có mạnh mẽ một quyền bỗng nhiên đánh tới Sở Khuynh Thành trước mặt. Cho nên tại cái kia lạnh lẽo cương phong, đã đem người ngọc cái kia như có như không tóc trắng thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Thế nhưng là đột nhiên, nhưng người một nói không gian ba động vang lên, một đạo hồng mang lại là đột nhiên chợt lóe lên, nhất thời ngăn tại Sở Khuynh Thành phía trước, hướng cái kia Bách Lý Cảnh vừa đập vào mà đi. Thứ gì? Trong mắt bất giác hơi hơi lắc một cái, Bách Lý Cảnh vừa không khỏi trong lòng cả kinh, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Cái này hồng mang chợt hiện, vội vàng thời gian, hắn cũng thấy không rõ cái này hồng mang hình thái, liền cũng không có để ở trong lòng, có thể là cái này ngốc bà tử trên thân cái gì hộ thể linh binh đi. Bất quá cái này cũng không có quan hệ, lấy hắn ngày đó lôi đoán thể hoành luyện kim cương thân, cho dù là thất phẩm linh binh, hắn cũng có thể một quyền đánh nát, không nói chơi. Kết quả là, lần nữa hét lớn một tiếng, Bách Lý Cảnh vừa không lùi mà tiến tới, toàn thân lôi mang càng thêm sôi trào mãnh liệt lên. Cái kia đánh ra một quyền cũng càng thêm sắc bén rất nhiều. Đụng. Hắn một quyền kia hung hăng đụng tiến về phía trước hồng mang, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang đến, hắn mới rốt cục phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì linh binh ma bảo, mà chính là một cái hiện ra hồng quang quyền đầu. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Cảnh vừa không khỏi càng là trong lòng cười to. Tuy nhiên hắn không biết cái này quyền đầu là làm sao đến, nhưng là trong thiên hạ, dám cùng hắn sáp lá cả gặp nhau người. Cũng không có mấy cái. Vừa mới cái kia Diệp Lân đã xem như cái kỳ hoa quái vật, có điều hắn hiện tại đã trọng thương ngã xuống đất, không thể tái chiến, chẳng lẽ nơi này còn có thể lại ra một cái giống cái kia dạng yêu nghiệt sao? Đáp án khẳng định là không thể nào, trên đời yêu nghiệt nếu như thế nhiều, cái kia để bọn hắn nhân loại làm sao lăn lộn. Cười nhạo lấy lắc đầu, Bách Lý Cảnh vừa mới mặt khinh thường bĩu môi, chẳng những không lùi, ngược lại lại đến một bước, lại thêm ba phần lực. Hưng phấn quá to, ha ha ha. Nơi nào đến tạp chủng, lại dám cùng Gia Gia sáp lá cả liều quyền, thật sự là muốn chết, nhìn Gia Gia không đem ngươi nện thành thịt nát. Bị nện thành thịt nát, chỉ sợ là ngươi đi. Thế mà đáng tiếc,
trên đời yêu nghiệt mặc dù không nhiều, nhưng khổ cực là đều bị hắn đụng tới. Ngay tại cái kia phách lối tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một tiếng tràn ngập sát ý lạnh lẽo thanh âm lại là nhất thời vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Không khỏi khẽ giật mình, Bách Lý Cảnh vừa còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cờ giác. Một tiếng, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt đã là bỗng dưng rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Sau một khắc, một cỗ bứt rứt đau đớn, trong nháy mắt giống như điện giật thẳng vào hắn nội tâm, nhất thời liền lệnh hắn nhịn không được thân thể chấn động, toàn thân cao thấp đều phạch một cái chảy ra như thác nước mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bách Lý Cảnh vừa bất giác trong lòng hoảng hốt. Người nào, đến tột cùng là ai? Một quyền này chi lực, như thế nào mạnh đến trình độ như vậy? Cái này, vẫn là huyết nhục chi quyền sao? Song Đồng không khỏi hung hăng run rẩy, Bách Lý Cảnh vừa mới mặt giật mình lo lắng địa nhìn về phía trước, cái kia đỏ thẫm ánh quyền về sau thân ảnh mơ hồ, cũng dần dần trở lên rõ ràng, lại chính là Trác Phàm cái kia lạnh lùng ánh mắt, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, không nhúc nhích, giống như nhìn chết người đồng dạng, đồ bỏ đi, cách ta thê tử xa một chút. Xoạt, đỏ thấm quyền đầu hơi hơi lắc một cái, một cỗ cường đại chấn động sóng đã là phạch một cái bỗng nhiên khuấy động ra ngoài, Bách Lý Cảnh vừa cái kia toàn thân lôi mang bao trùm cánh tay, cũng là ở trong nháy mắt này ở giữa, nhất thời nổ bể ra đến, xương cốt huyết nhục vỡ vụn vẩy ra, tứ tán trống không. Hoàn toàn mắt trợn tròn, cảm thụ lấy chính mình cái kia nguyên bản cường lực cánh tay địa phương, lúc này đã là trống rỗng cảm giác. Bách Lý Cảnh vừa cái này hoành luyện kim cương thân hán tử, không khỏi bỗng dưng mộng bỉ. Nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó ánh mắt, hoàn toàn là chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, trên đời lại có người có thể đem thân thể thối luyện đến khủng bố như thế cấp độ, liền hắn có thể tùy tiện đánh nát thất phẩm linh binh cường hãn thể phách, đều có thể như vậy nhẹ nhõm địa vỡ vụn ra. Người này, còn là người sao? Trong lúc nhất thời, Bách Lý Cảnh vừa trong lòng run rẩy. Muốn co cẳng liền chạy. Bất quá đáng tiếc, vừa mới hắn xuất lực quá mạnh, quá mức tự phụ, hoàn toàn không có thu lực chi thế. Bây giờ muốn dừng lại, đã là hoàn toàn không kịp. Kết quả là, trong mắt tản ra nồng đậm giật mình ý, đoạn một tay Bách Lý Cảnh vừa mặc cho chính mình thân thể, tùy theo quán tính, hướng về kia đáng sợ hồng mang bay đi, lại là bất lực. Oanh! Sốt cục, Bách Lý Cảnh vừa thân thể cùng Trác Phàm quyền đầu đụng nhau. Nhưng nghe một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang phát ra, Bách Lý Cảnh vừa đã là tại liền hô một tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra tình huống dưới, nhất thời hóa thành một cỗ bọt máu, hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Mà một quyền kia quyền uy, xuyên qua hắn thân thể, một đến như sao băng cực nhanh mà ra, nhất thời liền đem ngoài trăm dặm tất cả mọi thứ toàn diện chấn thành phấn vụn. Cuồn cuộn bụi mù, cát bay đá chạy, xông thẳng lên trời. Thân thể nhịn không được lắc một cái. Mọi người nghe đến động tĩnh về sau, cái này mới phản ứng được, cùng nhau hướng thanh âm kia phát ra chỗ nhìn qua, lại là chỉ thấy cuồng phong tàn phá bừa bãi phía dưới, Sở Khuynh Thành cùng Trác Phàm hai bóng người, đứng bình tĩnh đứng ở đó mà thôi. Mà lúc trước tạm giam Sở Khuynh Thành Bách Lý Cảnh Cương, sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ có một đám huyết khí trên không trung phiêu tán, sau đó rơi vào nhân gian, nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Vừa mới hai người giao thủ tuy nhiên đi qua tối đỉnh phong thân thể lực lượng chiến đấu, nhưng là như thời gian qua nhanh, trong tích tắc mà thôi. Chỉ là thoáng qua ở giữa, Bách Lý Cảnh vừa đã đầu một nơi thân một nẻo. Thậm chí chờ nơi này tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, bên này chiến đấu đã kết thúc, cái gì về phần bọn hắn cũng không biết Bách Lý Cảnh vừa mới là như thế nào ngỏm củ tỏi. Nhị ca, nhịn không được quát to một tiếng, Bách Lý gia còn lại 8 vị hoàng tử. Bỗng dưng quay đầu nhìn về phía mảnh này thảm cảnh, lại là từng cái trong lòng hãi nhiên, trong mắt một địa liền lộ ra thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng nhiều một chút kiêng kỵ cùng mê hoặc. Người này, đến tột cùng là làm sao thần không biết quỷ không hay đến giả hai cái chỗ kia đi đâu. Mà lại, thực lực chỉ ở thái tử phía dưới lão nhị, lại bị trong nháy mắt miểu sát. Mà chúng ta liền hắn như thế nào bị giết, cũng không kịp nhìn đến, cái kia người này thực lực chẳng phải. Bỗng nhiên, tất cả hoàng tử cùng nhau nhìn về phía không trung thái tử chỗ đó, trên mặt muốn nhiều nặng nề, nặng bao nhiêu. Mà cái kia thái tử Bách Lý Cảnh Thiên cũng là nhìn không được địa nhãn ra trực nhảy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng âm trầm, nhìn tới. Tiểu tử này cũng không phải là hoàn toàn phô trương thanh thế a. Chỉ là, hắn đến tột cùng làm sao vòng qua 8 vị hoàng đệ, chạy đi đâu đâu.
Chẳng lẽ tốc độ của hắn đã nhanh đến, liền cô đều không canh chừng được trình độ sao? Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi chăm chú nắm lại quyền đầu, trong lòng càng thêm cẩn thận. Mà trọng thương Mộ Dung Tuyết mọi người, nhìn lấy đây hết thảy, cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Mộ Dung Tuyết, càng là khó có thể tin, song đồng bất giác hung hăng nhảy, sắc mặt một mảnh kinh dị. Chẳng lẽ đây chính là Diệp Lân chỗ nói, cái kia ác nhân thật chính sử xuất toàn lực thời điểm bộ dáng. Quả nhiên, cùng khi đó cùng ta giao thủ hoàn toàn khác biệt, nhanh hung ác chuẩn, trong nháy mắt miểu sát kiếm tinh nhị hoàng tử, làm thật lợi hại. Lúc này nàng dường như mới lại nghĩ tới lúc trước Trác Phàm tại Phong Xương trên trấn cùng với nàng một màn, Trác Phàm cố ý tiếp nàng một chiêu, hoàn toàn là vì trả nhân tình. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Bản cô nương xuất thủ trừ ác, lại muốn để ác nhân nhường cho, thực sự. Buồn cười. Uy uy uy, Diệp Lân huynh, các ngươi Tây Châu muốn nghịch thiên a. Đồng dạng một mặt khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, Âu Dương Trường Thanh vội vàng vỗ vỗ Diệp Lân cánh tay, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, các ngươi cái này Tây Châu đệ tử đầu tiên, đến tột cùng là tu luyện thế nào, mạnh mẽ như vậy. Phải biết cái kia Bách Lý Cảnh vừa thế nhưng là mới theo ngươi giao thủ, không rơi vào thế hạ phong nhân vật, thế mà dễ dàng như vậy liền bị hắn một chiêu dây. Uy uy uy, ngươi nói cho ta một chút, ngươi trước kia có phải hay không khoác lác? Ngươi thật sự là cùng tên yêu nghiệt này, tranh giành Tây Châu đệ tử đầu tiên lúc, chỉ kém một chiêu bại sao? Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, trong tai nghe lấy bên cạnh công tử này ồn ào, Diệp Lân thật hận không thể lúc này quất hắn một mặt. Bất quá lại xem xét hướng nơi xa Trác Phàm, hắn nhưng lại là mí mắt nhẹ rung một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, cười khổ dao động cái đầu, thì thào lên tiếng, Kỳ Lân quả nhiên là thánh thú bên trong lực lượng mạnh nhất, lão đại cái kia Kỳ Lân tí thật sự là tu luyện địa càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Chỉ sợ hiện tại, cho dù là ta, bằng vào nhục thân chi lực, cũng rất khó ngăn lại cái kia một tay thần uy. Chỉ là, lúc này mới mấy năm a, ta làm sao lại rơi xuống hắn như vậy nhiều đây? Hung hăng gãi cái đầu, Diệp Lân một trận buồn rầu. Âu Dương Trường Thanh gặp, tựa hồ tràn đầy đồng cảm, cũng không nói chuyện, chỉ là trong lòng một trận oán thầm. Diệp huynh a, có như thế cái cùng mặt trời đồng dạng nóng rực vầng sáng tại bên cạnh ngươi chiếu vào, ngươi còn nhất định phải cùng hắn so ánh sáng, cũng thật sự là khổ ngươi. Ánh sáng đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy a? Vẫn là bổn công tử tốt số. Bắc Châu không có dạng này biến thái ở trước mặt ta đi dạo, không phải vậy ta không phải ghen ghét không chết nhưng là. Bất quá, hiện tại chúng ta thân hãm hiểm cảnh, vị này chắc huynh lại là càng biến thái càng tốt ha, dạng này chúng ta sinh cơ mới có thể tăng nhiều a, hắc hắc hắc. Bỗng nhiên, lúc này, Âu Dương Trường Thanh trong mắt mới thật đang tản ra hy vọng hào quang, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ chờ mong. Trác huynh. Hiện tại bổn công tử mạng nhỏ cùng tương lai hạnh phúc thì đều ở trên thân thể ngươi. Nếu là lần này ngươi có thể cứu cho ta cùng Tuyết Muội tánh mạng, đại ân đại đức, ta Âu Dương Trường Thanh đời này kiếp này nhất định suốt đời khó quên a. Khuynh Thành, không có việc gì, có ta ở đây. Hoàn toàn không để ý đến mọi người chung quanh đối với hắn hoặc ngưng trọng, hoặc hy vọng, hoặc kiêng kỵ, hoặc lo nghĩ ánh mắt, Trác Phàm chỉ là thật sâu nhìn lấy người ngọc cái kia run nhẹ nhẹ thân thể. Trong lòng bất giác đau xót, nhẹ nhàng địa vịn bả vai nàng, đem nàng ôm vào lòng, không coi ai ra gì địa nhẹ giọng an ủi. Rất kỳ dị, ở cạnh nhập Trác Phàm trong ngực trong tích tắc, Sở Khuynh Thành run rẩy thân thể bất giác hơi hơi dừng lại, dường như tàu chuyến nhập cảng tránh gió, như thế bình tĩnh cùng yên ổn. Giờ này khắc này, Trác Phàm chính là nàng cảng tránh gió. Tuy nhiên tâm trí còn chưa khôi phục, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, chỉ cần Trác Phàm ở bên cạnh. Mặc cho núi đao biển lửa, nàng đều không sợ. Da mặt nhìn không được hơi hơi run run, Bách Lý Cảnh Thiên trong mắt hơi híp, nhìn lấy Trác Phàm kiêu căng như thế bộ dáng, trong lòng thầm giận. Không sai, tại Bách Lý Cảnh Thiên trong mắt, hiện tại Trác Phàm cũng là hung hăng càn quấy bộ dáng, mà lại là loại kia tránh thức phách lối đến thực chất bên trong ngông cuồng bộ dáng. Dù sao đồng dạng hung hăng càn quấy, nhiều lắm là cầm lỗ mũi nhìn người, giống nhà giàu mới nổi đồng dạng. Người như vậy, lấy hắn thái tử điện hạ tu dưỡng, còn có thể chịu được. Thế nhưng là Trác Phàm cái này lại khác, không nhìn, trần trụi không nhìn. Không coi ai ra gì thanh tú ân ái, khi bọn hắn là chết người a. Đây mới thực sự là hung hăng càn quấy,
hoàn toàn không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nếu là nói ngay từ đầu, Trác Phàm công bố căn bản không nhớ được hắn tên họ, là trần trụi khiêu khích, để hắn có chút nổi giận lời nói. Cái này lúc Trác Phàm khinh miệt cùng coi nhẹ, lại là để hắn giận tới cực điểm. Bởi vì khiêu khích tuy nhiên khiến người ta phẫn nộ, nhưng là từ một phương diện khác, cũng cho thấy ý coi trọng. Người ta không coi trọng ngươi, lại nơi nào sẽ khiêu khích ngươi. Nhưng là bây giờ, nhìn đến Trác Phàm đủ loại này hành động, rậm rạp vạn quân bên trong, bốn bề thọ địch, lại trong mắt chỉ có thích người ánh mắt, Bách Lý Cảnh Thiên tính toán thật sự là minh bạch. Nguyên lai tên này không phải mới vừa đơn giản khiêu khích, mà chính là thật không có đem hắn nhìn ở trong mắt, không đếm xỉa đến hắn a. Phải biết, hắn nhưng là năm châu đệ nhất kiếm ngôi sao thái tử, Bách Lý Cảnh Thiên, ở đâu không phải là bị người làm nhân vật mấu chốt đối đãi. Nhưng vì sao đến ngươi nơi này, ngươi lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng ta liếc một chút. Kết quả là, vị này thái tử điện hạ mặc dù không phải tiểu công chúa, nhưng cũng là hoàng thất con cháu, kiếm tinh kiêu ngạo, khó tránh khỏi cũng dính lấy công cử bệnh. Bị người như thế không nhìn, cũng là chịu không được. Bất quá, hắn mặc dù nổi giận, nhưng cũng còn chưa tới đầu óc phát sốt, lung tung bão nổi trình độ. Dù nói thế nào, vừa mới Trác Phàm đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện tại Bách Lý Cảnh vừa bên người, trong nháy mắt miểu sát hắn cứu thích người thủ đoạn, thực sự quá kỳ dị. Nếu là không biết rõ tại bên trong ảo diệu, lung tung ra chiêu, khả năng thật sẽ lật thuyền trong mương. Bởi vì Trác Phàm thực lực mạnh, đã để hắn cảm thấy loại này thật sâu uy hiếp, không thể không cẩn thận chỗ chi. Có thể đem thực lực gần với chính mình nhị hoàng tử trong nháy mắt miểu sát, như thế nào hời hợt thế hệ. Cái kia Lãnh Vũ Kiếm Vương trở về bẩm báo lão tổ tông, tiểu tử này chỉ có dung hồn thực lực, thật sự là quá hại người a. Bất quá tốt xấu, mất đi một cái lão nhị, đổi ra hắn một cái kỳ dị thủ đoạn, cũng không tính quá thua thiệt, chí ít cô còn ở nơi này. Nếu là bởi vì cái này, cô có cái vạn nhất lời nói, đây mới thực sự là tổn thất đây, hừ. Trong lòng một trận oán trách, Bách Lý Cảnh Thiên suy nghĩ một chút, lại là cho còn lại 8 vị hoàng tử âm thầm nháy mắt. Hoàn toàn minh bạch lão đại ý tứ, 8 người cùng nhau gật đầu một cái, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, tiếp lấy liếc nhìn nhau về sau, nhưng ngửi đụng một tiếng, cơ hồ là đồng thời vang lên một đạo kịch liệt vang động, 8 người đã là cùng nhau hướng Trác Phàm phóng đi, sau đó phân 8 cái phương hướng đem hắn bọc đánh, trong tay chớp động lên từng đạo sắc bén sấm sét kiếm mang. Hung hăng hướng Trác Phàm hai người đâm tới. Lần này, Trác Phàm lui không thể lui, chỉ có thể đón đỡ 8 người chiêu số. Thế nhưng là 8 người đều tới, hai mặt thụ địch, hai quyền khó địch tứ thủ. Hắn ngăn cản một người hai người, lại cản không 7 người 8 người, luôn có người hội đánh lén thành công đắc thủ. Lúc này, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là thoát đi chiến trường, mà thoát đi phương pháp, đã không cách nào đơn giản di động. Chỉ có thể giống hắn lúc trước như thế, thuấn gian di động rời đi. Bất quá đây hết thảy, đều trên không trung Bách Lý Cảnh Thiên giám thị phía dưới, chỉ cần hắn nhìn đến chiêu này, tìm ra nó lỗ thủng, liền có thể lập tức gây nên Trác Phàm vào chỗ chết. Cho nên mặc kệ Trác Phàm động cùng bất động, Bách Lý Cảnh Thiên đều có thể có sở hoạch. Khóe miệng xẹt qua một đạo gian trá đường cong, Bách Lý Cảnh Thiên kiếm trong tay chỉ khẽ nhúc nhích, cường hãn kiếm mang đã là tại đầu ngón tay hình thành. Chỉ chờ Trác Phàm một hàng động, tại hắn lần nữa hiện thân trong tích tắc, thì để hắn chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là, đối mặt cái này Bách Lý Cảnh Thiên thiết kế tỉ mỉ hảo kế hoạch, cùng bốn phía mãnh liệt đánh tới ác lang, Trác Phàm lại là nhẹ nhàng ôm lấy Sở Khuynh Thành đầu vai, tại tỉ mỉ an ủi, sắc mặt bình tĩnh như hồ, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới đồng dạng. Không nhìn, vẫn như cũ là trần trụi không nhìn. Bất quá, hắn 10 phần tiêu sái không nhìn nơi này tất cả nguy cơ. Âu Dương Trường Thanh gặp, lại là gấp đầu đầy mồ hôi, giống to lên tiếng. Dù sao, Trác Phàm hiện tại là hắn duy nhất cứu tinh a. Lão huynh, Trác đại gia, đám kia Bách Lý gia ác hổ đã giết tới, ngài ngược lại là mau tránh ra a. Không để ý đến, Trác Phàm chỉ là nhẹ vịn Sở Khuynh Thành mềm mại vòng eo, thì thào khẽ hát, như dỗ tiểu hài bình tĩnh nàng tâm linh. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió càng ngày càng gần. Bát đại cao thủ đã là trong nháy mắt đi vào hắn quanh người 5 mét bên trong. Trác gia gia, ngài cái kia không phải có cái gì nghĩ quẩn a, bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm a, ngài muốn là muốn theo tẩu tử ân ái, chờ giải quyết bọn họ lại nói, có thể chứ. Âu Dương Trường Thanh nhìn lấy đây hết thảy,
gấp đến độ sắp khóc đi ra, la to. Thế nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ không quan trọng bộ dáng, lôi kéo Sở Khuynh Thành tay ngọc, một mực tại chỗ ấy nhẹ nhàng lúc lắc, khóe môi nhếch lên tùy tiện nụ cười, rên lên như khúc hát du đồng dạng nhẹ nhàng làn điệu. Diệp Lân bọn người gặp này, cũng không lo lắng Trác Phàm an toàn, chỉ là cùng nhau cảm thán, Trác huynh như thế một cái tranh tranh thiết hán, bây giờ đang ở Khuynh Thành sư muội trước mắt, một khỏa băng lãnh tâm cũng bị hòa tan a. Thật khó có thể tưởng tượng, Trác huynh thế mà lại vì vuốt lên Khuynh Thành sư muội vừa mới chấn kinh tâm linh, ngâm nga nhẹ nhàng như thế làn điệu, thật sự là khó được. Khó được cái giám a, hiện tại là hống muội tử thời điểm sao? Không khỏi oán hận đến mắng to một tiếng. Âu Dương Trường Thanh nhìn lấy tám người kia càng phát ra tiếp cận Trác Phàm, bất giác khóe miệng một xẹp, từng viên nước mắt đều nhanh dũng mãnh tiến ra, ta hiện tại biết, vì cái gì các ngươi nói hắn có lúc cả lơ phất phơ, hiện tại nguy cấp như vậy thời khắc, hắn thế mà đi hống lão bà. Coi như lão bà hắn chấn kinh, không thể đem những người này đều giải quyết xong lại hống sao. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn như vừa chết, chúng ta hy vọng cuối cùng đều không, chúng ta cũng phải theo chết a. Riêng là bổn công tử. Cũng muốn thật tốt dụ dỗ một chút lão bà, còn kém một cơ hội mà thôi, hắn không thể đem ta cái này cơ hội cũng tước đoạt đi. Nói, Âu Dương Trường Thanh một mặt u oán nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết. Hai gò má bất giác một đỏ, Mộ Dung Tuyết lúc này vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lạnh lùng nói, nếu là như vậy lời nói, ta ngược lại tình nguyện chúng ta hôm nay đồng quy vu tận. Khóe miệng không khỏi co lại, Âu Dương Trường Thanh không còn gì để nói nhìn về phía nàng. Bất đắc dĩ thở dài. Ai, Tuyết muội, chẳng lẽ người tình nguyện chết đều không cùng ta đính hôn sao? Vì cái gì a? Hiu hiu hiu. Mà cũng ngay lúc này, tám đạo nhân ảnh đã là trong nháy mắt lấn đến gần Trác Phàm quanh người một mét bên trong, thế nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ không để ý chút nào địa ôm lấy Sở Khuynh Thành, hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ. Mi mắt bất giác lắc một cái, không trung Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi một mặt kỳ quái. Gia hỏa này bây giờ còn chưa được động, chẳng lẽ thật muốn đón lấy tám người cùng công sao? Thế nhưng là một mình hắn có lẽ không quan trọng, nhưng trong ngực hắn còn có cái ngốc bà tử. Bất luận cái gì cao thủ, một khi có con tin liên lụy, chiến lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, mặc dù có cái liên lụy ở bên người, cũng có thể đồng thời đón lấy tám người này cùng công? Cái này sao có thể, cô đều làm không được, chẳng lẽ hắn có thể? Song đồng hung hăng rung động, Bách Lý Cảnh Thiên một mặt không tin bộ dáng, nhưng vẫn là chăm chú để mắt tới đi, tỉ mỉ xem hắn cử động. Mà những cái kia trọng thương người khác gặp, cũng là chăm chú nhìn đây hết thảy, trong lòng lo sợ bất an. Giờ này khắc này, Trác Phàm chết, Trác Phàm sinh. Bọn họ chỗ có hy vọng, đều tại Trác Phàm trên thân. Bạch, rốt cục, một đạo hắc ảnh lóe qua, nương theo lấy nhanh như điện chớp một cái kiếm chỉ. Một đạo làm cho tất cả mọi người đều thân ảnh quen thuộc, nhất thời xuất hiện Trác Phàm trước người, cường hãn một kiếm, bỗng nhiên hướng Trác Phàm bên hông đánh tới. Là Tam Hoàng tử, không khỏi giật mình, Mộ Dung Tuyết hét lớn lên tiếng, sắc mặt cũng cấp tốc ngưng trọng lên, hắn thực lực gần như chỉ ở thái tử cùng nhị hoàng tử phía dưới, nhưng cũng không thể khinh thường. Không sai, vừa mới cũng là hắn ngăn lại bổn công tử. Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy cũng là nhịn không được hô lớn. Nếu là hắn một người xuất thủ, Trác huynh có lẽ có thể ứng phó, nhưng là bây giờ. Xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, còn lại thất ánh kiếm, cũng ào ào đi vào Trác Phàm bên người, hung hăng đòi hắn hại bắn tới. Cái này chặn đánh thực, cho dù là Trác Phàm, cũng là không chết tức bị trọng thương chàng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi trong lòng siết chặt, bỗng dưng nắm lại quyền đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái này đã không tiếp tục lượn vòng chỗ trống, Trác Phàm lại không hành động, thì cũng đã không thể hành động. Bởi vì hắn, đã là cái chết người. Kít, tựa hồ cũng ý thức được trước mắt nguy cấp tình thế, Trác Phàm lung lay Sở Khuynh Thành thân thể, rốt cục dừng lại, trên mặt bình tĩnh sắc mặt, cũng dần dần âm trầm. Hừ, hiện tại mới muốn động thủ, đã muộn. Nhếch miệng cười một tiếng, Tam Hoàng tử một kiếm kia chỉ, không có không đình trệ, đã là bỗng nhiên đi vào Trác Phàm bên hông. Chỉ kém một ly, liền có thể nhất thời xuyên thủng hắn thân thể. Tựa hồ đã cảm giác được thắng lợi nữ thần triệu hoán, Tam Hoàng tử hơi hơi liệt lên khóe miệng, cũng càng liệt càng lớn, cơ hồ liền muốn cuồng cười ra tiếng. Lần này, tiểu tử này thủ cấp là lão tử, cái này lão tổ tông trước mặt công đầu,
cũng là lão tử, ha ha ha. Siêu. Thế mà, ngay tại lúc này, không lý do chỗ, lại là một trận gió lạnh thổi qua, cái kia tam hoàng tử không biết làm sao, nhất thời đánh cái bệnh sốt rét, rất là kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra, cái nào là như thế nồng đậm sát khí? Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, tam hoàng tử theo cái kia lạnh truyền đến chỗ nhìn qua, lại là chỉnh chỉnh đối lên Trác Phàm cái kia lạnh như băng giống như nhìn lấy chết người đồng dạng đôi mắt, bất giác lúc này trong lòng lắc một cái, sợ hãi lên. Cái kia đánh ra kiếm chỉ thiếu chút nữa, nhưng là cái kia tam hoàng tử lại giống như chuột nhìn đến mèo giống như, giật mình đến mức hoàn toàn không dám động. Trác Phàm lạnh lùng ánh mắt, phảng phất có một cỗ thiên nhiên uy áp, tựa như lưỡi hái tử thần gác ở hắn cái cổ trước, để hắn căn bản không dám phản kháng một chút. Lạnh lùng theo dõi hắn, lại là hoàn toàn không quan tâm hắn bảy người hướng hắn đánh tới kiếm khí, Trác Phàm trong mắt chỉ có chết tịch, thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ cái bóng. Chỉ là dị thường lạnh lùng đắc đạo, đồ bỏ đi, ai bảo các ngươi dựa vào khuynh thành nơi này đến, muốn chết. Vừa dứt lời, nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước, Trác Phàm bốn phía ngàn mét bên trong, đã là bỗng nhiên kịch liệt chấn động, cuồn cuộn màu đen lôi viêm như cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ hướng bên trong tất cả mọi thứ, bao quát cái kia vừa mới đi vào trước người tám người, cũng như gặp phía trên sóng biển ngập trời giống như, đều bị nuốt không tiến vào. Phút chốc liền không có tiếng vang. Không minh thần đồng tầng thứ tư, lôi viêm hư không chấn. Mắt phải chớp động lên bốn nói vầng sáng màu vàng óng, mắt trái màu đen lôi viêm điên cuồng tàn phá bừa bãi, Trác Phàm ở vào lôi viêm gào thét chính giữa, lại là êm ái ôm Sở Khuynh Thành, vẫn tại hơi hơi lúc lắc thân thể, hừ nhẹ lấy thư giãn làn điệu, nhưng khuôn mặt lại là một mảnh lạnh lùng cùng túc sát. Hắn Trác Phàm chỉ ở Sở Khuynh Thành trước mặt là cái ôn nhu nam nhân. Nhưng đối với người khác, lại là chân chính ác ma. Ai dám tới gần hắn, chỉ có bị hắn thôn phệ vận mệnh, đều không ngoại lệ. Cái gì, đó là... Trong mắt bất giác bỗng nhiên co rụt lại, Bách Lý Cảnh Thiên thân thể bỗng nhiên chấn động, bất khả tư nghị nhìn phía dưới cái kia nghiêm chỉnh đã là bị hắc viêm thôn phệ chỗ, bỗng dưng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Xì xì xì. Đùng đùng sao không dứt bạo liệt thiêu đốt động tính, liên tiếp. Dường như một mảnh màu đen viêm hải lan tràn, lại là căn bản nghe không được bên trong có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ là trong một chớp mắt, tất cả sinh sống chính là tất cả đều bị cái này hắc viêm thôn phệ, hoàn toàn không cảm giác được. Lập ở không trung Bách Lý Cảnh Thiên, trên trán bất giác chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, chuẩn bị xuất thủ một kiếm kia, cũng là khẽ run đầu ngón tay, do dự không chừng, do dự không quyết. Hắn làm sao có thể nghĩ đến? Trác Phàm thế mà còn có quỷ dị như vậy một chiêu, trong chốc lát, tám vị thực lực cường hãn hoàng tử cùng công, trong nháy mắt thì toàn bị miểu sát. Cái này, làm sao có thể? Mà lại, ngọn lửa màu đen kia lại là cái gì? Làm sao lại để tám cái Bách Lý gia tộc dung hồn cao thủ, trong nháy mắt thì bao phủ ở bên trong, liền mảy may thanh âm cũng không kịp phát ra đâu. Nhíu chặt lấy mi mắt, Bách Lý Cảnh Thiên một mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia màu đen tràn ngập chỗ. Trong mắt chỗ sâu bình sinh lần đầu tản mát ra nồng đậm cảm giác sợ hãi tới. Cho dù lòng hắn không xuống được nguyện thừa nhận như vậy cảm giác sợ hãi cảm giác, nhưng hiển nhiên, trái tim của hắn lại so bình thường nhảy lên địa càng nhanh hơn rất nhiều. Mà một phương diện khác, Vũ Thanh Thu bọn người nhìn lấy đây hết thảy, cũng là đầy mặt vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ giải Trác Phàm tính tình, biết hắn đối cái này tám vị hoàng tử cường giả có ứng đối chi pháp, nhưng cũng không có nghĩ đến. Cái này thủ đoạn ứng đối cũng quá kinh khủng, đúng là trong nháy mắt toàn diệt. Điều này không khỏi làm bọn họ từng cái nhìn đến, trong mắt đều nhanh rơi xuống. Phải biết, đây chính là lúc trước tùy tiện đem bọn hắn đánh ngã tám vị Bách Lý gia hoàng tử A, làm sao vừa đến Trác Phàm trong tay, liền biến đến như thế đồ ăn, dễ dàng như vậy đến thì bị xử lý đâu. Không, không phải bọn họ quá cùi bắp, mà chính là Trác Phàm quá mạnh, mạnh đến mức làm cho lòng người sinh sợ hãi. Cái này, mới thật sự là thế hệ trẻ tuổi bên trong, năm châu cao thủ mạnh nhất, tương lai cái thứ hai bất bại kiếm tôn A. Liếc nhìn nhau, Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma bọn người đều là cười khổ lắc đầu, thở dài lên tiếng, ai, mới mấy năm A, hoàn toàn không thể so sánh. Đúng vậy A, lão đại con mắt này uy lực càng mạnh. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Lân cũng là một mặt xuống dốc đến dao động cái đầu, lúc trước hắn một chút hắc viêm liền kém chút đưa ta liều mạng. Hiện tại hắn thế mà có thể thả ra nhiều như vậy đến, đoán chừng ta phía trên ta cũng phải bị miểu sát.
lão đại thực lực bây giờ, đã người phi thường có thể bằng, đời chúng ta bên trong, đưa mắt thiên hạ, lại có gì người có thể cùng tranh phong. Nói, Diệp Lân vô tình hay cố ý dương mắt nhìn về phía không trung Bách Lý Cảnh Thiên, ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo tới. Tựa hồ cảm nhận được cái kia khiêu khích ánh mắt, Bách Lý Cảnh Thiên quay đầu nhìn Diệp Lân liếc một chút, hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, rõ ràng cáo mượn oai hổ a. Nhưng là không thể không nói, Trác Phàm con cọp này, thật làm cho hắn có chút sợ hãi. Trong mắt ngưng trọng càng ngày càng cái gì, Bách Lý Cảnh Thiên tiếp tục xem hướng cái kia hắc viêm chỗ, trong tay phong mang cũng là tại cuồn cuộn ấp ủ. Mà Âu Dương Trường Thanh cùng Mộ Dung Tuyết hai người, giờ này khắc này, cũng là ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia tàn phá bừa bãi gào thét lôi viêm, hoàn toàn mộng bỉ. Tiếp lấy lẫn nhau nhìn xem về sau, hai người cùng nhau hít sâu một hơi, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù biết Trác Phàm thực lực tại bọn họ phía trên, là bọn họ lần này được cứu duy nhất một chút hy vọng, nhưng là lại làm sao có thể nghĩ đến, cái này hy vọng to lớn như thế đâu. Thậm chí hy vọng này đã là lớn đến, trong nháy mắt san bằng trong lòng bọn họ lo lắng, hoàn toàn quên Bách Lý Cảnh Thiên cái này cường địch tồn tại. Bởi vì cùng Trác Phàm cái này tránh thức liệt dương so sánh, Bách Lý Cảnh Thiên cái kia sáng chói tinh quang thì nhất thời ảm đạm không ánh sáng. Không có nghĩ đến cái này ác nhân lại đáng sợ như thế, lúc trước ta vẫn muốn tự tay trừ hắn, thật sự là quá ngây thơ. Nhìn chằm chằm cái kia hắc viêm không thả, Mộ Dung Tuyết trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Tên ma đầu này, căn bản không phải ta có thể đối phó đến tồn tại. Thế nhưng là người này chưa trừ diệt, tương lai trở thành cái thứ hai bất bại kiếm tôn về sau, coi như thật là thiên hạ đại nạn. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tuyết trong lòng đã hy vọng, vừa lo lo, lại là mâu thuẫn vô cùng. Hô!